Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 5. Hạ Nhược Tuyết nghe được câu này hoàn toàn bối rối. Nàng lúc nào biến thành Diệp Thần phụ nữ? Còn nữa, hai người mặc dù ôm ngủ một đêm, nhưng là cũng không có làm cái loại đó thẹn thùng sự việc, nàng lại làm sao có thể sẽ có đứa trẻ? Nếu như người bình thường như thế làm nhục nàng, nàng đã sớm một cái tát đi qua. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Diệp Thần kiên định lại an ủi ánh mắt. Nàng ngay tức thì bừng tỉnh. Diệp Thần đây là đang giúp nàng. Nếu như mình trong lòng mang bầu, cũng hoặc là không còn là xử nữ, người đàn ông kia căn bản sẽ không tiếp nhận nàng. Đến lúc đó thông gia tự nhiên không tồn tại. Nhưng mà Diệp Thần tại sao phải giúp mình? Hắn có nghĩ tới hậu quả của làm như vậy sao? Đây chính là tương đương với đắc tội hai cái gia tộc cao cấp à? Diệp Thần đúng là giúp Hạ Nhược Tuyết, hắn bản không muốn nhúng tay Hạ ra sự việc, nhưng là đối phương từng giọt nước mắt rơi vào tay hắn lên, hắn mềm lòng. Hắn có thể cảm giác được Hạ Nhược Tuyết không giúp và thống khổ, bởi vì là và hắn năm đó cảm giác giống nhau như đúc. Đây không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là nàng phát hiện Hạ Nhược Tuyết trán đã hiện lên một tia huyết quang. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là đã có cái đó khuynh hướng. Hắn nhớ lại lão già kia giao phó, không tiếc hết thảy ngăn cản Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện. Đây cũng là hắn tới Ninh Ba một đại sự. Diệp Thần khẳng định, nếu như Hạ Nhược Tuyết ngày hôm nay trở lại tỉnh Chiết Giang, vậy lau huyết quang tất nhiên tăng tốc độ. Đến lúc đó có thể thật hương tiêu ngọc vẫn. Dưới mắt, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào đem Hạ Nhược Tuyết ở lại Ninh Ba, cho nên mới nói ra nói như vậy. Giờ phút này, cách đó không xa Hạ Mẫu cả khuôn mặt đều tối. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới mình con gái bảo bối thì đã ở Ninh Ba và người đàn ông khác xảy ra quan hệ. Ghê tởm hơn là có bầu. Vậy hôn ước lại nên làm cái gì? Người đàn ông kia tức giận, bọn họ Hạ gia có thể căn bản không chịu nổi à? Bọn họ nhưng là chân chính võ đạo thế gia à? Hạ Mẫu quả đấm cầm chặt, đem tức giận trong lòng áp chế, nàng thiếu chút nữa không khống chế được tâm trạng, cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Ha ha, cả người vận động trang. Bình thường và lại rác dưới. Có thể như thế mặc đi ra ngoài phỏng đoán cũng chỉ người bình thường nhà đứa trẻ. Bất quá, nàng lại chú ý tới Diệp Thần trong tay xách một ít túi. Armani. Đoán chừng là mua nơi nào hàng giả đi. Coi như thằng nhóc này mua nổi Armani thì như thế nào? Cái này thương hiệu ở người bình thường trong mắt có thể là thân phận tượng trưng, nhưng là ở nàng Hạ gia trong mắt, chẳng qua là tạp bài. Toàn bộ Ninh Ba có vô số chàng trai tài tuấn, coi như thanh niên trước mắt là Ninh Ba đứng đầu nhất tồn tại, vậy không vào được hắn mắt. Con gái mình tới Ninh Ba nhiều năm như vậy, ánh mắt lại có thể kém làm đến nước này. Liền loại mặt hàng rác dưới này cũng có thể vừa ý. Hạ Mẫu hai tay ôm ngực, lại đưa mắt chuyển tới Hạ Nhược Tuyết trên mình, chất vấn, Nhược Tuyết, tiểu tử này rốt cuộc là thật là giả. Hạ Nhược Tuyết gương mặt đỏ ửng, Diệp Thần cũng đến giúp mức này, nàng tự nhiên không thể lộ ra chân tướng, liền nói, mụ. Ta và Diệp Thần là thật lòng. Hạ Mẫu mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là ở nghe được câu này, vẫn là tâm tính nổ. Mình một mực dè đặt bảo vệ nữ nhi, lại có thể bị một cái bất nhập lưu đồ làm bẩn. Thật là đáng chết. Thứ nhất, Nhược Tuyết, bây giờ hãy cùng ta hồi tỉnh Chiết Giang, ta sẽ an bài bác sĩ phá đứa trẻ. Thứ hai, từ đây không thể rời đi Hạ gia nửa bước. Đây là mệnh lệnh, còn như hôn ước, ta lại nghĩ biện pháp. Hạ Mẫu ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, thằng nhóc, ngươi kêu Diệp Thần đúng không? Ta bỏ mặc ngươi ở Ninh Ba là thân phận gì, cho ta lập tức rời đi Nhược Tuyết. Cái thế giới này quy tắc, không phải các người loại này tầng dưới chót rác dưới có thể đụng chạm. Ta con gái bảo bối cũng không phải ngươi loại này nhân vật nhỏ có thể chấm mút. Ngươi đừng vọng tưởng thông qua Nhược Tuyết leo lên ta Hạ gia. Ta Hạ gia vĩnh viễn sẽ không thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Còn nữa, nếu như ngươi lại khăng khăng làm theo ý mình, ta bảo đảm, ngươi sẽ hại chính ngươi. Vậy hại ngươi phụ mẫu. Ta Hạ gia thực lực đủ để cho ngươi chọn đời thoát thân không được. Uy hiếp. Trần trụi trần uy hiếp trắng trợn. Cái này là Hạ gia thực lực, coi rẻ Ninh Ba hết thảy gia tộc. Thậm chí có thể coi rẻ tỉnh Chiết Giang tất cả gia tộc.
Diệp Thần tròng mắt híp lại, hắn rất ghét đối phương dùng loại này cao cao tại thượng giọng đối với hắn nói chuyện. Ngươi hẳn vui mừng ngươi là Nhược Tuyết mẫu thân, nếu không ngươi đã là một cổ thi thể. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, không có sát khí, lại để cho Hạ Mẫu cảm giác được một tia dùng mình. Nàng tự nhiên không biết liên tưởng đến Diệp Thần nguyên nhân, chỉ cảm thấy được thương trường nhiệt độ đánh quá thấp. Hạ Mẫu hừ lạnh một tiếng, nói, thằng nhóc, người đây là đang uy hiếp ta. Người biết người đang cùng ai nói sao? Người biết người đối mặt Hạ gia là lai lịch gì sao? Tỉnh Chiết Giang Hạ gia ngươi phỏng đoán liền nghe cũng chưa từng nghe qua chứ? Ta hỏi lại ngươi, Hoa Hạ tập đoàn Thiên Nguyên cũng hoặc là nhóm tài chính Hạ Thức ngươi có thể nghe qua. Hạ Mẫu gặp Diệp Thần không có phản ứng chút nào, trong lòng khinh thường đặc biệt là thịnh. Một người có thể hiểu tin tức liền quyết định trước người này cao độ. Rất hiển nhiên, Diệp Thần liền Ninh Ba Trần nhà vậy không chạm được tới. Loại người này tại sao phân phối lên nàng Hạ gia Thiên Kim? Nàng tiếp tục nói, nếu những thứ này ngươi cũng không biết. Ta đổi cái phương thức nói cho ngươi, Ninh Ba đệ nhất gia tộc Sở gia ngươi tổng biết chưa, Sở gia gia chủ thấy ta cũng phải quỳ xuống. Mụ, ngươi chớ nói, Hạ Nhược Tuyết chân thực nghe không nổi nữa, nàng biết Diệp Thần là người bình thường, mẫu thân như thế giễu cợt và chèn ép Diệp Thần, tất nhiên sẽ đối với Diệp Thần nội tâm tạo thành vết thương. Loại đả kích này sẽ để cho Diệp Thần chưa gượng dậy nổi, thậm chí cả đời không cách nào ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt có chút bận tâm rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cười, trong mắt không có chút nào ảm đạm, ngược lại tràn đầy tự tin. Hắn bước ra một bước, trực diện Hạ Mẫu, sau đó khí chất biến đổi, cả người tựa như đều có loại bao trùm vạn vật trên, nhìn xuống chúng sanh khí phách. Loại này khí phách là hắn cái này 5 năm này ngưng tụ. Thành lập ở vô số trên thi thể. Bá Mẫu. Người căn bản không biết người đang cùng dạng gì tích chữ đang nói chuyện. Diệp Thần thanh âm rất nhạt, rất nhẹ. Chẳng biết tại sao, Hạ Mẫu theo bản năng lại có thể lui về phía sau một bước, nàng phát hiện mình khí thế ở trước mắt cái thằng nhóc này trước mặt hoàn toàn bể tan tành. Thằng nhóc này giờ phút này khí tức trên người rất quen thuộc. Giống như đứng ở nàng trước mặt là Tỉnh Chiết Giang vị kia người người kính sợ tồn tại. Làm sao có thể? Giờ khắc này... Nàng thậm chí cảm thấy trước mắt tiểu tử có chút để cho người nhìn không thấu. Bá Mẫu, ở ngươi trong mắt, bây giờ ta có thể nhỏ bé như ở trước mắt ai. Nhưng là cho ta nửa năm thời gian, ta Diệp Thần sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì mới thật sự là cao không thể leo tới. Nhược Tuyết, chúng ta đi. Còn không chờ Hạ Mẫu kịp phản ứng, Diệp Thần liền kéo Hạ Nhược Tuyết tay rời đi. Qua thật lâu, Hạ Mẫu mới thanh tỉnh lại. Hắn sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng thiếu chút nữa quỳ trên đất. Thằng nhóc này làm sao biết? Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái mã số, sau đó nói, giúp ta điều tra một người. Hắn kêu Diệp Thần, Ninh Ba người, gần đây và Nhược Tuyết quan hệ thường xuyên. Quảng trường Vạn Đạt Wanda Plaza, bên ngoài. Hạ Nhược Tuyết sốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng tránh thoát Diệp Thần tay. Gương mặt của nàng đỏ ửng, nếu như bị Ninh Ba những cái kia xí nghiệp ra thấy tất nhiên kinh điệu cằm. Diệp Thần, ngươi thật ra thì hoàn toàn không cần phải như vậy. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng, linh động trong mắt nhìn Diệp Thần, nàng phát hiện, Diệp Thần thật ra thì nghiêm túc nhìn như vẫn là rất đẹp trai. Nhất là mới vừa rồi đối với mẫu thân nói chuyện loại cảm giác đó, nàng bây giờ nghĩ lại, tim vậy ùm nhảy lợi hại. Diệp Thần nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết. Nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta làm như vậy, không chỉ là vì ngươi mà thôi. Hạ Nhược Tuyết có chút nghi ngờ, không là nàng, chẳng lẽ còn là người khác. Nàng con ngươi một chuyển, suy đoán là Diệp Thần lòng tự ái đang làm ma. Đúng rồi, Diệp Thần, ta là ta mẫu thân mới vừa mới nói với ngươi nói xin lỗi, nàng chính là như vậy, rất coi trọng lợi ích, nhưng là lòng nàng thật ra thì không có như vậy xấu xa. Biết. Diệp Thần rất nhanh cản lại một chiếc xe taxi, đặt mông ngồi xuống, cũng đối bên ngoài Hạ Nhược Tuyết nói, ngươi chắc có tài xế đi, ta cũng không quản ngươi, ta còn có việc. Nói xong, xe liền biến mất ở Hạ Nhược Tuyết tầm mắt. Hạ Nhược Tuyết có chút bối rối, tên này chẳng lẽ liền không muốn và một cái đại mỹ nữ ở lâu một giây.
Nàng vốn còn muốn hỏi một chút Diệp Thần tại sao phải và mẫu thân nói cái đó nửa năm ước hẹn, hắn một cái dân chúng nhỏ, có năng lực gì dung chuyển Hạ gia. Bất quá mới vừa rồi ở bên trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa thì bị Diệp Thần khí thế lừa. Nhưng là bây giờ quay đầu lại suy nghĩ một chút, Diệp Thần nói chẳng qua là huênh hoang mà thôi. Để cho tỉnh Chiết Giang Hạ gia cao không thể leo tới. Làm sao có thể? Hạ gia nội tình nếu như ngược dòng đứng lên ước chừng trăm năm. Chỉ bằng vào sức lực của một người, nửa năm làm sao có thể đạt tới. Cho hắn trăm năm, cũng giống như nhau kết quả. Coi như Diệp Thần có đại nhân vật dìu dắt, cả đời này cũng chỉ có thể đỉnh trước ngửa mặt trông lên tỉnh Chiết Giang Hạ gia. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Tuyết thậm chí có chút bận tâm Diệp Thần an nguy. Đắc tội Hạ gia, nếu như lại bị người nọ biết, hắn có thể chịu nổi sao? Không được, ta không thể ngược lại hại hắn. Hạ Nhược Tuyết đầu thoáng qua một đạo ánh sáng, vội vàng gọi điện thoại cho Tôn Di. Mà trên xe taxi, Diệp Thần rơi vào trầm tư. Hạ mẫu nói thật ra thì có đạo lý, chỉ dựa vào võ lực mạnh mẽ xa xa không đủ. Hắn cần thành lập mình thế lực. Hơn nữa một đạo thế lực xa xa không đủ. Phải hai món thế lực. Nam Giang Vương ở trong bóng tối, mà chỗ sáng thì cần ngoài ra một đạo. Tập đoàn Thiên Chính nếu là phụ thân tâm huyết, vậy hắn liền đem tâm huyết của phụ thân rung động toàn bộ Hoa Hạ đi. Sư phụ, đi Vịnh Long Dược khu biệt thự. Vịnh Long Dược khu biệt thự, Thẩm gia biệt thự. Xe taxi chậm rãi dừng lại. Diệp Thần xuống xe, liền thấy Thẩm Hải Hoa người một nhà cũng ở cửa chờ đợi. Thẩm Hải Hoa mới vừa nhận được Diệp Thần điện thoại, mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là xuống lầu tới đón tiếp. Diệp tiên sinh, ngài làm sao tới? Thẩm Hải Hoa cung kính nói. Tìm một chỗ an tĩnh, ta sẽ cùng các người nói tỉ mỉ. Được, Diệp tiên sinh. Thẩm Hải Hoa đem Diệp Thần dẫn tới biệt thự phòng tiếp khách. Mấy người vào ngồi, cũng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì. Không lâu lắm, Diệp Thần lấy ra phần kia văn kiện, theo bàn, đẩy tới Thẩm Hải Hoa trước mặt. Thẩm Hải Hoa thân thể ngẩn ra, dĩ nhiên biết trên văn kiện này là cái gì. Nhưng là cái này mới qua bao lâu à, Diệp Thần lại có thể liền làm xong. Hắn nửa tin nửa ngờ mở ra trên bàn văn kiện, phát hiện Trịnh Cảnh Minh ký tên và dấu tay bất ngờ cũng ở phía trên. Làm sao có thể? Hắn con người tràn đầy kinh hãi. Hắn rõ ràng Trịnh Cảnh Minh, lão hồ ly này làm sao nguyện ý đem tập đoàn Thanh Hòa chắp tay nhường nhịn. Đột nhiên, điện thoại di động hắn màn ảnh sáng lên, một mục tin tức vừa vặn đẩy đưa ra. Tin tức tin nhanh, tập đoàn Thanh Hòa lầu cuối phát sinh không rõ nổ, thế lửa đã bị khống chế, nhưng là tập đoàn người sáng lập Trịnh Cảnh Minh nhưng táng thân biển lửa, hưởng năm 52 tuổi. Nổ nguyên nhân cảnh sát đang điều tra. Thẩm Hải Hoa trợn to mắt mâu nhìn cách đó không xa ngồi Diệp Thần. Hắn dám khẳng định hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần làm. Diệp Thần lại có thể đem Trịnh Cảnh Minh giết. Thủ đoạn này cũng quá đơn giản bạo lực liền đi. Hắn sau lưng không khỏi lông măng dựng đứng. Cho tới nay, hắn đối với Diệp Thần biết rõ chẳng qua là một vị cao cấp thần y, lại không nghĩ rằng đối phương xa xa so mình nghĩ còn kinh khủng hơn. Theo hắn nói biết, tập đoàn Thanh Hòa nội bộ an ninh cực kỳ nghiêm mật, còn có thanh môn cao thủ chấn giữ, người bình thường căn bản không có thể bước vào lầu cuối nửa bước. Nhưng là Diệp Thần nhưng làm được, không chỉ giết Trịnh Cảnh Minh, lại là hoàn hảo không hao tổn đi ra. Tên này vẫn là người sao? Hắn cưỡng ép chế trụ nội tâm khiếp sợ, đối với Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, vấn đề thứ nhất là giải quyết, nhưng mà cái vấn đề thứ hai lại càng phát nghiêm trọng. Thanh môn tự nhiên cũng biết chuyện này, đến lúc đó. Thẩm Hải Hoa lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền cắt đứt hắn mà nói cái vấn đề thứ hai cũng đã bị ta giải quyết. Ta chỉ muốn biết, 3 ngày thời gian, ngươi thật có thể bắt lại Thanh Hòa, đổi tên tập đoàn Thiên Chính sao? Cái gì, cái vấn đề thứ hai giải quyết? Thẩm Hải Hoa cả người không bình tĩnh, Trịnh Cảnh Minh có thể còn dễ đối phó một ít, dù sao đối phương là thương nhân. Nhưng là thanh môn nhưng mà Ninh Ba thế lực dưới đất à. Liên cảnh sát và phía chính phủ lực lượng cũng không khống chế được, Diệp Thần một người làm sao đối phó. Không lâu lắm, điện thoại di động lại truyền tới một giọng nói, có vết xe trước, Thẩm Hải Hoa theo bản năng liếc một cái. Không ngắm không sao cả,
làm hắn liếc lên vậy một mục tin tức, sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Mặc dù cái này thì tin tức rất mịt mờ, nhưng là thành tựu khứu giác của thương nhân hắn dĩ nhiên biết cái gì. Thanh Môn, thành tựu Ninh Ba nhất lớn thế lực dưới đất, không còn tồn tại. Mà hết thảy các thứ này, tới thật trùng hợp, để cho hắn không thể không hoài nghi chính là cách đó không xa chàng trai làm. Một ngày thời gian cũng không có đến, Diệp Thần lại có thể đem cái này hai cái thiên đại vấn đề đều giải quyết. Thẩm Hải Hoa đột nhiên có chút vui mừng, khá tốt từ vừa mới bắt đầu liền quyết định và Diệp Thần đứng ở cùng trên một cái thuyền. Nếu như vô tình trở thành kẻ địch, hắn Thẩm Hải Hoa số mệnh, thậm chí còn tập đoàn Bắc Danh cũng biết rơi được kết quả giống nhau. Hắn tỉnh hồn lại, vội vàng thận trọng nói, Diệp tiên sinh, cho ta 3 ngày thời gian, chuyện này ta nhất định cho ngươi làm thành. Được, Diệp Thần đối với Thẩm Hải Hoa trả lời rất hài lòng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Hạ Mẫu câu nói kia, liền hiếu kỳ nói, Thẩm Tổng, ngươi có biết Hoa Hạ tập đoàn Thiên Nguyên và Hạ Thị nhóm tài chính? Thẩm Hải Hoa thật vất vả tỉnh hồn lại, nghe được Diệp Thần những lời này, thiếu chút nữa tim đập đều ngưng. Cái này Diệp tiên sinh không biết cũng phải đem cái này hai cái Hoa Hạ đồ vật khổng lồ vậy nuốt vào đi. Cái này cùng tập đoàn Thanh Hòa cũng không phải là một cấp bậc à. Đừng nói tập đoàn Thanh Hòa không nuốt nổi, toàn bộ Hoa Hạ đều không mấy nhà tập đoàn nuốt hạ. Diệp tiên sinh, người đây là. Diệp Thần nhìn thấu Thẩm Hải Hoa trong mắt kinh hãi, cười cười nói, ta có người bạn ngày hôm nay nhắc tới, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Thẩm Hải Hoa thở dài một hơi, hắn chìm nổi thương trường nhiều năm như vậy, tâm tính coi như tốt, đụng phải Diệp Thần, thật đúng là thật không được. Thẩm Hải Hoa sửa lại một chút suy nghĩ giải thích, Diệp tiên sinh, ngươi vị bằng hữu kia nếu như ta không đoán sai, chắc là tập đoàn Hoa Mỹ Tổng Giám Đốc Hạ Nhược Tuyết đi, hắn thân phận không phải bí mật gì, liền là tới từ tỉnh Chiết Giang Hạ gia. Diệp Thần đối với Thẩm Hải Hoa biết Hạ Nhược Tuyết thân phận vẫn là có chút bất ngờ. Xem ra mấy năm này tập đoàn Hoa Mỹ lớn lên nhanh như vậy, rất lớn một số nguyên nhân còn là Hạ gia. Chỉ một cái này hai chữ đủ để cho Ninh Ba xí nghiệp kiêng kỵ. Diệp tiên sinh, Hạ gia ở tỉnh Chiết Giang địa vị rất là khủng bố, cụ thể ta không quá rõ, nhưng là tập đoàn Thiên Nguyên ta nghe nói qua, đây là một tòa đồ vật khổng lồ, hắn cơ hồ nắm trong tay tỉnh Chiết Giang 1/3 kinh tế mạch máu, chỉ cần tập đoàn Thiên Nguyên muốn. Toàn bộ Ninh Ba kinh tế mạch máu đều có thể bị bọn họ khống chế. Còn như Hạ Thị nhóm tài chính, ta cũng có nghe thấy. Hắn so tập đoàn Thiên Nguyên hơn nữa thần bí, cũng coi là tập đoàn Thiên Nguyên phía sau màn người điều khiển, quốc gia công bố 90 loại nghề, bọn họ dính tới 89 loại, tài sản đạt tới đáng sợ, thế giới trước 10 tập đoàn, có 3 nhà tập đoàn bộ phận cổ quyền bị bọn họ nắm trong tay. Càng là mấu chốt là... Bọn họ phía trên tựa hồ có rất mạnh bối cảnh, cái này bối cảnh nghe nói so Hạ gia còn đáng sợ hơn. Đảm nhiệm Phi Phàm nghe được cái này phía trên bối cảnh, thời gian đầu tiên nghĩ đến là võ đạo gia tộc. Từ hắn gần đây hiểu tin tức tới xem, một ít gia tộc đều cùng võ đạo cường giả có chút liên lạc. Ninh Ba đều là như vậy, tỉnh Chiết Giang gia tộc chỉ biết đối với võ đạo gia tộc càng lệ thuộc vào. Dưới mắt. Diệp Thần võ đạo thế lực có thể giao cho Nam Giang Vương bả khống, nhưng là kinh tế thế lực chỉ có thể dựa vào chính hắn tới vận hành. Diệp Thần căn bản không hiểu buôn bán, coi như hiểu, hắn vậy không có ở đây đi tự tay sáng lập đế quốc này. Hắn ánh mắt không khỏi rơi ở trước mặt Thẩm Hải Hoa trên mình. Đây là hắn ở Ninh Ba bệnh nhân thứ nhất, cũng coi là đồng minh, mình đối với hắn có ân cứu mạng, hẳn là nhất không biết phản bội người hắn một trong. Hơn nữa đối phương là một cái chính cống tập đoàn người sáng lập, am tường thương trường quy tắc, không thể nghi ngờ là người chọn tốt nhất. Diệp Thần trầm tư mấy giây, đột nhiên nghiêm túc nói, Thẩm Hải Hoa, người mơ ước là cái gì? Thẩm Hải Hoa ngẩn ra, hắn thậm chí có điểm buồn cười, khẩu khí này như thế nào cùng tốt trong thanh âm vị kia đạo sư có chút giống như. Nhưng là làm hắn thấy Diệp Thần diễn cảm nghiêm túc như vậy, hắn nụ cười ngay tức thì thu liễm. Hắn cũng 50 tuổi, còn có thể có ước mơ gì? Cho dù có, hắn cũng không khả năng thực hiện. Hắn đã từng muốn đem tập đoàn Bắc Danh chế tạo thành đệ nhất thế giới tập đoàn, nhưng là thực tế cho hắn tạt nước lạnh, hắn chỉ có thể trông nom Ninh Ba cái này một mẫu đất 3 phân. Cuối cùng, Thẩm Hải Hoa lắc đầu một cái, tự giễu nói, ta cũng hơn 40, còn có thể có ước mơ gì,
mơ ước là các người người tuổi trẻ đồ. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, đột nhiên dừng lại, con ngươi lóe ra một đạo ánh sáng nói. Ta cho ngươi một thanh kiếm, ngươi dám bắt lại toàn bộ Hoa Hạ sao? Thẩm Hải Hoa thân thể một lần, chợt cười nói, Diệp tiên sinh, thanh kiếm này ngươi không biết chỉ tập đoàn Thiên Chính chứ? Nói thật, ta tập đoàn Bắc Danh so nó còn mạnh hơn lên không ít đây. Diệp Thần lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, Thẩm Hải Hoa, ta hỏi ngươi. Nếu như tập đoàn Thiên Chính muốn nửa năm bên trong có nuốt trọn Hạ Gia nhóm tài chính lực lượng, cần những thứ đó. Nghe được câu này, Thẩm Hải Hoa trong mắt có chút kinh hoàng, cái này Diệp Thần khẩu khí thật là lớn, lại có thể thật muốn nuốt trọn Hạ Gia nhóm tài chính, làm sao có thể. Mấu chốt còn muốn nửa năm bên trong, đùa gì thế? Hắn vốn định cười nhạo Diệp Thần, nhưng là thấy đối phương thật tình như vậy, chỉ có thể nói, thứ nhất, cần chính phủ lớn nhất giúp đỡ. Cũng hoặc là có quốc gia phương diện núi dựa. Thứ hai, một chi tương tự thanh môn thế lực che chở, cái thế lực này muốn so với thanh môn mạnh trăm lần không dứt. Chí ít lực lượng bao trùm toàn bộ tỉnh Chiết Giang. Thứ ba, siêu cường lời sản phẩm cùng với đa nguyên hóa. Diệp Thần rơi vào trầm tư. Chính phủ con đường này hắn tự nhiên có biện pháp, Bách Lý Băng phụ thân hình như là cái gì thủ trưởng, thử một chút xem có thể hay không đem nàng kéo vào được. Thế lực vậy không là vấn đề, một cái Nam Giang Vương liền đủ rồi. Dẫu sao Nam Giang Vương khống chế toàn bộ tỉnh Chiết Giang thế giới dưới đất. Còn như cái thứ ba, càng đơn giản hơn, trên người hắn có vô số phương thuốc, y dược chẳng lẽ còn không tính là siêu cường lời sao? Diệp Thần đứng lên, cất cao giọng nói, ngươi muốn những thứ này ta đều có thể cho ngươi, nhưng là ngươi có thể bảo đảm nửa năm bên trong đem tập đoàn Thiên Chính biến thành một đầu không thể lay động đồ vật khổng lồ sao? Thẩm Hải Hoa theo bản năng cảm thấy Diệp Thần ở nói mạnh miệng, cái này ba cái điều kiện, chỉ có một cái liền đáng sợ, Diệp Thần lại làm sao có thể cũng cho mình. Nhưng là hắn lại nghĩ tới thanh môn tiêu diệt cùng với Trịnh Cảnh Minh chết, thật giống như trong thân thể có một giọng nói ở nói cho hắn, Diệp Thần thật có thể làm được. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thần lại lấy ra một viên đan dược, để lên bàn, nói, nếu như ngươi nguyện ý, viên đan dược này coi như là lễ ra mắt. Hắn có thể để cho ngươi kéo dài tuổi thọ 50 năm. Nghe phía sau vậy mấy chữ, Thẩm Hải Hoa hô hấp dồn dập. Đây chính là kéo dài tuổi thọ 50 năm à. Vô số người mơ tưởng cầu mong tồn tại. Diệp Thần có thể lừa gạt hắn sao? Dĩ nhiên không thể nào, hắn liền mình cái này người sắp chết cũng có thể cứu về. 50 năm tuổi thọ lại coi là cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thẩm Hải Hoa trong mắt đỏ thẫm, hoàn toàn không để ý hình tượng đoạt lấy trên bàn viên đan dược kia, trực tiếp phục đi xuống, sau đó kích động nói, Diệp tiên sinh, ta nguyện ý. Chỉ cần ngươi cho ta vậy ba kiểu đồ, ta định có thể để cho tập đoàn Thiên Chính thành là không người dung chuyển tồn tại. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đẩy cửa ra đi ra bên ngoài, ba ngày sau, tập đoàn Thiên Chính gặp, còn như vậy ba kiểu đồ, sẽ có người tới liên lạc ngươi. Diệp Thần đi. Thẩm Hải Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần viễn đi hình bóng, hắn biết, mình vậy nguyên bản ở Ninh Ba chết già vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Người thanh niên kia đem hắn mang theo một chiếc bánh xe lớn. Mà bánh xe lớn chạy mục tiêu, không phải tỉnh Chiết Giang, cũng không phải Hoa Hạ, mà là cả thế giới. Rời đi Vịnh Long dược khu biệt thự, Diệp Thần tâm tình coi như không tệ, hắn tin tưởng Thẩm Hải Hoa có thể giúp hắn thành lập thứ một thế lực. Đến lúc đó Hạ Gia ở hắn trong mắt lại coi là cái gì? Nếu như Hạ Gia lại biết Nam Giang Vương cùng mình quan hệ, phỏng đoán sắc mặt sẽ càng phát ra khó khăn xem đi. Diệp Thần bản dự định hồi khu nhà ở Đại Đô, nhưng là vừa đủ nhận được điện thoại, Tôn Di đệ đệ ngày hôm nay làm giải phẫu. Liền đi một chuyến bệnh viện, thời gian lại gặp được Khâu Thần Y, có Khâu Thần Y an bài, hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay đi tới phòng giải phẫu. Một phen châm cứu, Tôn Di đệ đệ cơ hồ không có gì đáng ngại. Hắn vừa mới chuẩn bị rời bệnh viện, ngược lại là đối diện và vội vàng chạy tới Tôn Di đụng phải. Để cho hắn bất ngờ là, trừ Tôn Di một người, Hạ Nhược Tuyết lại có thể cũng tới. Đây là cái gì làm việc? Diệp Thần, người tại sao lại ở chỗ này? Người chẳng lẽ tới xem đệ đệ ta? Tôn Di kinh ngạc nói. Diệp Thần chỉ có thể giải thích nói, ta không phải biết Khâu Thần Y sao, hắn thông báo ta tới, đệ đệ làm giải phẫu, ta
ta cái này làm tỷ phu tự nhiên muốn ý nghĩa một chút. Tôn Di Tiếu đỏ mặt, vội vàng hướng Hạ Nhược Tuyết nói, Hạ Tổng, ngươi đừng hiểu lầm, lần trước Diệp Thần giả trang bạn trai ta, chỉ vì chọc tức ta vậy mấy cái thân thích. Hạ Nhược Tuyết có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh lùng nói, ta dĩ nhiên không biết hiểu lầm, Diệp Thần tên này giả trang bạn trai ngược lại là có một tay, khoan hãy nói, tên này gần đây số đào hoa rất phượng mà. Hạ Nhược Tuyết đây là điển hình trong lời nói có hàm ý, để cho Diệp Thần khá là không biết làm sao. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, dường như hắn ở Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di nhà trước mặt người cũng làm bộ bạn trai. Cũng may hai người phụ mẫu địa vị chênh lệch to lớn, sẽ không có xuyên bang có thể. Diệp Thần cũng không dự định tiếp tục ở lại bệnh viện, liền đối với Tôn Di nói, nếu ta đã xem qua đệ đệ ngươi, ta cũng không tiến vào nữa, trực tiếp về nhà trọ tốt lắm. Tiểu Di Tử, nhớ về nấu cơm nha, thật lâu không ăn của ngươi thịt kho. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Tôn Di liền gọi lại hắn. Chờ một chút. Diệp Thần dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu, thế nào? Tôn Di đem túi một cái chìa khóa đưa cho Hạ Nhược Tuyết, sau đó đối với Diệp Thần phân phó nói, ngươi nếu phải đi về, vậy thì thuận tiện mang theo Hạ Nhược Tuyết đi. Diệp Thần hơn nữa nghi ngờ, mang theo nàng làm gì? Chính nàng có biệt thự không dừng được, đi nhà chúng ta làm gì? Hạ Nhược Tuyết bước bắp đùi thon dài sẽ đến Diệp Thần bên cạnh, giải thích tập đoàn đã tạm thời bị Hạ gia tiếp nhận, còn như ta biệt thự, bản thân chính là ta mẫu thân sản nghiệp, ta cũng không có thể trở về. Diệp Thần có dũng khí dự cảm bất tường, người không biết muốn vào ở khu nhà ở Đại Đô đi, không được, chỉ có hai cái gian phòng, ta là sẽ không theo ngươi chen một cái giường, ngươi dù sao có tiền, ở cái khách sạn cũng giống như nhau. Tôn Di liếc một cái Diệp Thần, nói, Diệp Thần. Người ban ngày làm gì mộng đẹp đâu, còn muốn và Hạ Tổng chen một cái giường. Mấy ngày nay, nàng và ta ngủ chung. Còn nữa, cái đó là nhà ta, không phải nhà chúng ta. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, được rồi, cũng gặp qua gia trường, người nói cái gì chính là cái đó. Tôn Di. Nói rõ ràng hết thảy, Tôn Di liền vội vàng đi bệnh viện. Tại chỗ chỉ còn lại Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, bầu không khí có chút yên lặng. Hạ Nhược Tuyết dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí, đối với Diệp Thần nói, ngươi không cần như thế xem ta cũng không muốn cùng Tôn Di chen một cái giường. Hạ gia bản lãnh so ngươi nghĩ còn đáng sợ hơn, bọn họ đã nắm trong tay ta hết thảy. Tập đoàn vốn bị hoàn toàn khống chế, ta thẻ ngân hàng vậy bị đông cứng, ta bất kỳ có thể lấy được nguồn vốn cũng không có. Liên liên biệt thự đồ ta cũng không dự định hồi đi lấy, nơi đó cũng là người của Hạ gia. Bất quá, tin tức tốt là Hạ gia tạm thời không biết mang ta đi, nhưng là bọn họ chính là muốn dùng loại phương thức này tiêu hao ta. Cho đến ta không chịu nổi, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn hồi Hạ gia. Ta tính cách quá lạnh, đưa đến những năm này cơ hồ không có bạn bè gì, duy nhất biết mấy người đều bị Hạ gia uy hiếp, không thể và ta có bất kỳ vốn lui tới. Cho nên, Tôn Di khu nhà ở Đại Đô là ta duy nhất có thể đi địa phương. Còn nữa, ta bây giờ không còn là tập đoàn Hoa Mỹ cái gì băng sơn tổng tài, người thì không suy nghĩ bao nuôi ta. Diệp Thần nghe được câu này, thở dài một hơi. Sinh ở mọi người tộc vậy thật không nhất định tốt, bọn họ có thể cho ngươi ưu việt sinh hoạt, cũng có thể hoàn toàn hủy diệt ngươi sinh hoạt. Hắn thậm chí có chút đồng tình Hạ Nhược Tuyết, phỏng đoán coi như nàng bây giờ đi tìm việc làm, toàn bộ Ninh Ba cũng sẽ không có một cái xí nghiệp dùng nàng. Bất quá ba ngày sau tập đoàn Thiên chính là lúc đang dùng người, tại sao không thể dùng Hạ Nhược Tuyết? Người khác sợ Hạ gia, không có nghĩa là hắn Diệp Thần biết sợ. Hắn nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết vậy tinh xảo thêm hoàn mỹ gương mặt, cười một tiếng, phải, bắt đầu từ hôm nay ta liền bao nuôi ngươi đi, hồi khu nhà ở Đại Đô. Hai người gọi một chiếc xe taxi, nhưng là cũng không có trực tiếp về khu nhà ở Đại Đô. Hạ Nhược Tuyết liền quần áo đổi tắm quần cũng không có, tự nhiên phải đi thương trường mua một phen. Vốn là Diệp Thần dự định mang nàng đi Vạn Đạt, nhưng là Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên coi thường nơi đó, trực tiếp để cho tài xế xe taxi đi một nhà kêu DIGKING quốc tế Bách Hóa Thành. Cái này Bách Hóa Thành hẳn là Hạ Nhược Tuyết bình thường đặc biệt mua sắm quần áo địa phương. Diệp Thần không thích đi dạo phố, cũng không dự định mặt dày mày dạn cho Hạ Nhược Tuyết xách túi.
trực tiếp cho Hạ Nhược Tuyết một bản thẻ ngân hàng cùng với mật mã, để cho nàng mua mới đi ra. Mà hắn thì ở cửa tìm một cái ghế ngồi xuống. Mặc dù trong thẻ tiền rất nhiều, nhưng là Diệp Thần không lo lắng chút nào, chút tiền này ở Hạ Nhược Tuyết cái này hạ ra đại tiểu thư trong mắt và mưa bụi không việc gì khác biệt. Nhàm chán hơn, Diệp Thần ở cửa phun khói lên, suy tính tiếp theo nên đi như thế nào. Là ngươi. Không lâu lắm, một đạo kinh ngạc thanh ở hắn vang lên bên tai. Diệp Thần khẽ cau mày, ngẩng đầu lên, liền thấy được hồi lâu không thấy Sở Thục Nhiên. Sở Thục Nhiên vóc người cao gầy, một người mặc vào rất là hấp dẫn, giờ phút này đang trên cao nhìn xuống nhìn đang hút thuốc lá Diệp Thần. Từ lần trước câu lạc bộ Ngự Hào sự việc sau khi phát sinh, Sở Thục Nhiên nhiều lần đi câu lạc bộ, thậm chí mang theo mấy vị cao thủ, chính là vì tìm cái đó ban đầu làm nhục hắn phục vụ viên. Kết quả nhưng lại cũng không có thấy vậy người phục vụ viên. Ở nàng nhìn lại, vậy người phục vụ viên hiển nhiên là sợ Sở ra uy hiếp, trước thời hạn nghỉ việc. Nhưng là nàng tức giận trong lòng nhưng vẫn đều ở đây. Nàng cao cao tại thượng Sở ra thiên kim, người một người phục vụ viên dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Lại dựa vào cái gì động thủ? Nàng thậm chí tắm thời điểm cũng có thể thấy được mình cái mông có một đạo đỏ đỏ dấu tay. Đã mấy ngày cũng không có tiêu hết. Nàng vốn lấy là lại cũng không tìm được tên khốn kia, lại không nghĩ rằng cái này tên khốn kiếp lại xuất hiện. Ngươi lại còn dám ở Ninh Ba, bây giờ không có câu lạc bộ Ngự Hào cho ngươi chỗ dựa, ta xem ngươi còn có cái gì dựa vào. Diệp Thần không có phản ứng đối phương dự định, bóp tắt trong tay khói, nhưng là một tia cho khói nhưng không cẩn thận rơi vào Sở Thục Nhiên giày cao gót lên. Sở Thục Nhiên lãnh ngạo trên mặt tràn đầy tức giận, nàng ghét nhất chính là trước mắt cái này một bộ dáng vẻ sao cũng được. Tên này ở câu lạc bộ Ngự Hào lâu như vậy, chẳng lẽ cũng không biết Sở ra ở Ninh Ba ý vị như thế nào. Sở Thục Nhiên đưa tay ra, chỉ giày lên cho khói, lạnh lùng nói, nằm xuống, đem ta trên chân bụi đất liếm sạch, sau đó mình chặn ngày đó đụng tay ta, ta Sở ra cho ngươi một con đường sống. Hắn thanh âm tràn đầy cao ngạo và lãnh ý. Lời nói rơi xuống, Sở Thục Nhiên sau lưng liền xuất hiện hai vị cao thủ, hai người vóc người gầy gò. Trong mắt mang một tia sát cơ lạnh như băng. Diệp Thần nhìn lướt qua, phát hiện cái này hai người cảnh giới ở nội kình đỉnh phong, thậm chí liền nửa bước hóa cảnh cũng không có đến. Mặc dù so Sở Thục Nhiên mạnh không ít, nhưng là ở Diệp Thần trong mắt, chính là rác rưởi. Hắn có nhiều thú vị nhìn Sở Thục Nhiên, nhiều năm như vậy, người một chút cũng không có thay đổi. Ông trời cho ngươi một bộ xinh đẹp cái xác, cũng cho ngươi một viên tiện nhân lòng. Sở Thục Nhiên trong mắt trợn to, tuyệt đối không nghĩ tới, một cái Ninh Ba tầng dưới chót gắt gao dẫy dụa rác dưới lại dám nói nàng là tiện nhân. Tự tìm cái chết. Nàng biết mình không phải là Diệp Thần đối thủ, lùi về phía sau một bước, nhìn về phía bên người hai người, nói, đưa cái này đồ không có mắt mang tới trong xe. Còn nữa, hắn có chút cổ võ căn cơ, các người cùng tiến lên. Tiểu thư, hai người hai miệng đồng thanh nói. Một giây kế tiếp, hai người một bước bước ra, như mãnh hổ xuống núi thế, phân biệt hướng Diệp Thần chỗ hiểm một quyền đập tới. Quyền phong mang theo một tia kình khí, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Bọn họ muốn làm chính là đem trước mặt nam tử một kích hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngay tại quả đấm muốn chạm được người đàn ông kia nháy mắt, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên ngăn trở ở trước mặt hắn. Bọn họ kinh hãi phát hiện mình vậy mấy trăm cân lực lượng lại đọng lại. Thậm chí liền bọn họ thân thể đều giống như bị một đôi bàn tay khống chế được. Ngay sau đó, người đàn ông kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn họ thấy được một đôi mang vô tận giết hại và sát ý hai tròng mắt. Giống như tay cầm lưỡi hái tử thần ở trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia không giúp con mồi. Lạnh như băng. Sợ hãi. Tập kích lên lòng của hai người đầu. Giờ khắc này. Cái này hai vị Sở ra cao thủ thật sợ. Bọn họ từ chưa nhìn thấy qua như vậy ánh mắt. Một cái ánh mắt, liền trói buộc bọn họ hết thảy. Một cái ánh mắt, tựa như quyết định bọn họ sống chết. Sau lưng Sở Thục Nhiên cảm giác được không đúng, nổi giận nói các người làm sao còn không động thủ. Chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói sao, bắt hắn lại cho ta. Nhưng là trả lời hắn chỉ có yên tĩnh và lãnh đạm. Vậy hai vị Sở ra cao thủ thật sự có đáng vậy không nói ra à,
mới vừa muốn giải thích, một đạo lạnh như băng thấu xương thanh âm bỗng nhiên rơi xuống. Quỳ xuống. Bọn họ kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt người đàn ông. Không biết lời nói của đối phương có cái gì dạng ma lực, bọn họ lại cảm giác một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng tựa như từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp nện ở bọn họ trên thân hình. Bành. Dần dần, bọn họ đầu gối vặn vẹo, xương đều giống như gãy lìa, lại vậy không kiên trì nổi, Một tiếng, hai người trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Bọn họ thậm chí liền đầu lâu cũng không ngẩng nổi. Tựa như thần phục. Đây rốt cuộc cái quỷ gì à? Sau lưng Sở Thục Nhiên bối rối. Hoàn toàn bối rối. Nàng rõ ràng để cho cái này hai vị sở gia cao thủ bắt lại thằng nhóc này, làm sao ngược lại biến thành bọn họ quỳ xuống. Hơn nữa còn là hướng cái này hèn mọn phục vụ viên quỳ xuống. Mất thể diện. Bọn họ nhưng mà sở ra từ tỉnh Chiết Giang mời tới võ đạo cao thủ à. Mặc dù không phải là võ đạo tông sư, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể chống cự tồn tại. Các người rốt cuộc đang làm gì, cho ta lên tới. Sở Thục Nhiên cảm giác bị cực lớn sỉ nhục vậy, điên cuồng muốn kéo hai người đứng lên, nhưng phát hiện mình lực lượng nhỏ bé không chịu nổi. Nàng nghĩ tới điều gì, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kinh ngạc. Tức giận. Nàng dĩ nhiên không biết lấy làm cho này là đối phương làm, đối phương nếu như có thực lực này, còn làm gì câu lạc bộ phục vụ viên. Các người hai cái phế vật mau cho ta lên tới. Tại sao phải quỳ cái này tầng dưới chót rác dưới? Một giây kế tiếp, một cái bàn tay trực tiếp giữ lại Sở Thục Nhiên cổ họng. Lạnh như băng nghẹt thở cảm giác trực tiếp tập kích lên Sở Thục Nhiên trong lòng. Nàng phát hiện ngồi ở trên ghế người đàn ông lại có thể đứng lên, mà hắn thân thể cơ hồ treo trên bầu trời. Sở Thục Nhiên thật là muốn điên. Tên này lại dám như thế đối với nàng. Hơn nữa còn là ngay trước trên đường chính nhiều người như vậy. Nàng có thể cảm giác được một cổ lạnh như băng chết ý bao quanh hắn toàn thân. Ngươi, lại có thể, dám động ta, sở ra. Bót. Diệp Thần trở tay một cái tát liền đã qua. Sở Thục Nhiên khóe miệng trực tiếp xuất hiện một đạo máu tươi. Màu đỏ trưởng ấn rõ ràng có thể gặp. Nàng cả người đầu óc trống rỗng. Ở nơi này Ninh Ba trên đất, lại có người dám phiến nàng Sở Thục Nhiên. Nàng nhưng mà Ninh Ba đệ nhất gia tộc sở ra con cưng à. Từ nhỏ đến lớn, nhà nàng đời, hắn dung mạo, đều đủ để cho Ninh Ba tất cả mọi người ngửa mặt trông lên. Nàng có cao cao tại thượng tư cách. Nàng có để cho người phế vật quyền lợi. Chỉ cần là nàng Sở Thục Nhiên mong muốn, không có được. Nhưng là từ đụng phải cái này, nàng phát hiện hắn hết thảy cũng sụp đổ. Đối phương không chỉ dám động thủ, thậm chí liền hắn bạt tai cũng dám phiến. Tên này chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đắc tội sở ra, hắn sau này làm sao ở Ninh Ba đặt chân? Hắn có thể chịu đựng ở sở gia căm giận ngút trời sao? Nàng đã không có nhiều ít dưỡng khí có thể hít thở, mặt nàng sắc đỏ lên, thậm chí dần dần đổi xanh lơ. Chỉ cần đối phương muốn, hắn sinh mạng là có thể ở chỗ này chung kết. Giờ khắc này, nàng sợ. Thật sợ. Đối phương chính là một ma quỷ à. Đột nhiên, một đạo hàn tiếng nói ở bên tai nàng nổ vang. Sở Thục Nhiên. Lại để cho ta nghe được ngươi tiện nhân này một câu nói nhảm, ta không ngại để cho ngươi cùng với sau lưng ngươi sở ra biến mất ở cái thế giới này. Lời nói rơi xuống, Sở Thục Nhiên trực tiếp bị ném ra ngoài, trùng trùng ngã ở 3 mét bên ngoài đường xe chạy trên. Rất là chật vật. Trên mình vậy hấp dẫn quần áo lộ hàng. Ở Diệp Thần trong mắt không có gì thương hương tiếc ngọc, đắc tội người hắn chỉ có một lựa chọn chết. Hắn mới vừa rồi không ngại một trưởng vỗ chết Sở Thục Nhiên, nhưng là loại này kiểu chết đối với Sở Thục Nhiên mà nói quá buông lỏng. Hắn muốn một chút xíu nhìn Sở Thục Nhiên tuyệt vọng, như 5 năm trước mình như vậy. Sở Thục Nhiên có thể cảm giác đến đau đớn trên người, nàng từng ngụm hô hấp, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng thậm chí cảm giác được mình phải chết. Nàng thật vất vả đứng lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Thần. Trong mắt mang cừu hận và tức giận. Miệng nàng bên trong có vô số thô tục muốn phun ra, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương uy hiếp, nàng kinh sợ. Nàng chỉ có thể tức giận nói, ngươi sẽ là ngươi hôm nay hành vi trả giá, bởi vì là ngươi đã hoàn toàn đắc tội Ninh Ba sở ra.
Sở ra muốn phá hủy một người cực kỳ dễ dàng. Bót! Lời còn chưa nói hết, lại là không giải thích được một cái tát ở mặt nàng lên. Lần này căn bản không phải Diệp Thần. Sở Thục Nhiên nổi giận. Bây giờ chẳng lẽ cái gì con mèo, con chó cũng dám động mình. Nàng cắn môi, dư quang phát hiện là một cô gái, mới vừa dự định động thủ, nàng thân thể đột nhiên cứng lên, con ngươi lại là phóng đại. Nàng đã thấy rõ người động thủ. Một cô gái, tuyệt đẹp thiếu nữ da trắng trắng như tuyết, chân mày lá liễu, sóng mũi thật cao, đôi mắt do tựa như một hoàng thanh thủy, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, hẳn ánh mắt mang một tia trong trẻo lạnh lùng và cao ngạo, tựa như cao cao tại thượng tiên nữ, mắt nhìn xuống thế gian người phàm. Đây là tập đoàn Hoa Mỹ Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết làm sao sẽ xuất hiện như vậy, thì tại sao phiến mình? Sở Thục Nhiên hoàn toàn bối rối. Nàng dĩ nhiên không dám đánh lại. Đây chính là tỉnh Chiết Giang Hạ Gia Thiên Kim à. Mình cái này Sở gia đại tiểu thư thân phận ở nàng trước mặt ngay cả một giấm cũng không tính. Chỉ cần Hạ gia muốn, Sở gia trăm năm cơ nghiệp cũng có thể hủy trong chốc lát. Hạ tiểu thư, tại sao là ngài? Hạ Nhược Tuyết trong trẻo lạnh lùng thanh âm trực tiếp cắt đứt, Sở Thục Nhiên, người Sở gia rất lợi hại. Có bản lãnh phá hủy ta Hạ gia thử một chút. Hạ tiểu thư, không phải như vậy. Ta không có chỉ ngươi. Hừ. Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, đi tới Diệp Thần trước mặt, lại là đưa tay ra khoác lên Diệp Thần cánh tay. Rất là thân mật, tựa như tình nhân. Chồng, chúng ta bây giờ về nhà có được hay không? Một đạo tê dại và thanh âm ôn nhu ở Diệp Thần vang lên bên tai, thiếu chút nữa để cho hắn không chịu nổi. Diệp Thần nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, đối phương linh động trong mắt đang không ngừng chớp động, hiển nhiên là tới giúp hắn. Nhưng là hắn làm sao cần giúp đâu, bất quá cái này là tâm ý của đối phương, Diệp Thần cũng không muốn cự tuyệt. Được, chúng ta về nhà. Diệp Thần gật đầu một cái, rất nhanh, hai người liền thân mật rời đi, chỉ để lại tại chỗ hóa đá Sở Thục Nhiên. Tỉnh Chiết Giang Hạ gia Hạ Nhược Tuyết lại có thể kêu cái này lão công. Làm sao có thể? Cao cao tại thượng Hạ Nhược Tuyết làm sao biết nhìn lên loại người này? Đối phương nhưng mà phục vụ viên xuất thân à? Địa vị chênh lệch cách quá xa à? Mùa hè sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này? Không thể nào. Nhưng là hết thảy trước mắt lại nên giải thích thế nào? Hạ Nhược Tuyết đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn Sở Thục Nhiên hết thảy tiết tấu. Thậm chí liền nàng báo thù ý tưởng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Hạ gia địa vị, nàng Ninh Ba Sở gia căn bản không có tư cách dung chuyển. Sở Thục Nhiên quả đấm nặn chặt, móng tay lại là lâm vào trong thịt, nàng nhìn Diệp Thần Viễn đi hình bóng, cắn răng nghiến lợi nói, hừ. Hạ Nhược Tuyết chẳng lẽ chính là ngươi như vậy không chút kiêng kỵ lý do? Một cái dựa vào người phụ nữ lên trước người đàn ông chỉ sẽ để cho ta càng phát ra xem thường. Cùng hai người sau khi đi xa, Hạ Nhược Tuyết vội vàng buông lỏng tay. Vậy mặt tuyệt mỹ bàng trên, lộ ra lau một cái xinh đẹp nụ cười. Diệp Thần, trước là ngươi giúp ta, bây giờ ta giúp ngươi, chúng ta coi là huề nhau, Hạ Nhược Tuyết đem sợi tóc đánh đến sau tai, lại nói đùa, mới vừa rồi nữ sinh kia dáng dấp cũng không tệ lắm, là ngươi bạn gái trước sao? Vẫn là ngươi thầm mến nữ sinh, ta nhưng cho tới bây giờ không có cùng nam sinh như vậy thân mật qua, ngươi bao nuôi ta chính xác không có sai. Diệp Thần con ngươi híp lại, cười nói, một mình ngươi băng sơn tổng giám đốc, ta thật túi không nuôi nổi, bất quá, ngươi cho ta đi làm như thế nào? Hạ Nhược Tuyết nghe được câu này, đôi mi thanh tú khều một cái. Theo nàng rõ ràng, Diệp Thần trên mình duy nhất đáng tiền chính là vậy tấm toa thuốc, chẳng lẽ tên này còn có cái gì sản nghiệp? Không đúng, tên này cho mình vậy tấm thẻ bên trong cũng có không thiếu tiền. Tên này chẳng lẽ là nhà giàu ẩn hình? Hạ Nhược Tuyết vậy giống như ngôi sao trong mắt chớp chớp, nói, Diệp Thần, ngươi nhất định phải dùng ta. Một khi ngươi dùng ta, ngươi liền phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, ngươi xí nghiệp tất nhiên sẽ bị hạ thị nhóm tài chính vô tình chèn ép, đến lúc đó xí nghiệp đừng nói có thể hay không lời, liền liền sinh tồn cũng khó khăn. Phỏng đoán bây giờ toàn bộ Hoa Hạ cũng không người nào dám dùng ta, cho dù là một cái lễ tân cương vị cũng không được. Diệp Thần tự nhiên không sợ Hạ gia. Nói ta dám dùng ngươi, ngươi dám đến giúp ta sao? Ngươi chắc chắn,
Diệp Thần thề thành khẩn nói. Được, Hạ Nhược Tuyết khôi phục một tia nữ tổng tài giàu kinh nghiệm, nghiêm túc nói, người công ty ở nơi nào? Ghi danh vốn có nhiều ít, cái gì sản nghiệp loại hình, có những chính sách nâng đỡ. Diệp Thần giật mình, gãi đầu một cái, giải thích ách. Công ty còn không có thành lập, cũng nhanh thôi, cái gì sản nghiệp vậy không chắc chắn. Hạ Nhược Tuyết liếc một cái Diệp Thần, đoán được Diệp Thần là vì mẫu thân vậy nửa năm ước hẹn mới dự định làm như vậy. Nàng không khỏi thở dài một hơi, thật là người không biết không sợ à, Diệp Thần căn bản không biết Hạ gia có kinh khủng dường nào. Coi như Jack Ma đem thành phố Hàng Châu Alibaba đưa cho hắn, hắn ở phương diện kinh tế vượt qua Hạ gia vậy căn bản không có thể. Hoa Hạ mặt ngoài nhà giàu nhìn như khủng bố, nhưng là chỉ có một số ít người biết chân chính kinh khủng là những cái kia không có hiển lộ gia tộc nhóm tài chính. Diệp Thần ở nơi này chút nhóm tài chính trước mặt quá nhỏ bé đến người bất kỳ đều coi thường hắn. Hắn cái gọi là nửa năm ước hẹn chỉ biết là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đi thôi, hồi nhà trọ. Hạ Nhược Tuyết thanh âm có chút mệt mỏi, cũng có chút thất vọng. Nàng cảm ơn Diệp Thần là nàng làm hết thảy, nhưng là người cuối cùng phải đối mặt thực tế. Thực tế chính là muốn không được bao lâu, nàng vẫn là phải trở lại Hạ gia, mà Diệp Thần chỉ biết thành là nàng trong cuộc đời khách qua đường. Cùng lúc đó, một tòa nguy nga lộng lẫy khu biệt thự. Hạ Mẫu dựa vào trên ghế salon, vóc người nở nang, năm tháng ở trên người nàng không có bất cứ dấu vết gì. Hắn tay phải cầm một ly rượu chát, tỉ mỉ thưởng thức. Nhưng là rượu chát căn bản không có thể bình phục tức giận trong lòng, vừa nghĩ tới mình con gái bảo bối lại có thể và người đàn ông kia chung một chỗ, nàng cũng cảm giác Hạ gia cao quý huyết thống hỗn thượng tạp chất. Để cho nàng cảm giác được chán ghét. Bót! Trên tay ly cao cổ trực tiếp bị nàng nện xuống đất. Mấy giây sau đó, một cái ăn mặc khéo léo âu phục trung niên nam tử đi vào, hắn cầm trong tay một phần văn kiện. Hắn nhìn một cái trên đất mảnh vỡ. Thận trọng đi tới Hạ Mẫu trước mặt, đem văn kiện hai tay đưa lên, phu nhân, đây là ngài muốn tin tức. Hạ Mẫu không có nhận lấy trên tay văn kiện, trực tiếp hỏi, ta chỉ muốn biết hai vấn đề, thứ nhất, Nhược Tuyết có hay không mang thai. Thứ hai, tên tiểu tử kia rốt cuộc lai lịch ra sao. Trung niên nam tử thân thể run lên, hiển nhiên không nghĩ tới phu nhân sẽ như thế tức giận, cũng không nghĩ nhiều, mở miệng nói. Phu nhân. Căn cứ ta điều tra thời gian tuyến, cùng với tiểu thư định kỳ kiểm tra người báo cáo, hẳn không có mang thai, bất quá. Hạ Mẫu nghe được nửa câu đầu còn có chút vui vẻ, nghe được, bất quá, cũng có chút biến sắc mặt, nói rõ ràng. Bất quá, tiểu thư ngày đó rời đi biệt thự uống qua rượu, sau đó bị một vị kêu Tôn Di nữ sĩ tiếp đi, mà Tôn Di trong nhà có một nam sinh khác cư trú, chính là ngươi để cho ta điều tra vị kia, căn cứ quản chế và nội dung. Không loại bỏ có phát sinh quan hệ có thể, còn như có không mang thai, còn cần quan sát. Bót, Hạ Mẫu trực tiếp đem trước mặt đúng chai rượu chát phùng ở trên mặt đất, hắn quả đấm cầm rất chặt, nếu như cái thằng nhóc này thật làm bẩn Nhược Tuyết, ta muốn hắn chết. Nói cho ta tiểu tử này lai lịch. Trung niên nam tử gật đầu một cái thằng nhóc này lai lịch có chút cổ quái, lấy ta thủ đoạn căn bản không tra được bất kỳ tin tức nào, liền thật tốt giống như hắn là vô căn cứ xuất hiện vậy. Hạ Mẫu mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, người nắm trong tay Internet, coi như là người quân đội cũng có thể tra được đi, làm sao có thể một chút tin tức cũng không có. Trung niên nam tử giải thích, người này tin tức hẳn là bị người tận lực ẩn núp, bất quá căn cứ ta suy đoán, cái này Diệp Thần, rất có thể là 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang bị diệt hết Diệp gia vị thiếu gia kia, người này biến mất dòng dã 5 năm, 5 năm này, không có bất kỳ hình ảnh theo dõi bắt được. Giống như nhân gian bốc hơi vậy. Chẳng qua là không biết, 5 năm sau đó, hắn tại sao đột nhiên trở về. Hạ Mẫu rơi vào trầm tư, 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang mặc dù sự việc phát sinh ở Ninh Ba, nhưng là những chấn động toàn bộ tỉnh Chiết Giang vòng. Dẫu sao đắc tội là vị kia kinh thành nhân vật lớn. Diệp gia nàng vậy hiểu qua, một cái địa phương nhỏ xa sút gia tộc, căn bản không có thực lực gì, liền liền võ đạo cao thủ cũng không có. Chỉ có một nhà kêu tập đoàn thiên chính xí nghiệp. Coi như Diệp Thần thật đến từ cái này Diệp ra thì như thế nào? Mất đi phụ mẫu, hắn liền duy nhất dựa vào cũng không có. Phỏng đoán người này mưu toan leo lên Hạ gia,
sau đó mượn Hạ gia là phụ mẫu nàng trả thù. Buồn cười ý tưởng. Hừ, thật là đánh một tay tốt tính toán. Hạ mẫu đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn ngoài cửa sổ Ninh Ba phong cảnh, cười lạnh nói, một cái diệt tộc phế vật, còn dám ở ta trước mặt nói cái loại đó lời nói hùng hồn, nửa năm để cho ta Hạ gia cao không thể leo tới. Rốt nát, ta ngược lại là phải xem nửa năm thời gian, ngươi có thể lật xảy ra cái gì sóng biển. Trạng vạng tối, khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần ngược lại là cảm thấy bây giờ nhà trọ có chút chen lấn, mặc dù là hai đại mỹ nữ làm bạn, nhưng là tóm lại có chút phiền toái. Nhiều lần đi nhà cầu quên khóa cửa, mới vừa cởi quần, Hạ Nhược Tuyết liền vọt vào, đi đôi với cả người thét chói tai liền chạy ra ngoài. Bất quá cùng người đẹp ở chung coi như không tệ, Tôn Di vóc người hấp dẫn đến nổ, Hạ Nhược Tuyết giá trị nhan sắc và khí chất tốt đến bạo, mỗi ngày nhìn tâm tình cũng là vui thích. Sau buổi cơm tối, hai cô gái liền đi xuống lầu siêu thị mua thức ăn, còn như Diệp Thần, tắc lai đến sân thượng, đánh một thông điện thoại cho Diệp Lăng Thiên, nói với hắn liền cả ngày tập đoàn sự việc, để cho hắn mấy ngày nay phái người đi và Thẩm Hải Hoa tiếp xúc. Sau đó bản muốn liên lạc Bách Lý Băng, nhưng phát hiện mình căn bản không có nàng điện thoại. Muốn không hỏi nữa hỏi Nam Giang Vương Chánh Phủ bên kia có người hay không. Dẫu sao hắn và Bách Lý Băng không tính là rất quen, đối phương không nhất định sẽ đáp ứng chuyện này. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi sân thượng, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, con người có giúp một cái, vậy ánh mắt lạnh như băng trực tiếp bắn về phía đối diện một tòa cao ốc sân thượng. Lại có người trong bóng tối dám thị hắn. Diệp Thần xoay người, tắt đèn, trực tiếp không có vào bóng tối. Cùng ta chơi thợ săn và con mồi trò chơi. Hừ, ta Diệp Thần ngược lại là phải xem người nào mới thật sự là thợ săn. Giang Đô cao ốc sân thượng. Một người vóc dáng to lớn người đàn ông để tay xuống dặm võng mắt kiếng. Người đàn ông tấc đầu, da rất đen. Cặp kia lấp lánh ánh mắt có thần bên trong lóe lên như ưng vậy sắc bén quang. Hắn chính là đội đột kích Long Hồn Ứng Kình, tổ chức dưới đất và quốc tế thế lực văn phong mất phía Long Hồn Chiến Lang. Ngày hôm nay Ứng Kình buổi chiều mới vừa xuống máy bay, Bách Lý Băng vốn chuẩn bị mời hắn cơm nước xong, lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt, hắn muốn đến xem cái này Diệp Thần rốt cuộc là đường chết gì. Thông qua Bách Lý Băng hai cái video tới xem, người này cực kỳ nguy hiểm. Hẳn là người thu võ. Nhưng là quan sát nửa ngày, hắn căn bản không nhìn ra thằng nhóc này trên mình có điểm sáng gì có thể nói. Kết quả một đêm đều ở đây xem Diệp Thần ở bàn ăn trộm thức ăn. CMN, một cái người thu võ có thể hay không không nếu như vậy. Nếu như đem Diệp Thần bỏ vào trong đám người, căn bản sẽ không có người nhận ra. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Ứng Kình lẩm bẩm câu, cầm lên trên đất cái dương. Vừa mới chuẩn bị rời đi, một cổ ý định giết người bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ gặp trong tầm mắt, một đôi tay xuất hiện ở sân thượng lan can trên. Lan can ngay tức thì biến hình, một đạo thân ảnh trực tiếp nhảy tới. Rất hiển nhiên, thân ảnh kia là từ gần 80 mét cao lầu hạ bò lên. Cao thủ. Một giây kế tiếp, bóng đen tại chỗ tạo thành một đạo tàn ảnh, sau đó quanh người hắn khí lưu phun trào, người nọ thì đã xuất hiện ở trước người của hắn. Một cổ kinh khủng kình khí cuốn tới. Chung quanh từ trường tựa như cũng biến hóa. Ứng Kình cảm giác đạo một cổ sát ý lạnh như băng, vội vàng một quyền nghênh đón. Bành! Làm Ứng Kình đập ra một quyền liền hối hận, bởi vì là đối phương lực lượng quá mức bá đạo. Cơ hồ ngàn cân. CMN, đây là cái quái vật gì? Tay hắn cánh tay giống như bị một đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng nghiền ép, đúng cánh tay cũng chấn động đã tê dần. Ngũ tạng lục phủ bị một đạo đợt khí đánh vào. Thật là mạnh. Do không được hắn do dự, thân ảnh kia trên không trung một chuyển, một cái quất chân trực tiếp đập xuống. Nếu như cái này một chân đập chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ứng Kình sắc mặt tái nhợt, vội vàng bước chân đạp một cái, cả người nhảy lên, ước chừng 3 mét cao. Tránh ra tập kích. Loảng xoảng. Vậy quất chân không chút lưu tình rơi xuống. Chỉ hôm nay đài xi măng lại xuất hiện một đạo to lớn lõm xuống, đối phương một chân dưới lại đập ra một cái lỗ thủng to. Võ đạo tông sư. Hơn nữa không phải giống vậy võ đạo tông sư. Ứng Kình con người trợn to, Ninh Ba lúc nào xuất hiện loại cao thủ này.
hắn thân thể vững vàng rơi trên mặt đất trên, ngay tức thì thấy rõ đạo thân ảnh kia. Diệp Thần, lại là Diệp Thần, hắn không phải ở khu nhà ở Đại Đô sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn buông xuống ống giòm đến bây giờ, chỉ bất quá 30 giây, tên này chẳng lẽ sẽ bay sao? Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại có thể tránh thoát, không biết tại sao, người này cho hắn cảm giác, so Ninh Ba gặp bất kỳ cường giả đều phải nguy hiểm. Bỏ mặc đối phương là ai, lại bởi vì sao mục đích giám thị hắn, đều phải chết. Diệp Thần tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, một tay huy động, tựa như xé không khí, truyền tới từng cơn không bạo tiếng. Còn chưa rơi xuống, chung quanh kình khí liền cạo ứng kình cảm giác được đau đớn. Ứng kình biết rõ một quyền này một khi đập phải trên mình sẽ là hậu quả dạng gì, một cước giẫm ở sân thượng lan can trên, lộn mèo một cái, hai chân mang theo từng cơn kình khí, hướng Diệp Thần quả đấm càn quét đi. Bành! Hai cổ lực lượng ngay tức thì đụng vào nhau, sân thượng mơ hồ truyền đến chấn động, bụi mù cuồn cuộn lên, mơ hồ hai người tầm mắt. Ứng kình chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực trùng kích sông ngang đánh thẳng tới, hắn thân thể ngay tức thì đánh bay ra ngoài, trực tiếp té xuống giang đô cao ốc. Cũng may tung tích nháy mắt, hắn chợt bắt lan can, tháo xuống trên mình kình khí, trên không trung một cái toàn thân, đi tới Diệp Thần sau lưng. Như cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, một tiếng giày, hai quả đấm ẩn chứa cương mãnh kình khí, trực tiếp văng ra. Không bạo từng cơn. Hắn hồi lâu không có đụng phải loại cao thủ này, tự nhiên muốn đánh thoải mái. Bành! Nhưng là hai quả đấm còn chưa đập vào Diệp Thần trên mình, hắn kinh hãi phát hiện Diệp Thần sau lưng lại xuất hiện cùng nhau ẩn hình bình phong che chở. Cao nhất nội kình nện ở bình phong che chở trên, một cổ cực mạnh lực phản chấn tấn công tới, hắn thân thể không khỏi lui về phía sau ba bước. Đây là... Ứng kình trước mắt hoảng sợ. Hắn lại có thể phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Diệp Thần căn bản không phải cổ võ giả, mà là người tu luyện. Đột nhiên, hắn phát hiện Diệp Thần không thấy. Không lâu lắm, hắn thân thể mặt bên, có đạo mãnh liệt cương kình đánh tới. Không khí chung quanh truyền tới từng cơn chấn động, ẩn có tiếng sấm. Thân pháp thật là nhanh. Hắn căn bản không tránh thoát. Đụng. Ứng kình chỉ cảm thấy một cổ cường đại kình khí xuyên qua toàn thân, dưới chân hắn dẫm ở mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Không chỉ như vậy, hắn cả người bay ra ngoài, nặng nề đập vào trên tường, đồng thời, một ngụm máu tươi tuôn ra ngoài. Căn bản không đánh lại à. Hoảng hốt bây giờ, ứng kình thấy được một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Uy áp hiển hách, tựa như thiên thần hạ phàm, như bá vương tái thế. Bành! Một cái chân to rậm ở trên lồng ngực của hắn, để cho hắn khó khăn bị trình độ cao nhất. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải dám thị ta? Người đứng sau lưng chính là ai? Sở ra còn là Hạ gia. Nói. Diệp Thần thanh âm cực kỳ lạnh như băng, vang khắp ở toàn bộ trên thiên thai. Thời khắc này ứng kình cảm giác phần lớn thân thể mất đi chi giác, hắn trong lòng càng chấn động phố. Cái này Diệp Thần biến mất 5 năm rốt cuộc đi nơi nào? Tại sao phải bước vào tu luyện một đường? Rõ ràng bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện, tại sao còn có thể bùng nổ như thực lực này? Nếu như người này là đội đột kích long hồn dốc sức, vậy bọn họ đội ngũ tổn thương tuyệt đối đánh bại đến thấp nhất. Dựa theo ngày hôm nay Diệp Thần bùng nổ thực lực tới xem, hắn một người liền để được cho mười mấy chi nước Mỹ đội đột kích siêu. Ứng kình trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, cường giả loại này, tuyệt đối có thể đi vào Hoa Hạ võ đạo bảng. Mấu chốt người này thiên phú vẫn chưa có hoàn toàn bị khai thác, nếu như bây giờ bị Hoa Hạ bất kỳ một gia tộc nào đạt được, tất nhiên thay đổi toàn bộ Hoa Hạ thế cục. Hắn suy nghĩ vừa nghĩ đến một nửa, một cổ kịch liệt không bạo chi tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo màu trắng đao gió bắn ra, trực thủ hắn chỗ hiểm. Đâm! Trời ạ, tên này thật giết người diệt khẩu à! Ta chẳng qua là đến thăm ngươi một chút, ngươi có cần phải đùa thật sao? Ứng kình thân thể chợt một bên, đao gió rơi vào xem hắn nhĩ tế một tấc địa phương, xuyên thấu mặt đất, hình thành một đường rãnh thật sâu vết. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì, vội vàng móc túi ra một bản rất nhỏ màu xanh lá cây giấy chứng nhận, trực tiếp ném ra ngoài. Huynh đệ, không mang theo chơi như vậy à, ta không có ác ý, thật không có,
ngươi nhìn một chút giấy chứng nhận liền biết rõ. Ứng Kình hoàn toàn nhượng bộ. Nếu như bị những cái kia quân khu và quốc tế tổ chức sát thủ người biết, uy danh hiển hách đội đột kích Long Hồn đội trưởng ở một người thanh niên trước mặt nhượng bộ, tuyệt đối sẽ từng cái sợ không nói ra lời. Mấu chốt Ứng Kình không có lựa chọn à, hắn sư phụ đạo tới nơi này kết quả cũng giống vậy, bởi vì làm cho này mẹ hắn căn bản không phải một cái trọng lượng cấp à. Diệp Thần mở ra vậy bản giấy chứng nhận nhìn lướt qua, thì thầm, đội đột kích Long Hồn đội trưởng, Ứng Kình. Đúng đúng đúng, bây giờ luôn có thể thả qua ta đi. Ứng Kình thở dài một hơi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tiện tay vứt bỏ vậy bản giấy chứng nhận, trong tay chân khí ngưng tụ, ý định giết người bùng nổ, một mực dưới sự chỉ điểm. Thật xin lỗi, chưa từng nghe qua. Mắt xem ý định giết người đã phong tỏa mình, Ứng Kình hoảng hốt, tên này làm sao liền đội đột kích Long Hồn cũng chưa từng nghe qua à? Trời à! Hắn không để ý tới cái gì, trực tiếp hô, Bách Lý Băng, ta biết Bách Lý Băng. Đinh! Chỉ một cái ở Ứng Kình ấn đường trên, bỗng nhiên dừng lại, cường đại kình khí để cho trán hắn tràn ra một tia máu tươi. Ứng Kình thở ra một hơi, cả người như chút được gánh nặng. Mụ, đầu năm nay, sư muội tên chữ lại có thể so đội đột kích Long Hồn còn tác dụng, thật là gặp quỷ. Diệp Thần vẫn là thu tay về, nhìn trước mặt Ứng Kình chất vấn, người biết Bách Lý Băng. Là nàng để cho ngươi tới. Nếu như là Bách Lý Băng phái cái này tới giám thị mình, như vậy không chỉ người trước mắt phải chết, Bách Lý Băng cũng sẽ trả giá thật lớn. Ứng Kình lắc đầu một cái, chợt chống đỡ mình ngồi dậy. Hắn cảm giác được rõ rệt mình xương sườn đã gãy. Mụ, thằng nhóc này ra tay làm sao nắng như vậy? Khắp nơi sát chiêu, không đi đội đột kích Long Hồn thật quá đáng tiếc. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, giải thích chuyện này và Bách Lý Băng không có quan hệ gì, nàng từng phát cho ta hai đoạn video, một đoạn là ở trong yến hội, một đoạn ở công xưởng bỏ hoang, ta từ trong video nhìn thấu trên mình ngươi giá trị, cho nên mới đến tìm ngươi. Trên người ta giá trị, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đây chính là ngươi dám thị ta lý do. Ở ta trong tự điển, núp trong bóng tối đều là ta Diệp Thần kẻ địch. Mắt xem Diệp Thần lại dự định động thủ, Ứng Kình thật muốn điên. Như vậy, ngươi đừng vội trước động thủ, dám thị chuyện ngươi là ta không đúng ở phía trước. Ứng Kình còn có thể thế nào, chỉ có thể nhượng bộ, ta lấy Hoa Hạ đội đột kích Long Hồn vinh dự đứng ra bảo đảm, thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này nếu như ngươi có một ít không cách nào giải quyết sự việc, ta có thể vận dụng quốc gia lực lượng giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần con ngươi híp lại, hai tay thả ở sau lưng, trước mắt tập đoàn Thiên Chính muốn phát triển liền cần một đạo phía trên lực lượng. Bách Lý Băng là người thứ nhất chọn, nhưng là dưới mắt cái này đưa tới cửa, dĩ nhiên là tốt nhất. Đội đột kích Long Hồn. Từ đối phương võ đạo thực lực bên trong xem, tất nhiên không thể khinh thường. Thậm chí có thể nói là Hoa Hạ một chi lực lượng thần bí, nói không chừng nắm trong tay quyền lực so mình tưởng tượng còn lớn hơn lên mấy phần. Cuộc mua bán này, không thua thiệt. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn Ứng Kình, hiếu kỳ nói, đội đột kích Long Hồn ở Hoa Hạ địa vị như thế nào? Ứng Kình trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng lẽ đối phương muốn gia nhập đội đột kích Long Hồn? Đây chính là thiên đại hảo sự à. Đội đột kích Long Hồn bây giờ đang cần máu tươi mới, nếu như Diệp Thần gia nhập, hắn thậm chí nguyện ý đem đội trưởng vị trí nhường ra. Không do dự nữa, Ứng Kình khá là tự hào giọng nói, đội đột kích Long Hồn là Hoa Hạ thứ ba cây nhằm vào thế giới lực lượng thần bí phân đội, cũng là một chi thi hành hải lục không đặc chủng tác chiến đội ngũ. Nếu như nói địa vị, trừ thủ tướng và thượng cấp trở ra, chúng ta không cần nghe đảm nhiệm mệnh lệnh của người nào. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới đội đột kích Long Hồn châu bò như vậy, bất quá nếu là thứ ba cây phân đội, hiển nhiên còn có cường đại hơn tồn tại. Bất quá dưới mắt, đội đột kích Long Hồn đối với tập đoàn Thiên Chính đã quá dùng. Ngươi không cần thiếu ta người bất kỳ tình, chỉ cần các người đội đột kích Long Hồn nguyện ý cùng Ninh Ba một cái xí nghiệp thành lập liên lạc, chúng ta thanh toán xong. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, Ứng Kình dĩ nhiên rõ ràng ý đối phương. Nhưng là hắn diễn cảm ngược lại có chút cổ quái. Thằng nhóc này đang suy nghĩ gì? Phải dùng đội đột kích Long Hồn tới làm một nhà Ninh Ba xí nghiệp bảo vệ phù. Cái này có thể hay không quá dùng không đúng chỗ. Mấu chốt từ đội đột kích Long Hồn thành lập ban đầu,
cũng chưa có loại này trước quy định à. Như vậy lực lượng thần bí không cần ở những phương diện khác, lại có thể chỉ cho một nhà phá xí nghiệp làm bảo vệ dù, nói ra, không biết bao nhiêu người sẽ cười nói răng lớn. Ngươi chắc chắn? Chắc chắn. Ứng Kình nghĩ sâu xa chốc lát, lại nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi nói cái này cái xí nghiệp hẳn là ngươi phụ thân tập đoàn Thiên Chính đi. Căn cứ trên tay tư liệu, tập đoàn Thanh Hòa Trịnh Cảnh Minh chết cùng với Thanh Môn bị diệt, đủ để chứng minh, Diệp Thần muốn đem hắn phụ thân năm đó xí nghiệp đoạt lại. Đúng, Diệp Thần tơ không ngạc nhiên chút nào đối phương biết chuyện này, đối phương cũng quản chế mình, một ít tin tức khẳng định bị hắn lấy được. Quốc gia lực lượng không thể khinh thường. Chuyện này, ta không thể làm chủ, dẫu sao chúng ta tính chất có chút đặc thù, nhưng là ta nguyện ý giúp ngươi liên lạc ta thượng cấp. Nếu như thượng cấp không đồng ý, ta cũng sẽ muốn những phương pháp khác giúp ngươi giải quyết. Đây là Ứng Kình thái độ, bất kể như thế nào, trước hết và Diệp Thần giữ quan hệ nhất định. Nói không chừng ở đủ lợi ích điều khiển dưới, đối phương sẽ nguyện ý gia nhập đội đột kích Long Hồn. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó móc túi ra một viên nhìn như có chút xiên xẹo đan dược, đây là hắn mấy ngày nay luyện chế chữa thương đan dược. Chu nhân đức hội đấu giá hẳn sắp bắt đầu, hắn thật rất khẩn cấp đạt được một tôn đan đỉnh. Hắn đem đan dược ném cho Ứng Kình, đem hắn ăn tiếp, người thương thế sẽ khá hơn chút. Ứng Kình tự nhiên đoán tới trong tay là thứ gì? Đan dược. Hắn phục qua một ít cái gọi là đan dược, mặc dù đối với thương thế có nhất định giúp, nhưng là cũng không có trong truyền thuyết như vậy kỳ hiệu. Còn như trước mắt cái này liền đan dược cũng không giống đồ chơi, hắn lại là lo liệu trước hoài nghi thái độ. Đồ chơi này có thể ăn, có thể hay không ăn người chết. Hắn nhìn một cái Diệp Thần, bất đắc dĩ, chỉ có thể há miệng phục đi xuống. Liền làm đối phó trước mắt tiểu tử đi. Ta ăn xong rồi, có phải hay không? Thanh âm hơi ngừng. Hắn đột nhiên cảm giác được một cổ mùi thuốc nồng nặc từ trong thân thể lan ra. Sau đó một dòng nước ấm tràn vào hắn thân thể, hắn kinh hãi phát hiện mình bị thương thân thể lại có thể ở một điểm một giọt phục hồi như cũ. Làm sao có thể? Ứng Kình mặc dù từ nhỏ tu luyện cổ võ, nhưng là hắn nhưng mà thờ phượng khoa học tồn tại à. Nhưng là hết thảy trước mắt căn bản không cách nào dùng khoa học để giải thích. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt xương của mình đều giống như đang từ từ uốn nắn vị trí. Nguyên bản cơ hồ mất đi chi giác một cái tay lại có thể động. Hắn trừng mắt to nhìn không đứng nơi xa Diệp Thần, hắn trong lòng lại có thể sinh ra một đạo quỷ dị ý tưởng. Hắn ăn vào viên kia đồ. Thật sự là đan dược. Trong truyền thuyết đan dược. Trời ạ, thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao à? Không riêng gì người tu luyện, trên tay lại còn nắm trong tay loại này thuốc thần kỳ. Mấu chốt mới vừa rồi tên này tựa hồ tùy tùy tiện tiện từ trong túi lấy ra à? Chẳng lẽ, tên này trên mình còn có? Ứng Kình thật không bình tĩnh, nếu như quốc gia sản xuất lượng lớn vật này, vậy Hoa Hạ quân đội đủ để đứng ở chỗ bất bại à? Hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, một đôi nóng bỏng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên cảm giác được cái gì, trong tay ngưng tụ ra một đạo đao gió, lạnh lùng nói, ta chỉ thích người phụ nữ, nếu như ngươi lại dùng loại ánh mắt này xem ta, ta không ngại để cho ngươi bị thương nặng hơn. Nghe được câu này, Ứng Kình lúng túng ho khan mấy tiếng, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Gì đó, mới vừa rồi ngươi cho ta ăn vào đồ còn nữa không? Diệp Thần con người có chút kinh ngạc, tiện tay từ trong túi móc ra một cái xiên sẹo huyền nguyên đan, nói, ngươi nói đúng đồ chơi này. Làm Ứng Kình thấy vậy một cái đan dược, thân thể cơ hồ cứng ngắc, hắn vốn lấy là đối phương sẽ cầm ra một viên, ai mẹ hắn sẽ nghĩ tới là một cái à. Dòng dã một cái này cho hắn tầm mắt đánh vào thật là mãnh liệt đến mức tận cùng. Hắn theo bản năng liền muốn đưa tay ra cướp, nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Thần. Tay hắn lại rụt trở về. Đánh lại không đánh lại, còn ai dám trước mặt cướp à? Hắn nhưng mà biết đan dược này ý vị như thế nào? Giá trị liên thành à? Diệp Thần nhìn thấu Ứng Kình trong mắt nóng bỏng, có nhiều thú vị nói, người thật giống như đối với vật này cảm thấy rất hứng thú. Ứng Kình nuốt nước miếng một cái, vô cùng nghiêm túc nói, Diệp Thần, đan dược này ngươi rốt cuộc có nhiều ít, nếu như ngươi đem đan dược này nộp lên cho quốc gia. Hoa Hạ quân đội nguyện ý.
Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt dứt lời nói của đối phương, nộp lên. Đây là đồ ta, cũng không phải là văn vật, dựa vào cái gì nộp lên. Nếu như người thế lực sau lưng thật muốn, trước đem người đáp ứng ta sự kiện kia làm xong. Sau đó sẽ để cho người sau lưng người có quyền phát biểu tự mình đến tìm ta nói. Nói xong, Diệp Thần liền hướng trời đài vẫy cánh cửa đi tới. Nhìn Diệp Thần hình bóng, Ứng Kình trong lòng có chút không biết làm sao. Để cho đội đột kích long hồn người sau lưng đích thân tìm ngươi nói. Khẩu khí thật là lớn. Vị đại nhân vật kia vẫy tay bây giờ là có thể nắm trong tay Hoa Hạ thế cục. Có cái gì tư cách để cho hắn tới chủ động gặp ngươi? Cái này Diệp Thần thật là cuồng ngông cực kỳ. Đi tới cửa thời điểm, Diệp Thần lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên bước chân dừng lại, lạnh như băng con người bắn đi ra ngoài, nhớ, ta không hy vọng bị giám thị lần thứ hai. Lần sau nếu như lại bị ta phát hiện, ta bỏ mặc ngươi là đội đột kích long hồn, cũng không để ý ngươi đối với Hoa Hạ biết bao hết sức quan trọng, nhất luật xóa bỏ. Uy hiếp trắng trợn. Nếu như đặt ở bình thường, Ứng Kình đã sớm ra tay. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể ở tại chỗ cười khổ. Ninh Ba Diệp gia làm sao biết sinh ra như vậy một tôn sát thần. Diệp Thần trở lại khu nhà ở Đại Đô. Phát hiện Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di đã trở về, mua một đống lớn quả vặt và nguyên liệu nấu ăn. Hắn cười nhìn về phía hai nữ, kinh ngạc nói, nữ sinh các ngươi không phải là không ăn quả vặt sao, chẳng lẽ sẽ không sợ mập. Hạ Nhược Tuyết liếc một cái Diệp Thần, khá là thân mật khoác ở Tôn Di tay nói, ta và Tôn Di chính là cái loại đó ăn nhiều đi nữa cũng dài không mập loại hình. Có tức giận hay không? Diệp Thần coi như là phát hiện. Hai nữ tựa hồ đã hình thành nào đó bạn gái thân trận doanh. Hẳn là cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Hạ Nhược Tuyết trước kia vừa là tổng giám đốc lại là Hạ Gia Thiên Kim, cao cao tại thượng thói quen, và Tôn Di ở lâu cùng nhau, tính cách cũng biết đổi khá hơn một chút. Chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ, hai người mỹ nữ tuyệt thế ngủ chung sẽ không phát sinh cái gì. Đến buổi tối 8 giờ. Toàn bộ phòng tắm bị Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di chiếm đoạt, bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể trở lại gian phòng tu luyện. Mấy ngày nay, hắn có rảnh rỗi cũng biết đi Thompson Riviera lầu cuối đi ngâm cái thuốc tắm rửa, hấp thu những thuốc kia khí, cũng đi đôi với tu luyện, hắn thực lực tăng trưởng không thiếu. Chẳng qua là không biết có đủ hay không dẫn động hòn đá kia dặm đồ. Diệp Thần lần nữa lấy ra phụ thân ban đầu đưa cho mình đá màu đen. Cầm ở lòng bàn tay, lần này kỳ tích xảy ra, không có chút nào bài xích cảm giác, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt cái này 100 tòa mộ bia thê lương ý. Chẳng lẽ bởi vì là nhất gần thực lực tăng trưởng? Diệp Thần lại chú ý tới, cái này cái gọi là luân hồi mộ địa trong, đã có một tòa mộ bia hiển lộ ra một hàng chữ viết. Sát quyền tông La Vân Thiên. Dựa theo ban đầu đạo thanh âm kia ý nghĩa, mình chỉ cần thực lực đạt tới ngưỡng cửa. Là có thể dẫn động một vị cường giả chấp niệm. Đáng tiếc chỉ có thể dẫn động một lần. Một lần sau đó, mộ bia hóa là mảnh vỡ, vị cường giả kia vậy bước vào luân hồi chi đạo, không có nửa điểm quan hệ với mình. Diệp Thần không hiểu như thế nào dẫn động, thử mấy lần cũng không được, bất đắc dĩ chỉ có thể đem đá màu đen cất xong, tiếp tục tu luyện. Không lâu lắm, cửa phòng bị gõ. Diệp Thần, đến phiên người tắm, nhanh một chút. Nếu không không nước nóng, làm sao còn không mở cửa, người không biết làm cái gì ở bên trong chuyện xấu chứ? Hạ Nhược Tuyết thanh âm truyền tới. Diệp Thần đứng dậy mở cửa, làm cửa mở ra nháy mắt, hắn liền thấy ăn mặc màu đen ren quần áo ngủ Hạ Nhược Tuyết đứng ở cửa. Giờ phút này Hạ Nhược Tuyết tóc ướt nhẹp, như người đẹp ra tắm. Quần áo ngủ ba điểm ngăn che rất tốt, nhưng là bụng cùng với bắp đùi bộ chạm rỗng lại để cho người mơ tưởng viễn vong. Bộ ngực đỉnh núi đồ sộ cao vút, đoạt lòng người hạng mục. Mấu chốt Hạ Nhược Tuyết da rất trắng, tắm nước nóng sau đó, vậy trong trắng thấu đỏ cảm giác làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Thậm chí cho người một loại kinh tâm động phách đánh vào thị giác. Hạ Nhược Tuyết chút nào không kiêng kỵ Diệp Thần nhìn như vậy, thậm chí thay đổi lạnh như băng vẻ, đầu lưỡi ở môi đỏ mọng nhẹ nhàng quanh quẩn, vậy mập mờ mắt đẹp chớp động, một cái tay đặt ở trên bắp đùi. Nhẹ giọng nói, bây giờ là không phải cảm thấy ta vào ở còn tốt vô cùng. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bị đối phương trêu đùa đánh bại, nhìn một cái ở phòng bếp cắt trái cây Tôn Di,
nhẹ giọng nói, ngủ đều ngủ qua, thật ra thì đều giống nhau. Người Hạ Nhược Tuyết lại nghĩ tới chuyện ngày đó, vừa định mắng Diệp Thần, Tôn Di đã bưng trái cây bàn đi ra, Nhược Tuyết, tới ăn trái cây. Tới, Hạ Nhược Tuyết cắn răng nói. Tiếp theo cuộc sống, cơ bản đều là như vậy, hai đẹp bầu bạn, ngược lại cũng không tệ. Diệp Thần thỉnh thoảng biết gọi điện thoại hỏi Thẩm Hải Hoa độ tiến triển, Thẩm Hải Hoa bên kia đã hoàn toàn khống chế tập đoàn Thanh Hòa, bên kia nhân viên toàn bộ đổi máu. Hắn thậm chí còn đem một vài tập đoàn Bắc danh bộ phận tinh anh điều đã qua, hiển nhiên là chuẩn bị chơi một khoản lớn. Trước mắt, hắn đang buôn bán hóa làm việc tập đoàn đổi tên, đại khái sáng ngày mốt liền có thể cử hành cắt băng nghi thức. Đến lúc đó tự nhiên sẽ làm cho cả Ninh ba người đều biết tập đoàn Thiên Chính trở về. Diệp Thần đối với Thẩm Hải Hoa hiệu suất rất hài lòng, hắn trong lòng thậm chí mơ hồ có chút mong đợi. Chỉ bất quá, có hai chuyện để cho Diệp Thần khá là bất mãn. Chuyện thứ nhất, Ứng Kình từ lần trước nói phải đi báo cáo thượng cấp, lại có thể đến bây giờ cũng không có liên lạc mình, chẳng lẽ cái này đội đột kích Long Hồn đội trưởng bỏ chạy. Còn như chuyện thứ hai, hội đấu giá thời gian theo lý mà nói cũng không sai biệt lắm, chủ nhân Đức tại sao còn không thông báo mình. Dẫu sao hắn bây giờ tốc độ tu luyện còn quá chậm, cho nên cần đan đỉnh. Mới vừa nghĩ tới đây, Diệp Thần liền phát hiện chuông cửa reo, mở ra vừa thấy, liền phát hiện là đầu đầy mồ hôi Chu Nhân Đức. Diệp tiên sinh, cuối cùng là tìm được ngươi. Chu Nhân Đức kích động nói, ta sáng hôm nay ở Thompson Riviera đợi nửa ngày cũng không có chờ được ngươi, chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn tìm tới nơi này. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, khi đó mình còn không có điện thoại di động, cho nên để cho bọn họ ở hội đấu giá đi trước Thompson Riviera tìm hắn là được. Kết quả bây giờ cũng ở tại khu nhà ở Đại Đô, đối phương tự nhiên không tìm được mình. Chu lão, chân thực ngại quá, cho ngươi thêm phiền toái, ngươi đi vào ngồi một chút đi. Diệp Thần nói. Chu Nhân Đức lắc đầu như trống lắc, Diệp tiên sinh không cần, trong nhà ta gần đây xảy ra chút chuyện, còn cần ta trấn giữ, đây là hội đấu giá thư mời, ngươi đến lúc đó mang theo nó cũng có thể đi, phía trên có địa chỉ và thời gian, hội đấu giá buổi chiều 2 mở ra mới. Đến lúc đó ta có thể sẽ không đi, bởi vì là thật ở không đi được, nhưng là Tử Huyên sẽ cùng ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, vừa định bày tỏ cảm ơn, Chu Nhân Đức liền vội vàng rời đi, hiển nhiên Chu gia là ra chuyện rất lớn. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút Chu gia thế nào, nói không chừng hắn còn có thể giúp cái gì, nhưng là Chu Nhân Đức đi nhanh như vậy, hắn chỉ có thể xóa bỏ. Diệp Thần nhìn trên tay thư mời, khóe miệng phác họa một đạo độ cong. Chỉ mong ngày hôm nay có thể quay chụp ta muốn đan đỉnh. Buổi chiều 2 điểm, Ninh Ba cửa khách sạn Thiên Hy, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, cả người Âu phục Diệp Thần đi xuống. Hắn cũng sẽ không ngu đến mặc vậy mấy kiện cũ quần áo tham gia hội đấu giá, nếu không đi đến chỗ nào đều sẽ bị người trêu chọc. Ngày hôm nay mặc như vậy, hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Diệp Thần hướng cửa đi tới. Rất nhanh liền thấy lo lắng Chu Tử Huyên đang đứng ở cửa ngẩn người. Hôm nay Chu Tử Huyên ăn mặc rất là tùy tiện, mấu chốt vành mắt đen rất nặng, một bộ dáng tiểu tùy. Hắn đi tới, nói thẳng, phát cái gì ngây ngô đâu, đi thôi. Chu Tử Huyên cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài tới rồi à? Lần này nàng cũng không dám lại đối với Diệp Thần bất kính, dẫu sao sư phụ và gia gia nhiều lần giao phó. Nàng từ hai người trong khẩu khí biết được Diệp Thần đáng sợ, hơn nữa gần đây gia tộc ra nhiều chuyện như vậy, nàng vậy dần dần học được thu liễm. Diệp Thần và Chu Tử Huyên hướng bảo an đưa ra thư mời, là được công tiến vào trong đó. Khách sạn Thiên Hy không giống với giống vậy đắt tiền khách sạn, càng giống như tư nhân hội sở, toàn thể hoàn cảnh đều là kiểu Trung Hoa kiến trúc, có hoa có nước đổ là có khác một phen ý cảnh. Hai người tìm một nơi ghế salon ngồi xuống. Diệp tiên sinh, bây giờ là vào sân thời gian, cũng bị chúng ta gọi là vòng trao đổi thời gian, chân chính hội đấu giá ở 2 tiếng sau này, ở trên lầu cử hành, chúng ta trước ngồi ở nơi này một hồi, ăn chút điểm tâm đi. Chu Tử Huyên nghiêm túc nói. Diệp Thần nhìn lướt qua toàn bộ phòng yến hội, phần lớn đều là 5-6 cái người tụ chung một chỗ uống rượu chát nói chuyện phiếm, nam tây trang giải ra, nữ đều mặc trước khéo léo lễ phục, khá là hấp dẫn. Loại này tầng trên yến hội,
Diệp Thần từ nhỏ cũng không cảm mạo, cái này cũng tạo thành hắn độc lai độc vãng tính cách. Chu Tử Huyên gặp bầu không khí có chút lúng túng, liền mở miệng nói, Diệp tiên sinh, người nơi này có người quen biết sao, nếu như có biết, có thể đi và bọn họ trò chuyện một chút. Diệp Thần lắc đầu một cái, không cần, người nếu như có bạn, đi ngay tìm bọn họ đi. Nói xong, liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ chuẩn bị nghỉ ngơi. Chu Tử Huyên vừa mới chuẩn bị nói gì, mấy cái cầm ly cao cổ thiếu nam thiếu nữ liền đi tới, có một cô gái lại là kéo Chu Tử Huyên tay vui vẻ nói, Tử Huyên, ngươi nguyên lai ở nơi này à? Chu Tử Huyên thấy thiếu nữ, lộ ra một đạo nụ cười miễn cưỡng, bởi vì là đối phương là Ninh Ba nổi danh, Giao Tế Hoa, Lữ Tư Vũ. Lữ Tư Vũ ở trong vòng là công nhận người đẹp, gia thất không kém, người tới quen thuộc, năng lực giao tế rất mạnh. Cơ vốn có nàng ở địa phương, sẽ có nam sinh vây quanh nàng xoay quanh. Ngày hôm nay Lữ Tư Vũ chú tâm lối ăn mặc, hiển nhiên là chuẩn bị ở hội đấu giá biết thêm một ít chàng trai tài tuấn. Ồ, Chu gia làm sao liền một mình ngươi tới? Đúng nha, người Chu gia bây giờ cũng tự thân khó bảo toàn. Đột nhiên, một đạo không hợp thời thanh âm vang lên. Chu Tử Huyên quay đầu lại, dĩ nhiên là chú ý tới nói chuyện người đàn ông. Lưu Vĩ Thành. Lưu gia con một, Lưu gia ở Ninh Ba địa vị không thấp, thực lực kinh tế rất mạnh, nếu như có một vị võ đạo cao thủ chấn giữ, tất nhiên thành là Ninh Ba gia tộc cao cấp một trong. Chu gia và Lưu gia so với, chênh lệch rất lớn, hơn nữa bởi vì là hai nhà trên phương diện làm ăn thường xuyên có chút va chạm, trên căn bản hai người gặp phải chính xác không có gì lời khen. Còn có mấy cái thiếu nam thiếu nữ, sau lưng gia tộc ở Ninh Ba địa vị đều không thấp. Bởi vì là tuổi tác xấp xỉ, những người này ở đây cái này buổi đấu giá ngược lại là tự thành một vòng tụ chung một chỗ. Chu Tử Huyên trừng mắt một cái Lưu Vĩ Thành, không nói gì, tự mình uống một ly đồ uống. Lữ Tư Vũ tự nhiên thời gian đầu tiên chú ý tới nhắm hai mắt mâu Diệp Thần, tò mò hỏi Tử Huyên, vị này là. Chu Tử Huyên biết Diệp Thần không thích bị quấy rầy, chỉ có thể giải thích nói, hắn là Chu gia ta quý khách. Ngày hôm nay đối với hội đấu giá cảm thấy hứng thú, cho nên tới xem, hắn đang nghỉ ngơi, mọi người liền đừng quấy rầy hắn. Lữ Tư Vũ có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần, không biết tại sao luôn cảm giác có chút quen mắt, liền mở miệng nói, Tử Huyên, nếu là ngươi quý khách, đó cũng coi là trong vòng người. Vậy, soái ca, thật không ta tự giới thiệu mình một chút sao? Phía sau những lời này hiển nhiên là nói cho Diệp Thần nghe. Lữ Tư Vũ thanh âm rất ngọt rất mềm, giống vậy nam sinh ở nàng thanh âm thế công hạ căn bản không có sức đề kháng. Quả nhiên, Diệp Thần mở mắt ra, hắn con ngươi nhìn lướt qua mọi người, cực kỳ lãnh đạm. Ta và các người không phải một vòng, tự giới thiệu mình thì không cần. Lời nói rơi xuống, không chỉ Lữ Tư Vũ, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Bọn họ ở Ninh Ba lâu như vậy, còn không có gặp qua như thế trong mắt không người người. Lữ Tư Vũ bên ngoài rất phóc người ở Ninh Ba có thể xếp trước 10, mỹ nữ như thế mời, lại có thể không chút do dự cự tuyệt. Đây cũng quá điên đi. Giới thiệu một chút muốn người rất thời gian dài. Mấu chốt đối phương giọng giống như bọn họ đám người này cũng không xứng biết hắn tên chữ vậy. Lưu Vĩ Thành vội vàng chắn Lữ Tư Vũ trước mặt, một cái tay bắt Lữ Tư Vũ trắng nõn cánh tay, quan tâm nói, Tư Vũ, người lý loại này người là làm gì? Người ta rõ ràng cho thấy cho mặt không biết xấu hổ đồ. Lữ Tư Vũ cười một tiếng, giả trang đi lấy rượu chát, tránh thoát Lưu Vĩ Thành tay. Lưu Vĩ Thành trong lòng có chút khó chịu, ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Thần trên mình, lạnh lùng nói, thằng nhóc, người mẹ hắn là thứ gì, ở chúng ta trước mặt làm ra vẻ. Ngươi cho lão tử làm rõ ràng, chúng ta quen biết ngươi, là cho ngươi mặt mũi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật không muốn cùng loại này công tử ca mắng nhau, thật là kéo thấp hắn giá trị con người, hắn trực tiếp đứng lên, hai tay cắm túi, hướng bên ngoài đi. Như vậy cử động ở Lưu Vĩ Thành xem ra, hiển nhiên là đối phương nhận sợ, hắn dư quang chú ý tới Lữ Tư Vũ đang nhìn về phía bên này, biểu hiện muốn lại càng phát mãnh liệt. Hắn đưa tay ra, kéo lại muốn rời đi Diệp Thần, ra lệnh muốn đi. Ta con mẹ nó để cho ngươi đi rồi chưa? Muốn có thể đi. Trước hướng Tư Vũ nói xin lỗi. Giờ khắc này, Lưu Vĩ Thành cảm giác được mình đẹp trai đến trình độ cao nhất, thậm chí cảm thấy Lữ Tư Vũ đã xuân tâm dạo dực,
nói không chừng buổi tối mở gian phòng là có thể đem Lữ Tư Vũ dưới háng hầu hạ. Chu Tử Huyên thấy một màn này, sắc mặt đại biến, nàng nhưng mà biết Diệp Thần tính cách à. Liền ra ra mình cũng phải cẩn thận phục vụ, hắn Lưu Vĩ Thành là thứ gì. Nhưng là Chu gia bây giờ tình cảnh nguy hiểm, giờ phút quan trọng này, nàng tuyệt đối không thể là Chu gia thụ địch, chỉ có thể tốt nói khuyên nhủ, Lưu Vĩ Thành, người buông tay. Diệp tiên sinh, không phải người có thể đắc tội. Diệp tiên sinh, Ninh Ba nào có họ Diệp? Duy nhất họ Diệp gia tộc 5 năm trước liền diệt. Mình sợ cái gì? Lưu Vĩ Thành cười lạnh một tiếng, Diệp mẹ hắn chứ tiên sinh. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần thật không nhịn được. Hắn không muốn gây chuyện, cho nên lựa chọn không dung nhập vào cái vòng này. Hắn không muốn gây chuyện, cho nên lựa chọn thời gian đầu tiên rời đi. Nhưng là có vài người trời xanh định trước tự tìm cái chết, hắn không cần phải nhẫn nại. Một giây kế tiếp, Diệp Thần tay phải một chuyển, trở tay liền giữ lại Lưu Vĩ Thành cánh tay, sau đó, chợt đè một cái. Tất cả mọi người chỉ nghe gặp rắc rắc, một tiếng, Lưu Vĩ Thành cánh tay lại có thể trực tiếp bị cán gãy. Cơ hồ 360 độ vặn vẹo. Lưu Vĩ Thành làm sao cũng không nghĩ ra đối phương lại đột nhiên làm gãy tay hắn, cường đại đau đớn để cho hắn cả người kêu gào. Lữ Tư Vũ các người lại là che miệng, hiển nhiên bị giật mình. Nhưng là hết thảy các thứ này xa không có kết thúc, Diệp Thần chân phải chợt nâng lên, trực tiếp một chân đạp ở Lưu Vĩ Thành trên mình. Bành, Lưu Vĩ Thành thân thể nện xuống đất, óc choáng váng, trên mặt tràn đầy máu tươi. Thằng nhóc ngươi lại có thể. Lưu Vĩ Thành tức giận gầm thét, nhưng là Diệp Thần cũng sẽ không nói cho hắn lời quyền lực. Ngươi miệng quá không sạch sẽ, sau này thì chớ nói chuyện. Thanh âm lạnh như băng rơi xuống, giống như chết tuyên cáo. Diệp Thần bắt lại Lưu Vĩ Thành cổ, trực tiếp đập về phía vậy thủy tinh công nghiệp bàn. Cường đại trọng áp tấn công tới, Lưu Vĩ Thành nói thẳng thiếp và bàn kiếm đụng vào nhau. Răng toàn bộ vỡ vụn. Trong miệng lại là từng ngụm khạc ra máu tươi. Chu Tử Huyên sắc mặt ảm đạm, liền vội vàng kéo lại Diệp Thần tay, khuyên nhủ, Diệp tiên sinh, không muốn. Diệp Thần nhìn lướt qua Chu Tử Huyên, trong mắt không có chút ba động nào. Hắn phải làm chuyện, Diêm Vương vậy không ngăn được. Lưu Vĩ Thành lần nữa bị nâng lên, hung hăng hướng đã có vết nứt bàn kiếm đập tới. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, thủy tinh công nghiệp bàn trực tiếp vỡ vụn. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại. Rơi vào giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở Diệp Thần và Lưu Vĩ Thành trên mình. Ánh mắt kinh hãi đến mức tận cùng. Lưu Vĩ Thành khuôn mặt khác hoàn toàn, cả cái miệng cũng bị đập cơ hồ vặn vẹo. Cái này dầu gì là ở khách sạn Thiên Hy, ồn ào như vậy chuyện, là ở muốn chết sao? Không đơn thuần như vậy. Nghe nói cử hành lần này hội đấu giá sau lưng gia tộc nhưng mà một vị Ninh Ba người người đều phải kính sợ tồn tại à. Thằng nhóc này thật chẳng lẽ không sợ giận cá chém thất nơi này sao? Lữ Tư Vũ các người đầu óc trống rỗng, lại là đưa tay ra bưng kín miệng mình, sợ mình kêu thành tiếng. Người điên! Hoàn toàn người điên! Bọn họ trong lòng không khỏi vui mừng mình nói tương đối thiếu, nếu không kết quả tất nhiên và Lưu Vĩ Thành như nhau. Tên này cũng quá tàn bạo đi. Không lâu lắm, khách sạn an ninh lực lượng nghe được động tĩnh tất cả đều vào tới đây. Dòng dã 11 người, trong đó không thiếu có mấy vị là cổ võ giả, chỉ bất quá cảnh giới không cao. Dừng tay, rời đi Lưu Thiếu, cho ta một bên ôm đầu ngồi xuống. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một vị ánh mắt sắc bén nhân viên an ninh lên tiếng chặn lại nói. Diệp Thần liền cảnh dự định cũng không có. Ánh mắt vẫn là rơi vào Lưu Vĩ Thành trên mình, cười lạnh một tiếng, phục sao. Lưu Vĩ Thành chợt gật đầu, mơ hồ ý thức xen lẫn lậu thanh âm của gió cầu xin tha thứ ta. Ta sai rồi, ta không nên nói những lời đó, đối với. Thật xin lỗi. Hắn thật luống cuống. Từ nhỏ đến lớn, hắn kia bị người như vậy đánh qua. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn thậm chí cảm thấy đối phương dám trước mặt nhiều người như vậy giết hắn. Diệp Thần không muốn bởi vì là loại rác dưới này dơ bẩn tay mình, hắn đứng lên, buông lỏng tay, từ một bên trên bàn rút ra một cái khăn ướt, nhẹ nhàng lau chùi. Thằng nhóc, có nghe hay không, chúng ta đã báo động. Cho ta ôm đầu ngồi xuống,
nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vị kia an ninh lập lại. Hắn nhưng mà ý thức được chuyện nghiêm trọng, dẫu sao Lưu gia thiếu gia bị người ở khách sạn Thiên Hy đánh, bọn họ khách sạn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Diệp Thần tự mình lấy một ly rượu chát, đi tới trên ghế salon, đưa lưng về phía bọn họ, bắt chéo chân, nhẹ lay động ly cao cổ. Hoàn toàn giống như một cái không có chuyện gì người vậy. Tại chỗ mỗi một người cũng bối rối. Bọn họ nghĩ tới thằng nhóc này vô số loại đến tiếp sau này hành vi, chạy trốn, tự thú, hối hận đợi một chút, chính là không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có tâm tình ngồi ở chỗ đó uống rượu. CMN, thằng nhóc này chẳng lẽ là kẻ ngu? Vẫn là nói có bối cảnh. Lữ Tư Vũ rơi vào trầm tư, hắn loáng thoáng nhớ được Chu Tử Huyên kêu người đàn ông kia Diệp tiên sinh. Nhưng là Ninh Ba tựa hồ không có gì họ Diệp gia tộc à? Liền liền họ Diệp nhà giàu cũng không có. Từ 5 năm trước Diệp gia diệt tộc sau đó, toàn bộ Ninh Ba đối với lá cái họ này quá nhạy cảm, có chút họ Diệp thậm chí rời đi Ninh Ba, đi những địa phương khác tìm kiếm phát triển. Lữ Tư Vũ thân thể run rẩy, có chút nghĩ mà sợ, nàng đi tới Chu Tử Huyên bên người, nhẹ giọng nói, Tử Huyên, tên này rốt cuộc là ai? Hắn chọc Lưu gia, không phải ở muốn chết sao? Tại sao liền ngươi khuyên cũng không nghe? Vùng khác, Chu Tử Huyên sắc mặt tái nhợt, nàng căn bản không biết như thế nào xử lý dưới mắt thế cục, chỉ có thể phát đánh ra ra điện thoại, nhưng là căn bản không gọi được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gọi cho phụ thân, ba, xảy ra chuyện, Diệp tiên sinh ở khách sạn Thiên Hy đem Lưu Vĩ Thành đánh gần chết, ngươi có thể không thể giúp một chút Diệp tiên sinh xử lý. Lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, là ra ra nhắc tới cái đó Diệp Thần. Tử Huyên. Chu gia bây giờ đều như vậy, nào còn có tâm tư quản người khác. Để cho cái tên kia tự sanh tự diệt, nhớ, người đừng nhúng tay, muôn ngàn lần không thể cho Chu gia ta thụ địch. Điện thoại cúp, Chu Tử Huyên cắn môi, trong mắt đều là áy náy, Diệp Thần, các nàng Chu gia thật không giúp được. Lữ Tư Vũ loáng thoáng nghe được một ít nội dung, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thần, lẩm bẩm nói, liền Chu gia cũng không chịu là ngươi ra tay, Lưu gia lửa giận. Chỉ sẽ để cho ngươi chết rất thảm, ngươi vẫn còn có tâm tình uống rượu, à. Không lâu lắm, đám người truyền tới một tiếng sao động, vậy bao vây Diệp Thần an ninh thế lực rối rít nhường ra một con đường tới, chỉ gặp một cái chừng 30 tuổi nam tử chậm rãi xuất hiện. Nam tử Tây Trang khéo léo, mang mắt kiếng gọng vàng, mặt lộ lãnh ý, trong mắt có một tia ngạo nghệ ánh sáng. Lữ Tư Vũ khi thấy người đàn ông này, trong lòng lộp bộp một chút. Hà Chính. Khách sạn Thiên Hy ông chủ sau màn Hà Chính đều bị chấn động đi ra. Phải biết khách sạn nghề nghiệp người trưởng đà cái nào là ăn chay, sau lưng năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Hà gia so Lưu gia thực lực đều mạnh hơn lên không thiếu, bởi vì là bọn họ ở Ninh Ba hoàn toàn là đen trắng ăn suốt tồn tại. Hà Chính như vậy trẻ tuổi liền tiếp quản gia tộc xí nghiệp, có thể tưởng tượng được đối phương có ưu tú bao nhiêu. Mấu chốt Lưu Vĩ Thành mẫu thân chính là xuất từ Hà gia à. Nếu như tính luôn quan hệ, Hà Chính chính là Lưu Vĩ Thành biểu ca à. Xong rồi, lần này toàn xong rồi. Không chỉ Lữ Tư Vũ nghĩ như vậy, Chu Tử Huyên cùng với tất cả mọi người tại chỗ đều nghĩ như vậy, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt trở nên có chút đồng tình. Phát sinh cái gì, Hà Chính hai tay cắm túi, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hà Tổng, Lưu Thiếu Hắn. Một cái an ninh do dự nói. Hà Chính ánh mắt ngay tức thì liền chú ý tới trên đất tràn đầy máu tươi Lưu Vĩ Thành. Hắn con người hơi co rúm một cái, quả đấm lại là cầm chặt. Ai đặc biệt mụ dám ở bố khách sạn Thiên Hy động người của Lưu gia? Hắn một bước bước ra trực tiếp đem Lưu Vĩ Thành đỡ lên, quan tâm nói, Vĩ Thành, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Hà Chính thanh âm cực kỳ lạnh như băng, mang ngút trời tức giận, vang khắp ở khách sạn phòng khách. Lưu Vĩ Thành giống như là thấy được rơm rạ cứu mạng vậy, liền vội vàng chỉ đang đưa lưng về phía bọn họ Diệp Thần, run rẩy thanh âm, nói chính ca, ngươi. Ngươi giúp ta giết hắn, ta muốn hắn chết, ta miệng, bị hắn phá hủy, cho ta xé rách hắn miệng, ta muốn cả nhà hắn chôn theo. Bởi vì là răng toàn bộ bị đánh nát xuyên cớ, hắn nói chuyện ngật ngật đáp đáp, nhưng vẫn bị Hà Chính nghe rõ. Hà Chính đem Lưu Vĩ Thành giao cho một vị an ninh. Phân phó nói, đưa hắn đi bệnh viện, nơi này giao cho ta. Vậy an ninh vừa mới chuẩn bị mang đi Lưu Vĩ Thành,
lại bị người sau đẩy ra. Đừng đụng ta! Lưu Vĩ Thành âm u nhìn cách đó không xa Diệp Thần. Hắn muốn nhìn tận mắt tên này chết, hắn đâu cũng không đi. Hà Chính hai tay cắm túi hướng Diệp Thần đi tới, hắn ngược lại muốn xem, cái nào đồ không có mắt dám ở hắn địa bàn động lòng người. Chu Tử Huyên môi cũng cắn ra máu, chuyện phát triển so nàng tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Nàng vẫn luôn đang đánh ra điện thoại, rốt cuộc đã thông. Bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm mệt mỏi, Chu Tử Huyên vội vàng đem chuyện của khách sạn nói ra. Lần trả lời này và phụ thân hoàn toàn khác nhau, Gia Gia nói năng có khí phách nói, không tiếc bất cứ giá nào giữ được Diệp tiên sinh. Đưa điện thoại cho Hà Chính. Nghe được câu này, Chu Tử Huyên vui mừng, vội vàng chặn lại Hà Chính đường đi, đem điện thoại đưa tới, lên tiếng nói, người không thể động Chu Gia ta quý khách, đây là Gia Gia ta điện thoại. Hà Chính nhìn lướt qua Chu Tử Huyên, hừ lạnh một tiếng. Một cái tát đánh rất Chu Tử Huyên điện thoại di động, các người Chu gia là thứ gì? Qua mấy ngày có thể hay không tồn tại còn là một vấn đề. Coi như Chu Nhân Đức ở ta trước mặt, như thường cút. Một giây kế tiếp, Hà Chính đã tới Diệp Thần trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng, liền tốt hắn cổ họng bị không người nào tình nắm được vậy. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt đều là kinh hoàng. Giống như gặp được cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại. Trước mắt người đàn ông, hắn biết. Không có ai rõ ràng giờ phút này Hà Chính đáy lòng rốt cuộc nhấc lên như thế nào sóng gió kinh hoàng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người đàn ông, thân thể thậm chí có chút run rẩy. Bởi vì là tên này là vậy tôn sát thần à. Ban đầu khách sạn lớn Long Hồ Đế Vương phòng yến hội, hắn vừa vặn cũng ở đây. Hắn nhìn tận mắt cái này sát thần đem Trần gia hộ vệ toàn bộ đánh tàn phế. Trần Phong càng bị phiến không còn hình dáng. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là liền liền gia chủ Trần gia Trần Chính Quốc tới, hắn cũng dám kêu đối phương quỳ xuống. Mấu chốt đối phương thật quỳ à. Đây chính là đỉnh thiên lập địa Trần Chính Quốc à. Bộ kia hình ảnh cơ hồ trở thành hắn trong lòng mộng yểm. Trần gia ở Ninh Ba nội tình có thể so với Lưu gia thậm chí còn hắn Hà gia đều mạnh hơn à. Chỉ vì là Trần gia có một vị võ đạo tông sư. Người người kiêng kỵ võ đạo tông sư. Thật ra thì, ngày đó khách sạn lớn Long Hồ sự việc không phải hắn chân chính sợ hãi chỗ. Sâu trong nội tâm hắn lớn nhất sợ hãi đến từ xảy ra chuyện sau đó, hắn vốn lấy là Diệp Thần sẽ bị Trần gia lửa giận xóa bỏ. Nhưng là kết quả nhưng vừa vặn ngược lại, Trần Chính Quốc và Trần Phong chết. Cái này hai cái Ninh Ba vòng thượng du nhân vật liền một đêm cũng không có chống nổi đi. Liền chết như vậy. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, thậm chí đến bây giờ cũng không có bắt hung thủ. Đây cơ hồ làm cho cả Ninh Ba bao phủ một tầng chết dưới bóng mờ. Người khác không biết là ai làm, hắn Hà Chính vô cùng rõ ràng. Nhất định là Diệp Thần. Bởi vì là ở Diệp Thần rời khách sạn ở một chớp mắt kia, hắn cảm giác được rõ rệt đối phương trong mắt sát ý. Tên này liền Trần gia cũng không coi vào đâu, hắn Hà gia coi là cái gì? Hắn Hà Chính lại mẹ hắn là thứ gì? Hà Chính hít thở sâu, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Dần dần, hắn thấy cái đó trên ghế salon cầm ly rượu chát chàng trai ngẩng đầu lên, đối phương lãnh đạm ánh mắt rơi vào hắn trên mình, hắn tựa như bị tử thần phong tỏa. Hắn luống cuống, trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn bộ áo sơ mi và tây trang toàn bộ ướt đẫm. Lưu Vĩ Thành gặp Hà Chính lại có thể vẫn không có động thủ, vội vàng đi tới, nhắc nhở Chính ca, phát cái gì ngây ngô nha, mau giúp ta giết chết hắn. Bót, Hà Chính tỉnh hồn lại, trở tay chính là một cái tát lên ở Lưu Vĩ Thành trên mặt. Tại chỗ đem Lưu Vĩ Thành liền bị lật ở trên mặt đất. Giờ khắc này. Tất cả mọi người tựa như pho tượng hóa đá. Cái này cái quỷ gì? Hà Chính là đánh lầm người đi. Lưu Vĩ Thành cũng là đầu óc trống rỗng, thật vất vả tỉnh hồn lại, kích động nói, Chính ca, người đánh ta làm gì? Ta đánh chính là ngươi cái này đồ không có mắt. Hà Chính nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sư tử nổi điên. Bất đồng tất cả mọi người phản ứng, hắn trên mặt lại chất ra một đạo nụ cười, nửa khom lưng. Đi tới Diệp Thần bên người, cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài làm sao cũng tới. Bành, tất cả mọi người tại chỗ hô hấp tựa như cũng dừng lại.
Bọn họ chưa từng thấy qua Cao Ngạo Hà chính như vậy nịnh hót một mặt. Mấu chốt đối phương vẫn còn ở hắn địa bàn đánh hắn biểu đệ. Tất cả mọi người tầm mắt không khỏi rơi vào trên ghế salon chàng trai trên mình. Bọn họ rất rõ ràng, người này thân phận tuyệt đối không bình thường. Nếu không Hà Chính không biết loại này thận trọng thái độ. Xa xa Lữ Từ Vũ thân thể mềm mại khẽ run, mắt đẹp đều là nghi ngờ, kinh ngạc, sợ hãi. Cái này cùng Chu Tử Huyên cùng đi Diệp Tiên Sinh rốt cuộc là thân phận gì? Lại để cho bướng bỉnh bất tuần Hà Chính đều như vậy mặt mày vui vẻ chào đón. Còn không chờ nàng tỉnh hồn lại, Hà Chính đem trên đất vẫn còn ở mơ hồ Lưu Vĩ Thành kéo tới đây, ra lệnh, người cái này đồ không có mắt, nhanh lên cho Diệp Tiên Sinh bồi tội. Nếu không ngươi Lưu gia cũng phải xong đời. Hà Chính hành động này hoàn toàn là vì cứu Lưu gia. Hắn dám khẳng định, nếu như ngày hôm nay Lưu Vĩ Thành không nói xin lỗi, hắn Lưu gia tuyệt đối không sống tới sáng sớm ngày mai. Lưu Vĩ Thành trừng mắt to nhìn Hà Chính, mới vừa muốn nói chuyện, hắn liền chú ý đến Hà Chính trong mắt sợ hãi, đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sợ hãi. Không do dự nữa, Lưu Vĩ Thành vội vàng quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, thanh âm run rẩy nói, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Hà Chính thở ra một hơi, vội vàng móc túi ra một bản thẻ đen, đưa tới, hơn nữa cười xòa nói. Diệp tiên sinh, ta cái này biểu đệ liền mẹ hắn không có mắt, sau này ta nhất định nghiêm ngặt dạy dỗ, lần này dơ bẩn ngài tay, chân thực không nên. Cút! Diệp Thần lạnh lùng nói. Chỉ cần một chữ, không khỏi làm người cảm giác trên ghế salon chàng trai thật giống như bao trùm vạn vật trên, nhìn xuống chúng sanh ảo giác. Diệp Thần mặc dù không biết đối phương vì sao kiêng kỵ hắn, nhưng là không trọng yếu. Hắn không hy vọng thành làm người nhóm tập trung chỗ. Hắn thậm chí rất ghét loại cảm giác này. Phải. Hà Chính đem Lưu Vĩ Thành kéo ra ngoài, sau đó, lại là ra lệnh an ninh cùng phục vụ nhân viên duy trì bên người trật tự. Một tràng náo nhiệt không dỗ mà tán. Cũng may phòng yến hội người không tính là quá nhiều, nếu không ảnh hưởng tuyệt đối hơn nữa đáng sợ. Dần dần, toàn bộ phòng yến hội xuất hiện một màn kỳ quái. Lấy Diệp Thần ghế salon làm trung tâm, 10 mét ra vòng, trừ Chu Tử Huyên và Diệp Thần trở ra, không có một người dám ngồi. Tựa như khí thế. Diệp tiên sinh, ngài. Chu Tử Huyên lúc này mới ý thức được Diệp Thần đáng sợ, muốn nói cái gì, lại vẫn là không có nói ra miệng. Không biết tại sao, nàng cảm thấy Chu gia cái này bàn hẳn phải chết chi cờ, chỉ có thanh niên trước mắt có thể bàn việc. Nhưng là đối phương tại sao phải giúp hắn Chu gia đâu? Không lâu lắm, Lữ Tư Vũ lấy dũng khí đi tới, tiếp tục ngồi ở Chu Tử Huyên bên người. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng nhìn về phía đối diện Diệp Thần, vẫn mở miệng nói, Diệp tiên sinh, tiểu nữ mới vừa rồi có nhiều đắc tội, hướng ngài bồi lễ. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra lau một cái cực kỳ mê người trắng như tuyết và đầy đặn, cám dỗ trình độ cao nhất. Nhưng là Diệp Thần xem cũng không có liếc mắt nhìn, thậm chí liền phản ứng hắn dự định cũng không có. Lữ Tư Vũ ăn biết, sắc mặt có chút khó khăn xem, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không dám phát tác. Tên này giàu gì là một cái huyết khí phương cương người đàn ông đi, tại sao dường như đối với mình một chút hứng thú cũng không có. Chẳng lẽ ta không tốt xem? Vẫn là nói, tên này đối với đàn bà không có hứng thú. Nhất định là người sau, mình dung mạo đều có thể ở Ninh Ba xếp trước 10. Cái người đàn ông nào không quỳ mọp ở dưới gấu quần của nàng. Ngay tại Lữ Tư Vũ tức giận lúc đó, một đạo khá là yêu nhã xinh đẹp ảnh hướng bên này cấp tốc đi tới. Thấy cái này xinh đẹp ảnh, Lữ Tư Vũ giật mình. Bởi vì là đối phương bất kể là bên ngoài, vóc người cũng hoặc là khí chất, hơn xa mình một nước. Mấu chốt trên người đối phương vậy lãnh ngạo khí chất, giống như một đóa hàn mai, không thể ô nhục nửa điểm. Nàng trong lòng đột nhiên có chút lấy làm xấu hổ. Ninh Ba tại sao có thể có loại này người đẹp? Bót! Vậy đạo sinh đẹp ảnh đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vào Diệp Thần bả vai trên. Diệp Thần, người làm sao cũng ở đây bên trong. Diệp Thần mở mắt ra, tự nhiên thấy được trước mặt chú tâm ăn mặc thiếu nữ. Hạ Nhược Tuyết! Trong mắt hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, không có sát khí, chỉ có ôn nhu. Ngươi sáng sớm đi đâu, ta tỉnh lại liền không thấy ngươi. Hạ Nhược Tuyết thấy Diệp Thần,
tâm tình hiển nhiên không tệ, đặt mông liền ngồi ở Diệp Thần bên người. Thật chặt lần lượt, nàng một cái tay lại là thuận thế khoác lên Diệp Thần trên bả vai, khá là tùy ý, hừ, bổn tiểu thư tổng phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, ai bảo ngươi không chịu nuôi ta, vừa vặn trước hãy thu tới đây thư mời, tới đây xem có thể hay không tìm điểm ra đường. Ngươi đâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liền trên mình ngươi chút tiền đó, đừng nói cho ta ngươi là tới tham gia hội đấu giá. Diệp Thần trong mắt híp lại, nói, để cho ngươi thất vọng, ta thật sự là tới tham gia hội đấu giá. Lữ Từ Vũ tự nhiên nghe được Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần đối thoại. Nàng vốn đang lấy là cô gái kia và mình như nhau chẳng qua là đối với Diệp Thần thân phần hiếu kỳ mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hai người hiển nhiên biết. Hơn nữa nói chuyện trời đất nội dung như vậy mập mờ, tất nhiên là bạn bè trai gái. Nàng vậy rốt cuộc rõ ràng Diệp Thần tại sao phải đối với sắc đẹp của mình không nhúc nhích chút nào. Cười nhạo, bên người có loại này mỹ nữ tuyệt thế, mình như vậy mặt hàng hắn làm sao nhìn lên. Không biết tại sao, Lữ Từ Vũ trong lòng có chút nổi nóng và khó chịu, đứng lên, trực tiếp túm lớn cái mông rời đi. Gặp Lữ Từ Vũ đi, Chu Tử Huyên vậy cảm giác được mình không nên ngồi ở chỗ này làm kỳ đà cản mũi, chỉ có thể giả trang đi nhà cầu biến mất. Rất nhanh, khu nghỉ ngơi chỉ còn lại Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần hai người. Hạ Nhược Tuyết vươn người một cái, cảm giác có chút không thú vị, liền đối với Diệp Thần nói, ngươi thật dự định đấu giá đồ. Lần này, ngươi mang theo bao nhiêu tiền tới? 90 triệu, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Hắn đối với tiền không việc gì khái niệm, nhưng là phỏng đoán cái này 90 triệu hẳn có thể vỗ không ít thứ, nếu như trừ đan đỉnh trở ra lại có thể vỗ đem binh khí thì tốt nhất. Khụ khụ khụ, mới vừa uống một hớp nước Hạ Nhược Tuyết thiếu chút nữa sặc, ngực lên lên xuống xuống, khá là nguy nga. Nàng im lặng liếc một cái Diệp Thần, nói, Diệp Thần, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết, mang chút tiền như vậy liền muốn tham gia cái này buổi đấu giá. Thật không biết ngươi thư mời là từ đâu tới. Diệp Thần ngẩn ra, kinh ngạc nói, 90 triệu chẳng lẽ còn không đủ. Hạ Nhược Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đồng thời sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, phát hiện đối phương biểu hiện không giống như giả vờ, liền nói, xem ra ngươi thật cái gì cũng không biết, như vậy đi, ta tới nói cho ngươi. Thứ nhất, buổi đấu giá này sau lưng người điều khiển là ngươi hoàn toàn không thể trêu chọc tồn tại, nếu như ngươi muốn gây chuyện ở khách sạn lầu một có thể, nhưng là ở phía trên hội đấu giá nếu dám gây chuyện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần theo bản năng nói, chẳng lẽ là bởi vì là Ninh Ba tứ đại gia tộc? Hạ Nhược Tuyết vẫn lắc đầu, lại là tiến tới Diệp Thần bên tai thần thần bí bí nói, Diệp Thần, ngươi là người bình thường, nhưng là ta vẫn là phải nói cho một mình ngươi chân tướng. Cái thế giới này không chỉ quang chỉ có người bình thường đơn giản như vậy, còn có một bộ phận người đặc thù. Bọn họ tu võ, thực lực cường đại, vẫy tay bây giờ liền có thể tiêu diệt một chi quân đội. Ngươi làm sao không kinh ngạc? Hạ Nhược Tuyết hơi có chút kinh ngạc, bởi vì là Diệp Thần biểu hiện quá bình tĩnh. Nàng cũng không biết Diệp Thần là người tu luyện. Diệp Thần chỉ có thể giả trang kinh ngạc dáng vẻ, sau đó thì sao? Hạ Nhược Tuyết coi như là phục Diệp Thần dáng vẻ, người cái này chứ quá giả đi, nàng vậy không muốn nhiều lời gì, tiếp tục giới thiệu. Thứ hai, Ninh Ba không chỉ có tứ đại gia tộc, thật ra thì còn có đáng sợ hơn tồn tại. Đó chính là cực kỳ thần bí võ đạo thế gia. Chỉ bất quá người bình thường căn bản tiếp xúc không tới võ đạo thế gia phương diện. Dĩ nhiên, võ đạo thế gia cũng sẽ không hỏi tới người bình thường sự việc. Mà buổi đấu giá này phía sau màn điều khiển người, đứng trước một cái võ đạo thế gia. Những thứ này, đều là ta nghe ba ta vô tình nói tới mới biết. Diệp Thần chau mày, hắn lần đầu tiên phát hiện Ninh Ba cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần trước từ Chu Nhân Đức nơi đó hiểu Ninh Ba thế cục hiển nhiên vẫn là bề mặt. Cũng đúng, nếu không năm đó vị kia phá hủy Diệp gia nhân vật lớn tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Ninh Ba. Hạ Nhược Tuyết gặp Diệp Thần dáng vẻ trầm tư, cũng biết đối phương thế giới quan sụp đổ, trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, trở lại vừa mới bắt đầu đề tài, buổi đấu giá này phân là hai cái khâu, khâu thứ nhất dĩ nhiên là đồ cổ hội họa, kim đối với người bình thường. Cái thứ hai chính là liên quan tới võ đạo đồ, có thể là tu luyện bí tịch, cũng có thể là đan dược, vũ khí hoặc là dược đỉnh loại. Bất kỳ thứ nào đồ, giá cả chỉ ít hơn 100 triệu.
Ngươi bây giờ cảm thấy ngươi vậy mấy chục triệu có thể ở chỗ này được cái gì? Diệp Thần có chút nhức đầu, dựa theo Hạ Nhược Tuyết giải thích, đan đỉnh giá trị tất nhiên không rẻ, hắn tiền căn bản không đủ à? Chẳng lẽ cướp? Hắn không phải loại người này. Hắn nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, bắt Hạ Nhược Tuyết tay, kích động nói, vậy ta có thể hay không đem ta vật trên người cầm tới quay bán? Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, nhìn một cái Diệp Thần tay, muốn vùng vẫy phát hiện căn bản vùng vẫy không ra, nàng dứt khoát buông tha. Nàng tự nhiên đoán được Diệp Thần muốn đấu giá cái gì, đơn giản chính là vậy tờ đan phương. Đan phương đối với thẩm mỹ loại xí nghiệp mà nói nhất định là có kỳ hiệu, nhưng là nếu như đặt ở buổi đấu giá này, phỏng đoán cũng chỉ giá trị mấy chục triệu đi. Mấu chốt còn chưa nhất định có người sẽ muốn, dẫu sao tham gia hội đấu giá đều là cổ võ giả. Nhưng là nàng cũng không muốn bỏ đi Diệp Thần tích cực tính, liền nói, ngươi loại chuyện này dĩ nhiên cũng có. Trên lầu hẳn đặc biệt có một cái tạm thời đấu giá giám định lòng, người có thể cầm vậy tờ đan phương đi thử vận khí một chút, bất quá đối phương không nhất định sẽ. Hạ Nhược Tuyết lời còn chưa nói hết liền phát hiện Diệp Thần đã rời đi. Nhìn Diệp Thần có chút nóng nảy hình bóng, Hạ Nhược Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Diệp Thần à Diệp Thần, người có thể phải thất vọng. Vậy đan phương bởi vì là lúc ấy tập đoàn cần, ta mới nói giá cao, nhưng là đối với những thứ này cổ võ giả mà nói. Căn bản không trị giá một đề ra, à. Diệp Thần dĩ nhiên không phải muốn đấu giá đan phương, hắn là muốn đấu giá chân chính đan dược. Từ ngày đó ứng kình phản ứng tới xem, Ninh Ba thậm chí còn hoa hạ luyện đan sư hẳn sẽ không quá nhiều. Vật lấy hiếm là quý, đan dược tất nhiên giá trị không rẻ. Không lâu lắm, Diệp Thần đi tới Hạ Nhược Tuyết trong miệng đấu giá giám định lòng. Người bên trong không nhiều. Chỉ có một người phụ nữ 40 tuổi cùng với ba lão đầu. Càng kinh ngạc là, cái này bốn người lại có thể ở chơi mặt trược. Ha ha, hồ, mau đưa tiền. Ngày hôm nay vận may thật con mẹ nó tốt. Một người 10 triệu, một phần đều không thể thiếu, điện thoại di động chuyển tiền. Một ông cụ khá là hưng phấn nói, còn lại ba người hiển nhiên có chút không vui, nhưng vẫn là đàng hoàng chuyển tiền. Diệp Thần khóe miệng hơi co quắp. Cái này nhắm tương lai thật lớn, 10 triệu một cái. Hắn gặp bốn người tựa hồ lại chuẩn bị tiếp tục, vội vàng gõ cửa một cái. Rất nhanh, bốn đạo toàn bộ ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Tiểu huynh đệ, làm gì? Tới giám định đồ muốn đấu giá. Vậy người phụ nữ nói. Diệp Thần gật đầu một cái, đi vào, cũng không vòng vo, trực tiếp từ trong túi móc ra một viên đan dược, vật này có thể đấu giá sao? Phụ nữ kia nhìn lướt qua Diệp Thần vật trong tay, hừ lạnh một tiếng, cái này đồ chơi gì, tùy tiện cầm viên kẹo thì phải lừa bịp lão nương. Cút sang một bên. Diệp Thần trên mặt có chút nổi nóng, vừa định phát tác, cái đó mới vừa rồi thắng tiền lão đầu thật giống như chú ý tới Diệp Thần trong tay đan dược, bài đẩy một cái, liền chạy tới, lại là đem người phụ nữ kéo ra. Người phụ nữ suýt nữa ngã nhào trên đất lên. Ngô lão đầu, ngươi làm gì vậy? Vậy Ngô lão đầu nhìn Diệp Thần trong tay đan dược, hô hấp có chút gấp rút, xoa xoa tay nói, tiểu huynh đệ, cái này có thể cho ta nhìn một chút sao? Diệp Thần gật đầu một cái, đưa ra ngoài. Ngô lão đầu nhận lấy đan dược, chóp mũi hơi một ngửi, sắc mặt đại biến, sau đó từ túi cầm ra một cái kính phóng đại, tỉ mỉ nhìn. Mấy người còn lại cảm giác được không đúng, vậy vây quanh. Đột nhiên, Ngô lão đầu một tiếng thét kinh hãi. Thân thể run rẩy nói, đan văn. Đây là đan văn, cái này lại là thật đan dược. Mấy người còn lại nghe được đan văn, thân thể ngẩn ra, vội vàng tràn tới. Ngô lão đầu, cho ta xem. Cái này, đây thật là đan dược. Trời ạ, đan dược này hình dáng mặc dù vậy, nhưng là đường vân rõ ràng, đan thơm đậm đà. Chẳng lẽ là gần đây luyện chế? Chẳng lẽ đan dược sư vấn thế? T. Tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh, rối rít nhìn về phía Diệp Thần, kích động nói, tiểu huynh đệ, vật này ngươi là từ chỗ nào nơi được? Mau, mau nói cho lão phu. Diệp Thần nhìn từng tờ một có chút đỏ lên nét mặt già nua, diễn cảm khá là cổ quái. Nơi này không có đan dược sư, một cái cũng không có. Chẳng lẽ mình là hoa hạ cuối cùng một vị đan dược sư? Những cái kia ông già gặp Diệp Thần không nói lời nào. Cũng có chút nóng nảy, tiểu huynh đệ, chuyện này đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu,
mời ngươi đúng sự thật cho biết. Diệp Thần trong mắt híp lại, tự nhiên không thể nào nói cho đám người này, nói, để cho các người người sau lưng tới và ta nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người cái này mới phản ứng được, bọn họ quả thật nóng lòng, loại này việc lớn làm sao có thể nói cho bọn họ à. Trong đó vị kia chơi mặt trước thắng tiền ông già vội vàng hướng Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, mời cùng ta tới. Được. Diệp Thần đi theo ông già vào thang máy, ở lầu 10 ngừng lại, sau đó ra thang máy, liền tới đến một cái số phòng là 001 cửa phòng trong. Ông già nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một đạo lười biếng giọng nữ. Đi vào. Ông già đối với Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Ừ. 001 bên trong phòng. Trên ghế salon ngồi một cái cô gái chừng 30 tuổi. Cô gái người mặc cạn màu hồng tu thân kỳ bào, đột hiện ra nàng thon dài đều đặn dáng người, vậy màu hồng vô cùng nhạt nhẽo đã đến gần màu trắng, nhưng là cũng rất quyến rũ, giống như gò má cô gái lên tự nhiên nhất nhưng dụ người nhất đỏ ửng, ống tay áo, khâm trước, bao giác nhưng dùng làm màu vàng khảm liền rộng lớn bên mà, càng sấn ra cao quý khí. Hơn nữa vậy mị hoặc ánh mắt, hấp dẫn phong phú đôi môi, không lúc nào không tiết lộ ra phong tình vạn trùng. Cô gái không có xem ông già một cái, nhàn nhạt nói thế nào. Ông già thân thể cung, cúi đầu, thận trọng nói, tiểu thư, có người muốn đấu giá đồ. Hội đấu giá sự việc, người tự làm chủ là được. Cô gái nhắm hai mắt mâu, quanh thân của nàng quanh quẩn một cổ nhàn nhạt khí lưu, khá là thần bí. Nhưng mà tiểu thư, đối phương lấy ra là một viên đan dược à. Ông già lời nói vừa ra. Cô gái trong mắt đột nhiên mở ra, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, đan dược. Ngươi chắc chắn. Ông già liền vội vàng tiến lên đem Diệp Thần đan dược đưa ra, tay cô gái chỉ trên không trung đông lại một cái, đan dược liền hút đến tay nàng bên trong, nàng nam y mâu đảo qua, nhất thời kinh hô, quả nhiên là đan dược, hơn nữa căn cứ chất lượng tới xem, luyện chế thời gian không vượt qua một cái nguyệt. Tiểu thư, ta cũng cảm thấy như vậy. Đan dược này chủ nhân ở bên ngoài, là một vị ông già, cô gái hỏi. Không, đối phương là một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Để cho hắn đi vào. Ừ. Không lâu lắm, Diệp Thần liền bị mời đến trong căn hộ, ông già vẫy lui ra ngoài. Hắn tầm mắt rất nhanh liền chú ý tới trên ghế salon vị kia kỳ bảo cô gái, nhỏ hơi kinh ngạc, dựa theo Hạ Nhược Tuyết giải thích. Người phụ nữ này chắc là buổi đấu giá này phía sau màn người trưởng đà. Một cái nữ nhân 30 tuổi lại có tư cách nắm trong tay hết thảy các thứ này. Ngồi, kỳ bào cô gái nói. Diệp Thần ngồi xuống, đối phương rót cho hắn một ly trà, sau đó tự giới thiệu mình, ta kêu Kim Lãnh Nhạn, không biết tiểu đệ đệ xưng hô như thế nào đâu. Tiểu đệ đệ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đơn giản nói, Diệp Thần. Kim Lãnh Nhạn môi đỏ mỏng phác họa một đạo độ cong, Diệp Thần. Thật là một tên rất hay đâu, không quá ta so ngươi năm dài không thiếu, ta sau này thì kêu ngươi em trai nhỏ đi. Nói xong, thậm chí còn vô tình hay hữu ý liếc một cái Diệp Thần đáy quần vị trí, sau đó là cười khanh khách. Mặc dù cô gái trước mặt khá là phủ mị, nhưng là Diệp Thần một chút hứng thú cũng không có, nói thẳng, nói nhảm không cần nhiều lời, ta đan dược có thể đấu giá sao? Kim Lãnh Nhạn gật đầu một cái, vậy bắt chéo chân đùi thon dài đột nhiên rộng mở, vậy kỳ bào một bên mơ hồ bây giờ để lộ ra một màn tuyết trắng, khá là mê người. Dĩ nhiên có thể, chẳng qua là không biết đan dược này, tiểu đệ đệ là từ chỗ nào được. Kim Lãnh Nhạn mắt đẹp tối tăm đưa thu ba. Cái này ta không cần phải nói cho ngươi đi, Diệp Thần lạnh lùng nói. Kim Lãnh Nhạn ngẩn ra, chợt cười nói, cũng đúng, là ta đường đột, tiểu đệ đệ. Vậy loại đan dược này ngươi dự định đấu giá mấy viên? Diệp Thần từ túi lấy ra ngoài ra mấy viên đặt ở Kim Lãnh Nhạn trước bàn, 5 viên. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, Kim Lãnh Nhạn thấy vậy 5 viên đan dược, trong mắt cũng là khẽ run lên. Kim tiểu thư, ngươi cảm thấy cái này 5 viên có thể đấu giá nhiều ít? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Chí ít 1 tỷ, Kim Lãnh Nhạn nhìn đan dược nuốt nước miếng một cái, nói, nhưng là vật lấy hiếm là quý. Như muốn thực hiện đan dược lớn nhất giá trị, ta đề nghị chỉ vỗ 1 viên. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới Kim Lãnh Nhạn diễn cảm, hắn cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ngoài ra 4 viên đan dược,
Kim tiểu thư ra giá đi. Kim Lãnh Nhạn ngực có chút phập phồng, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, cái này 4 viên ngươi dự định đơn độc bán cho ta Kim gia. Bất chi bất giác, liền gọi đều thay đổi. Diệp Thần gật đầu một cái, chẳng qua là không biết ngươi Kim gia có ăn hay không hạ. Kim Lãnh Nhạn vội vàng từ trong túi sách lấy ra một bản thẻ ngân hàng, đối với Diệp Thần cung kính nói, Diệp tiên sinh, cái thẻ này là 1 tỷ, mật mã 256.678, là trên người ta hiện hữu tài sản, dùng để mua Diệp tiên sinh cái này 4 viên đan dược. Dĩ nhiên cái này xa xa không đủ, cho nên hơn nữa một cái điều kiện. Bắt đầu từ bây giờ, ta Kim gia thiếu Diệp tiên sinh một cái ân huệ, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, chúng ta Kim gia đều nguyện ý giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần gật đầu một cái, nguyên bản 5 viên đan dược thấp nhất 1 tỷ, bây giờ đơn độc bán, 4 viên 1 tỷ hơn nữa Kim gia một cái ân huệ, không tính là quá thua thiệt. Cứ như vậy đi, còn như bán đấu giá viên kia, đến lúc đó ngươi chuyển tiền đến trong tấm thẻ này là được. Diệp Thần đứng dậy rời đi, bởi vì là hội đấu giá không sai biệt lắm bắt đầu. Diệp tiên sinh, đi thong thả. Cùng Diệp Thần rời đi sau đó, Kim Lãnh Nhạn nhìn lòng bàn tay đan dược rơi vào trầm tư. Hồi lâu, nàng phát hình một cú điện thoại, phân phó nói, giúp ta điều tra một người, hắn kêu Diệp Thần, ta muốn hết thảy tin tức của hắn, bao gồm nửa năm qua này, hắn tiếp xúc người bất kỳ. Diệp Thần chạy tới thời điểm đấu giá, phát hiện sớm lại bắt đầu. Hắn rất nhanh liền thấy Hạ Nhược Tuyết và Chu Tử Huyên, bên cạnh hai người có một cái chỗ trống, hiển nhiên là hắn. Hắn đi tới, đặt mông ngồi xuống. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp kinh ngạc nhìn Diệp Thần, sau đó cười nói tiền góp đủ rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, quyên góp 1 tỷ, coi như không tệ. Phốc, bên cạnh đang uống nước Chu Tử Huyên trực tiếp phun ra ngoài. Hạ Nhược Tuyết liếc một cái Diệp Thần, mới một hồi không gặp, người cái này hay khoe khoang công pháp ngược lại là trường tiến không thiếu à, người vậy phá phương thuốc có thể bán 1 tỷ. Người xem, Tử Huyên đều không tin. Diệp Thần cũng không dự định để ý tới Hạ Nhược Tuyết, trực tiếp nhìn về phía trên đài. Giờ phút này đang đấu giá một bộ danh họa, giá cả đã xào đến 40 triệu, cuối cùng từ một vị mang mắt kiếng trung niên nam tử vỗ xuống. Cái kế tiếp món đồ đấu giá là khâu thứ nhất cuối cùng một kiện, gọi là tinh thần chi lệ, là tỉnh Chiết Giang Châu báu đại sư Đinh Nguyên Sương lúc còn sống cuối cùng một kiện tác phẩm, đáng tiếc chỉ là một bán thành phẩm. Nghe nói Đinh lão tiên sinh ở sinh mạng một khắc cuối cùng muốn đem nó hoàn thành, đưa cho ngoại tôn nữ của mình. Đáng tiếc, còn chưa hoàn thành liền dạo chơi tiên hồ. Món đồ đấu giá này mệnh đồ đa xuyến, mấy năm trước bất ngờ bị trộm, lần trước xuất hiện ở 5 năm trước nước Pháp hội đấu giá, lần này bị một vị hải ngoại siêu tầm cống hiến ra. Giá khởi đầu 60 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2 triệu. Diệp Thần vốn là đối với vật này không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng là giờ phút này, hắn kinh ngạc phát hiện bên cạnh Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại một mực đang run rẩy. Hắn xoay người, nhưng phát hiện thời khắc này Hạ Nhược Tuyết trong mắt ửng đỏ, một giọt nước mắt theo gò má nhỏ xuống, nàng vậy ngón tay nhỏ nhắn gắt gao bắt tay vịn, trong mắt chặt nhìn chăm chú trên đài tinh thần chi lệ. Kích động đến mức tận cùng. Diệp Thần vậy nhìn về phía trên đài tinh thần chi lệ. Chẳng lẽ người chủ trì trong miệng nói câu chuyện là thật? Hạ Nhược Tuyết chính là Đinh Nguyên Sương cháu ngoại gái. 65 triệu. Một cái ăn mặc Âu phục cậu ấm ngay tức thì hô. Đinh Nguyên Sương nhưng mà hoa hạ cao cấp châu báu đại sư, hắn đời người cuối cùng một kiện tác phẩm, đủ để giá trên trời. Hơn nữa tác phẩm vẫn là không hoàn thành, không lành lặn đẹp, tại thị trường giá chỉ có chút thời điểm vượt xa hoàn chỉnh dây chuyền. 68 triệu. Ninh Ba Đỉnh Đỉnh nổi danh siêu tầm đại sư Đào Nguyên cũng là lấy ra bảng. 70 triệu. Hạ Nhược Tuyết nghe bên tai không ngừng vang lên thanh âm, môi đỏ mỏng khẽ cắn. Nàng có chút hận. Tại sao hết lần này tới lần khác lúc này và Hạ gia quyết liệt? Nếu như đổi thành trước kia, nàng coi như đem tập đoàn Hoa Mỹ bán đi, vậy muốn bắt cái này tinh thần chi lệ. Nhưng là bây giờ, nàng căn bản không cầm ra vỗ xuống vật này tiền. Nàng theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần, vốn còn muốn để cho Diệp Thần hỗ trợ, nhưng là làm hắn vang lên bên tai 92 triệu thời điểm, nàng một tia hy vọng cuối cùng tan biến. Bây giờ, liền Diệp Thần cũng không có tư cách vỗ xuống.
Diệp Thần tự nhiên chú ý tới Hạ Nhược Tuyết khẩn trương, hắn đứng dậy, nói ta đi đi nhà vệ sinh. Được, Hạ Nhược Tuyết khá là thất lạc. Không lâu lắm, Diệp Thần liền tìm được Kim Lãnh Nhạn, cũng không nói nhảm, trực tiếp để cho Kim Lãnh Nhạn tìm một cái thân phận đem tinh thần chi lệ vỗ xuống. Kim Lãnh Nhạn rất là tò mò, hắn có thể nhìn ra Diệp Thần trên người có chút tu vi, hẳn là cổ võ giả. Nhưng là cổ võ giả vỗ loại này phổ thông đồ trang sức là làm gì? Chẳng lẽ đưa người phụ nữ? Như vậy đi, Diệp tiên sinh, cái điện thoại di động này ngươi cầm, nếu như tiếp theo có bất kỳ muốn đập, không tiện ra tay, đều có thể thông qua cái điện thoại di động này liên lạc ta, ta phái người giúp ngươi kêu giá. Kim Lãnh Nhạn nói. Diệp Thần nhận lấy điện thoại di động, ngược lại là đối với cái này Kim Lãnh Nhạn có vẻ hảo cảm. Xem ra sau lưng nàng gia tộc để cho nàng nắm trong tay cái này buổi đấu giá không phải không có lý do. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, bây giờ tinh thần chi lệ kêu giá đã đạt tới 96 triệu, xin hỏi, người ranh giới cuối cùng là nhiều ít, ta cảm thấy 100 triệu hẳn chấm dứt. Kim Lãnh Nhạn nói. Diệp Thần trong mắt híp lại, suy nghĩ một chút, cuối cùng nghiêm túc nói, trực tiếp ra giá 200 triệu. Nếu như còn có người tiếp tục cùng vỗ, lại thêm 100 triệu. Nghe được câu này, Kim Lãnh Nhạn thân thể tại chỗ sợ run tại chỗ. Mặc dù nàng biết Diệp Thần bây giờ ít nhất có 1 tỷ tiền mặt lưu, nhưng là tiền cũng không phải như thế lãng phí. Dây chuyền kia căn bản không có một tia linh khí, tại sao còn muốn như vậy tới? Một phút sau đó, phòng đấu giá. Diệp Thần đã trở về vị trí trên. Trên trận cuối cùng một kiện món đồ đấu giá chỉ còn lại 2 người đang gọi giá cả. Một người trong đó cũng đã tính táo lại. Tinh thần chi lệ cố nhiên giá trị văn hoa, nhưng là lên 100 triệu chính là hao tổn mua bán. Người chủ trì gõ một nền, nói 98 triệu, một lần. Có còn hay không cao hơn? 98 triệu, hai lần. Cái đó ra giá cậu ấm, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười. Nếu như còn nữa người so hắn cao 2 triệu, hắn vậy sẽ tiếp tục vỗ. Hắn ranh giới cuối cùng là 140 triệu. Tất cả mọi người tại chỗ cũng lấy là cái này tinh thần chi lệ chẳng qua là châu báu dây chuyền mà thôi, sai hoàn toàn. Chỉ có hắn biết, cái này tinh thần chi lệ không riêng gì châu báu, vẫn cùng tỉnh Chiết Giang Hạ gia có rất lớn liên lạc. Hắn thậm chí còn biết Hạ Nhược Tuyết cũng ở đây hiện trường. Đến lúc đó mình vỗ xuống vật này, rồi đưa cho Hạ Nhược Tuyết, Hạ Nhược Tuyết tâm hồn thiếu nữ tối tăm rất nhiều. Nói không chừng gia tộc hắn là có thể mượn Hạ gia lên như diều gặp gió. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết cũng là nhìn về phía cái đó gọi giá cao nhất cậu ấm, mày liễu khẽ nhăn mày. Nàng trong lòng đã quyết định quyết tâm, bỏ mặc cuối cùng là ai vỗ xuống, nàng cũng phải không tiếc bất cứ giá nào bắt lại vật này. Người chủ trì gặp không có ai tiếp tục gọi giá cả, vừa định hạ nện, một đạo giọng nữ từ phòng đấu giá trong radio vang lên. Một vị không muốn tiết lộ tên họ tiên sinh ra giá 200 triệu. Nghe được 200 triệu, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này còn chưa hoàn thành tinh thần chi lệ, lại có thể sẽ có người ra 200 triệu. Cái này mẹ hắn điên rồi sao? Có tiền không địa phương hoa? Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, lại là theo bản năng bưng kín miệng mình, không để cho mình gọi ra. Mà giờ khắc này vậy kêu là giá cao nhất cậu ấm sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Nửa đường giết ra cái trần rào kim, hoàn toàn cắt đứt hắn kế hoạch. Mấu chốt hắn không thể nào tiếp tục gọi giới à. 200 triệu, lần đầu tiên. 200 triệu, lần thứ hai. 200 triệu, lần thứ ba. Đồng ý, để cho chúng ta chúc mừng vị này. Ngạch, không muốn tiết lộ tên họ tiên sinh. Tất cả mọi người diễn cảm cổ quái. Duy chỉ có Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười thần bí. Mấy ngày trước hắn từ Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết trong lúc nói chuyện phiếm hiểu được, tựa hồ Hạ Nhược Tuyết sinh nhật đến nhanh. Đã như vậy, sẽ dùng sợi dây chuyền này, đưa cho nàng đi. Ngay tại lúc này, cái đó cậu ấm tựa như nổi điên đứng lên, làm sao có thể sẽ có người ra 200 triệu. Nhất định là các người hội đấu giá dở trò quỷ. Lời còn chưa nói hết. Ăn mặc kỳ bào Kim Lãnh Nhạn liền xuất hiện ở phòng đấu giá. Lạnh như băng hết sức thanh âm vang lên, ngươi là đang chất vấn ta Kim gia. Tất cả mọi người tại chỗ khi thấy Kim Lãnh Nhạn, không khỏi chấn động bố trí. Bởi vì là Ninh Ba võ đạo gia tộc Kim gia phát ngôn viên, rốt cuộc xuất hiện.
Vậy cậu ấm mặc dù không biết cô gái trước mặt là ai, nhưng là hắn xem hiểu người chung quanh phản ứng, vội vàng nói, không. Không phải. Kim Lãnh Nhạn hừ lạnh một tiếng, người đâu, đem cái này lôi ra, cắt đứt tay chân. Vô cùng thô bạo. Đây chính là cổ võ Kim gia nội tình. Vậy cậu ấm một giây kế tiếp liền bị hai cái ăn mặc trung sơn trang người đàn ông mang đi. Hắn điên cuồng vùng vẫy, lại là hô lớn, ta là Khâu Minh Khải, các người không thể động ta. Kim Lãnh Nhạn ánh mắt lạnh như băng, lại nói, Ninh Ba Khâu gia từ nay về sau không thể lại bước vào hội đấu giá trăm bước, người vi phạm, giết. Chỉ một hai câu, sẽ để cho chàng thượng không khí ngột ngạt liền đứng lên. Ninh Ba giống vậy gia tộc tự nhiên không biết Kim Lãnh Nhạn thân phận, chỉ có cổ võ giả cùng với gia tộc cao cấp biết Kim gia cái này hai chữ ở Ninh Ba ý vị như thế nào. Sau đó, Kim Lãnh Nhạn nhìn một cái chỗ ngồi Diệp Thần, liền lên tới giữa sân khấu, tiếp theo, ta tuyên bố, bắt đầu quay buổi đấu giá giai đoạn thứ hai. Không quá ta cho mọi người một cái nhắc nhở, lần này áp trục vật, không còn là Bách Thảo Đỉnh, có như nhau mới món đồ đấu giá thành tựu áp trục. Lời này vừa nói ra, có chút hướng về phía Bách Thảo Đỉnh mà đến người đồng loạt biến sắc. Bọn họ bây giờ không dám cô độc ném một cái, nếu Kim Lãnh Nhạn như thế nói, cái cuối cùng áp trục vật tất nhiên so Bách Thảo Đỉnh còn chân quý. Kiện thứ nhất món đồ đấu giá, Kim Cọng Y, giá bắt đầu 90 triệu. Thứ bảy kiện món đồ đấu giá, Mạc Thức Kiếm Pháp, giá khởi đầu 150 triệu. 160 triệu. 180 triệu. Diệp Thần đối với những vật khác một chút cũng không cảm thấy hứng thú, đối với hắn mà nói, phần lớn là một ít đồ vô dụng. Vậy Kim Cọng Y, cũng hoặc là những công pháp khác bí tịch, ở hắn trong mắt và rác dưới không có gì khác biệt. Nhưng là lại bị những thứ này cổ võ giả giành cướp. Xem ra Hoa Hạ và chỗ đó chênh lệch quá xa, đám người này lấy là cao cao tại thượng, nhưng không biết ở chỗ đó bọn họ nhỏ bé như ở trước mắt ai. Mạc Thức Kiếm Pháp cuối cùng bị một vị nữ sĩ vỗ đi, giá cả ở 280 triệu. Kim Lãnh Nhạn ánh mắt sẽ lơ đãng rơi vào Diệp Thần trên mình, nàng phát hiện cho đến bây giờ, mà Diệp Thần một lần cũng không có ra khỏi giá cả, chẳng lẽ tên này chỉ đối với vậy tinh thần chi lệ cảm thấy hứng thú. Không nghĩ nhiều nữa, nàng để cho ba vị võ giả mang tới một cái to lớn cái dương, mở dương ra, chính là một tôn đồng xanh cổ đỉnh. Đây là lúc đầu áp trục món đồ đấu giá, bây giờ là thứ hai đếm ngược kiện, nó là ta Kim gia ở Thần Nông núi bất ngờ nơi được, đỉnh này kêu Bách Thảo Đỉnh, có thể luyện chế dược vật, cũng có thể thành tựu siêu tầm, giá khởi đầu 300 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Oanh! Giờ khắc này, Diệp Thần con ngươi tràn đầy nóng bỏng, hô hấp dồn dập. Bởi vì là trên đài vậy tôn Bách Thảo Đỉnh chính là hắn mơ tưởng cầu mong đan đỉnh. Mấu chốt phẩm cấp không thấp. Diệp Thần bên tai đã vang lên từng đạo ra giá. Ngắn ngủi 5 phút đã đến 400 triệu. Có thể gặp phần lớn người cũng là hướng về phía cái này Bách Thảo Đỉnh tới. Nếu như không phải là phía sau còn có một kiện quan trọng hơn món đồ đấu giá, tình cảnh chỉ biết càng không cách nào khống chế. Diệp Thần trong mắt híp lại, trực tiếp phát tài cái tin nhắn ngắn cho Kim Lãnh Nhạn, để cho nàng bắt lại Bách Thảo Đỉnh. Trên sân khấu, thấy tin nhắn ngắn Kim Lãnh Nhạn khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cực kỳ hấp dẫn nụ cười. Rốt cuộc vẫn là ra tay à, xem ra người đối với cái này Bách Thảo Đỉnh thế ở tất được, chẳng lẽ là sau lưng người luyện đan sư để cho người đập. Kim Lãnh Nhạn dĩ nhiên không biết lấy là Diệp Thần là luyện đan sư. Như vậy trẻ tuổi, làm sao có thể hiểu luyện đan môn học vấn này. 430 triệu. 440 triệu. Giá cả còn đang kéo dài tăng giá, nhưng là kêu giá người đã không nhiều lắm. Đến nơi này cái phương diện, đều là có lý trí người, sẽ phân tích lợi ích trước mắt. Kim Lãnh Nhạn nhìn lướt qua, khi phát hiện người ra giá, hơi ngẩn ra, lại là người tương gia. Ninh Ba chỉ có ba cái võ đạo gia tộc, trừ nàng Kim gia, chính là Tưởng gia và Mạnh gia. Mà bây giờ ra giá chính là Tưởng gia tam công tử, Tưởng Văn Lâm. Tưởng Văn Lâm danh tiếng không tốt lắm nghe, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn đồ mong muốn, cũng biết không từ thủ đoạn nào đạt được. Nếu như Diệp Thần thật vỗ xuống vật này, tất nhiên sẽ ra việc lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Kim Lãnh Nhạn vội vàng phát tải cái tin nhắn ngắn cho Diệp Thần, cho biết liền chuyện nghiêm trọng.
Nàng vốn lấy là Diệp Thần sẽ buông tha, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần chỉ hồi phục một chữ vỗ. 100.000 mua ngươi đan dược, ta chiếm tiện nghi lớn, thôi, đến lúc đó giúp ngươi ngăn cản một lần đi. Kim Lãnh Nhạn lẩm bẩm nói. Trên trận, Tưởng Văn Lâm lần nữa ra giá, 460 triệu. Nhưng là rất nhanh, trong radio liền vang lên một giọng nói, một vị không muốn tiết lộ tên họ tiên sinh ra giá 500 triệu. Toàn bộ phòng hội nghị nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều lấy là ngày đó giá cả vỗ xuống tinh thần chi lệ người thần bí không phải cổ võ giới. Nhưng là bây giờ xem ra, lộ vẻ lại chính là. Tên này là điên. Nhất định phải đánh loạn cái này buổi đấu giá tiết tấu. Tưởng Văn Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn một cái radio, hừ lạnh một tiếng, ra giá nói, 500 triệu 30 triệu. Lời mới vừa kết thúc, radio lại vang lên. Một vị không muốn tiết lộ tên họ tiên sinh ra giá 600 triệu. Trời à! Cái này mẹ hắn là tới gây chuyện đi. Đúng trăm triệu thêm. Cái này Bách Thảo đỉnh 500 triệu đã coi là đầu, lại có thể lại bắt đầu. Lần này trực tiếp 600 triệu. Chơi một giám à! Tưởng Văn Lâm sắc mặt tái xanh, ở hắn xem ra, cái này radio người sau lưng không thể nghi ngờ là đang đối với hắn tưởng ra khiêu khích. Hắn trực tiếp đứng lên, ánh mắt quét nhìn toàn trường, không chút khách khí uy hiếp nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, tại sao trốn trốn tránh tránh không dám đi ra gặp người. Nếu như ngươi còn dám tăng giá, ta tưởng ra tất nhiên sẽ tìm được ngươi. Để cho ngươi hối hận hôm nay hành vi. Uy hiếp trắng trợn. Tưởng Văn Lâm ngồi xuống, lần nữa kêu giá, 600 triệu 10 triệu. Đây là hắn lằn danh. Đột nhiên, radio lại vang lên. Một vị không muốn tiết lộ tên họ tiên sinh ra giá 700 triệu. Toàn bộ phòng hội nghị rơi vào yên tĩnh như chết. Bành! Tưởng Văn Lâm một trưởng vỗ ở trước mặt trên bàn, khoảnh khắc ở giữa, đúng cái bàn gỗ đỏ hóa là nghiền, có thể gặp lực lượng này có kinh khủng dường nào. Điều này đại biểu hắn tưởng ra tức giận. Trên đài Kim Lãnh Nhạn nhìn một cái mặt không cảm giác Diệp Thần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gõ nện nói, 700 triệu, lần đầu tiên. 700 triệu, lần thứ hai. 700 triệu, lần thứ ba, đồng ý. Dưới đài Diệp Thần hưng phấn quả đấm nắm chặt, cuối cùng đạt được đan đỉnh. Hắn tự nhiên chú ý tới Tưởng Văn Lâm. Người khác có thể kiêng kỵ hắn tưởng ra, nhưng là hắn Diệp Thần cũng sẽ không. Nếu như cái này Tưởng Văn Lâm thật đắc tội mình, hắn không ngại đem điều này cái gọi là tưởng ra, nhổ tận gốc. Kim Lãnh Nhạn cũng không muốn mọi người ở trong chuyện này dừng lại. Vỗ tay một cái ông già ngay tức thì đem một cái hộp thận trọng cầm tới. Nàng nhìn một cái hộp, hướng về phía mọi người dưới đài nói, vật này là ta Kim gia mới vừa lấy được, dùng giá trị liên thành cũng không quá đáng. Mọi người không ngại đoán một chút xem là cái gì. Phía dưới nhất thời vang lên vô số đạo thanh âm. Một phút sau đó, Kim Lãnh Nhạn lắc đầu một cái, mọi người cũng đoán sai rồi. Kim tiểu thư. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói đi. Phía dưới có người cuống cuồng nói. Kim Lãnh Nhạn cười một tiếng, trực tiếp mở hộp ra, một cổ đậm đà đan thơm ngay tức thì tràn ra. Nàng vạch trần đáp án nói. Vật này do ta Kim Lãnh Nhạn tự mình giám định, là một quả chính cống đan dược. Giá khởi đầu 400 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 30 triệu. Lời này vừa nói ra, trên trận mười mấy người đứng lên. Hô hấp dồn dập, con người rối rít nhìn về phía trên đài đan dược. Đan dược không chỉ có thể chữa thương, cũng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Cái này ở Hoa Hạ võ đạo giới cơ hồ là vật trong truyền thuyết à. Trời ạ, bây giờ lại có thể ở hội đấu giá lên vấn thế. Nếu như người khác tuyên bố bọn họ có thể không tin, nhưng là Kim Lãnh Nhạn tự mình giám định, tại sao có thể là giả? Yên tĩnh nhất thời sau đó. Mười mấy người bắt đầu điên cuồng kêu giá. Từ 400 triệu ngay tức thì đến 500 triệu, 500 triệu lại đến 600 triệu. Diệp Thần, vật này thật trị giá nhiều tiền như vậy sao? Hạ Nhược Tuyết nhỏ hơi kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hội đấu giá điên như vậy cuồng. Ách, ta quên ngươi ngày hôm nay mới vừa tiếp xúc tới cái này phương diện. Chỗ ngồi Diệp Thần sắc mặt có chút cổ quái. Mặc dù vật lấy hiếm là quý. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy mình bán cho Kim gia đan dược, giá cả quá thấp. Bất quá hắn vậy không thèm để ý,
dẫu sao đan dược này giá cả càng cao, Kim gia thiếu hắn nhân tình lại càng lớn. Trên trận đi qua kịch liệt vô cùng sốt ruột, viên thuốc đó cuối cùng lấy 800 triệu giá cả đồng ý. Để cho Diệp Thần cảm thấy buồn cười là, vỗ xuống nó lại là chính là vậy Tưởng Văn Lâm, phỏng đoán tên này mới vừa rồi hỏi trong nhà lại cầm mấy trăm triệu. Hội đấu giá kết thúc mỹ mãn. Tiếp theo chính là khách sạn dạ tiệc. Diệp Thần, dạ tiệc chúng ta liền không tham gia đi, vừa vặn cùng nhau trở về. Hạ Nhược Tuyết nói, đúng rồi, ngươi không phải nói có 1 tỷ sao, làm sao từ đầu tới đuôi không xem ngươi vỗ qua một kiểu đồ. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, ngươi trước cùng Chu Tử Huyên trước trò chuyện một chút, ta đi đi nhà vệ sinh. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp có chút không biết làm sao, Diệp Thần, ngươi có phải hay không thận không được đâu, đi tiểu nhiều lần mắc đái đi tiểu vô tận. Có được hay không, có bản lãnh buổi tối ngươi tự mình cảm thụ một chút. Nói xong câu này nói, Diệp Thần rời đi, chỉ để lại gương mặt có chút ửng đỏ Hạ Nhược Tuyết. Không không một căn hộ. Diệp Thần gặp được Kim Lãnh Nhạn. Kim Lãnh Nhạn đưa ra một bản thẻ, nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, trong tấm thẻ này có 1,5 tỷ, 800 triệu là đấu giá nơi được, còn dư lại 700 triệu là ta phụ thân để cho ta cho ngươi. Dĩ nhiên cái đó người Kim gia tình vẫn còn ở, dẫu sao vẫn là Diệp tiên sinh thua thiệt. Diệp Thần nhận lấy thẻ ngân hàng, không có chút nào khách khí. Vậy Bách Thảo Đỉnh làm thế nào? Kim Lãnh Nhạn đưa ra một tờ giấy, Diệp tiên sinh, vì an toàn dậy gặp, ngài đem địa chỉ và điện thoại viết ở phía trên, buổi tối ta sẽ đích thân phái người đưa đến. Được, Diệp Thần viết xuống điện thoại cùng với Thompson Riviera địa chỉ. Diệp tiên sinh, dạ tiệc lưu lại sao? Cha muốn mời ngài ăn bữa cơm. Kim Lãnh Nhạn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần cự tuyệt. Dạ tiệc sẽ không ăn, bạn ta đã đem cơm làm xong, bên ngoài đồ không chắc quá chịu. Đúng rồi, nhớ trễ lên đúng lúc đem đồ vật gửi tới đây. Diệp Thần giao phó xong liền chuẩn bị rời đi. Kim Lãnh Nhạn sắc mặt có cái gì không đúng, hắn phụ thân dạ tiệc, Ninh Ba ai dám cự tuyệt. Vô số võ đạo cường giả ước gì và hắn phụ thân cùng đi ăn tối. Kết quả thằng nhóc này ngược lại tốt, trực tiếp cự tuyệt. Hắn chẳng lẽ lấy là vỗ xuống Bách Thảo Đỉnh, liền hoàn toàn xong chuyện. Hắn phụ thân mời hắn ăn cơm, hoàn toàn là ở cứu hắn à. Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi mặc dù lấy được Bách Thảo Đỉnh, nhưng là ngươi cũng phải có tư cách thủ được à. Đắc tội Tưởng gia, ngươi không có thực lực cường đại che chở, chính là tìm chết. Ta Kim gia đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng. Khách sạn Thiên Hy lầu 5, phòng giám sát và điều khiển. Ba cái quản lý theo dõi bảo an đã ngã trên đất. Tưởng Văn Lâm bắt chéo chân ngồi, trong tay thận trọng cầm một cái hộp, mà trong hộp bất ngờ nằm một viên mùi thuốc đậm đà đan dược. Ngày hôm nay ngược lại là không nghĩ tới thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn, viên thuốc này thơm cực kỳ thuần khiết, và ta tưởng ra chân tàng những đan dược kia hoàn toàn bất đồng, có chút ý tứ. Tưởng Văn Lâm bên cạnh ông già cũng là lên tiếng nói, thiếu gia, căn cứ đan này văn tới xem. Đan dược này chính xác luyện chế thời gian hẳn ở 10 ngày bên trong. À, cũng không biết Kim gia này nơi nào làm tới đồ, Kim gia đầu này cáo già lại có thể nguyện ý đem đan dược tốt như vậy lấy ra vỗ. Chẳng lẽ Kim gia đã nắm trong tay đan dược gì đường dây? Tưởng Văn Lâm lẩm bẩm nói. Ông già lại nói, thiếu gia nói loại này có khả năng lớn vô cùng, Kim Lãnh Nhạn người này mặc dù là một người cô gái. Nhưng là bất kể thực lực vẫn là mưu lược nếu so với Kim gia những người khác cao hơn không thiếu, Kim gia đem nàng đẩy tới đầu gió đỉnh sóng trên là có lý do. Nếu như Kim gia lần này thật nắm trong tay đan dược nguồn, tất nhiên sẽ quăng ra Tưởng gia một lớn một khúc. Tưởng Văn Lâm trong con ngươi lộ ra một tia lạnh như băng, chợt quay đầu nhìn về phía đang tra tìm theo dõi nam tử, chất vấn ta để cho ngươi tra sự việc, có kết quả chưa? Nam tử gật đầu một cái. Cầm trong tay khảo tốt văn kiện máy tính bảng đưa cho Tưởng Văn Lâm. Máy tính bảng trên hiện lên 3 bức họa. Diệp Thần lần đầu tiên tiến vào Kim Lãnh Nhạn căn hộ. Diệp Thần ở hội đấu giá lúc lại tiến vào Kim Lãnh Nhạn căn hộ. Diệp Thần mới vừa rời đi căn hộ. Người đàn ông tiếp tục nói, thiếu gia, dựa theo khách sạn quản chế tới xem, cái này chắc là cướp đi chúng ta Bách Thảo Đỉnh người, thậm chí đan dược cũng có thể tới từ này. Tưởng Văn Lâm lập tức đứng lên, trong mắt mang ý định giết người và nóng bỏng cái gì.
đều là người này, ngươi chắc chắn. Người đàn ông kia do dự một chút, vẫn là nói, Bách Thảo Đỉnh và đan dược đối với Kim gia mà nói đều là đại sự, Kim Lãnh Nhạn hẳn sẽ tự mình hỏi tới, ta đều lấy quản chế, ngày hôm nay Kim Lãnh Nhạn chỉ gặp qua người đàn ông này, cho nên người đàn ông này hiểm nghi lớn nhất. Tưởng Văn Lâm nhìn trong hình Diệp Thần cười lạnh một tiếng, liền ta tưởng ra đồ cũng dám động, ta xem ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đi, ta ngược lại là phải sẽ ném thằng nhóc này, hắn có cái gì sức động ta tưởng ra đồ. Tưởng Văn Lâm rời đi phòng giám sát và điều khiển sau đó, Kim Lãnh Nhạn cũng tới đến phòng giám sát và điều khiển, chuẩn bị dọn dẹp quản chế tư liệu. Trước kia chuyện này đều là giao cho người làm đi làm, nhưng là lần này, nàng quyết định tự mình động thủ. Nhưng là khi nàng nhìn thấy phòng giám sát và điều khiển nằm ngang mấy người an ninh lúc đó, mặt liền biến sắc. Nàng hiển nhiên tới trễ. Hơn nữa xông vào phòng giám sát và điều khiển tất nhiên là Tưởng gia. Diệp Thần gặp nguy hiểm. Mặc dù Diệp Thần cự tuyệt phụ thân giả tiệc, nhưng là bọn họ Kim gia ở đan dược lên chiếm tiện nghi, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Kim Tiềm. Tiểu thư, ta ở. Một cái trung niên chàng trai nói. Đi theo Diệp Thần bọn họ, nếu như tên này có nguy hiểm tánh mạng, liền ra tay một lần cứu hắn, cũng coi là còn ta Kim gia thiếu hắn tình. Kim Lãnh Nhạn phân phó nói. Tiểu thư. Cửa khách sạn Thiên Hy. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết cùng đi ra ngoài, Chu Tử Huyên thì yên lặng theo sau lưng, tâm thần không yên. Đi ở phía trước Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Chu Tử Huyên, hỏi, ngươi làm sao trở về? Diệp tiên sinh, ta đón xe. Diệp Thần ngẩn ra, dựa theo của Chu gia nội tình, cái này Chu Tử Huyên mỗi lần xuất hành đều có tài xế chờ, làm sao bây giờ luân lạc tới muốn đón xe? Chẳng lẽ Chu gia thật đã xảy ra chuyện gì? Hắn mới tới Ninh Ba, Chu Nhân Đức vậy giúp hắn rất nhiều, nếu như Chu gia gặp nạn, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần nói. Chu Tử Huyên lắc đầu liên tục, Diệp tiên sinh, không. Không có. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ra, đưa điện thoại di động cho ta. Chu Tử Huyên đàng hoàng làm theo. Diệp Thần đem dãy số thua đi vào, liền trả lại cho Chu Tử Huyên. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại này cho ta, có thể giúp ta tự nhiên sẽ giúp. Chỉ như vậy, ta đi trước. Chu Tử Huyên nhìn Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết rời đi hình bóng, hốc mắt ửng đỏ, không lâu lắm, hắn điện thoại di động reo, khi thấy phía trên điện tới biểu hiện, nàng sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng. Nên tới vẫn phải tới. Diệp Thần. Bé gái đó làm sao một mực kêu ngươi Diệp tiên sinh à, Văn Chiếu Chiếu, thật khó nghe. Hạ Nhược Tuyết cười nói. Mù gọi thôi, gọi ta cũng cảm giác mình là lão đầu. Diệp Thần đứng ở giao lộ chiêu một chiếc xe taxi, mới vừa dự định và Hạ Nhược Tuyết ngồi vào đi, đột nhiên, hắn con người thoáng qua một tia lạnh ý, vội vàng nói với tài xế, sư phụ, chúng ta không ngồi, ngươi đi thôi. Tài xế kia nhất thời cảm giác bị đùa bỡn. Ngươi không ngồi xe, chiêu cái giắm tay à? Hắn vừa định thức miệng mắng to, nhưng là làm quét Diệp Thần trong mắt, miệng hắn vẫn là đàng hoàng khép lại, nhấn cần ga một cái, trực tiếp rời đi. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lóe lên nghi ngờ, Diệp Thần, không phải nói trở về sao? Tại sao lại không đi? Diệp Thần trên người ý định giết người nhất thời biến mất, nhìn một cái chung quanh, trực tiếp kéo Hạ Nhược Tuyết tiến vào một nhà tiệm cà phê Starbucks. Ta đột nhiên đặc biệt nhớ uống cà phê, ngươi cho ta điểm một ly cà phê, sau đó ngồi ở chỗ này cùng ta, được không? Diệp Thần phân phó nói. Ta ngồi ở đây cùng, vậy ngươi làm gì đi à? Hạ Nhược Tuyết sắc mặt khá là cổ quái, không biết tại sao nàng luôn cảm giác ngày hôm nay Diệp Thần là lạ. Diệp Thần cười một tiếng, ta đi đi nhà vệ sinh. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn phục, một mặt hắc tuyến. Cái này Diệp Thần hôm nay là lên mấy lần nhà cầu. Vậy không gặp hắn uống nhiều thiếu nước à? Được rồi, ta trước cho ngươi cà phê điểm, ngươi nhanh lên một chút trở về. Hạ Nhược Tuyết nhẹ giọng nói. Nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền vội vàng rời đi. Này này này, Diệp Thần, tiệm cà phê bên trong không phải có nhà cầu sao, ngươi tại sao đi ra ngoài lên? Cửa đóng lại. Diệp Thần biến mất ở hắn trong tầm mắt. Rời đi tiệm cà phê,
Diệp Thần trên mình vậy người mang nụ cười vô hại hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là lau một cái sát ý lạnh như băng. Hắn vậy lãnh đạm ánh mắt bắn vào rộn rã trong đám người. Các người hẳn không biết ta nguyên tắc, bất kỳ uy hiếp, ta cũng biết bóp chết trong trứng nước. Diệp Thần đốt một điếu thuốc, liền hướng phương hướng Tây Bắc đi, nơi đó không lại có bao nhiêu người, còn có một cái để mấy cái thùng rác ngõ hẻm. Hiển nhiên là đường phố xử lý rác thải đứng. Cách đó không xa. Thiếu gia, thằng nhóc kia thật giống như phát hiện chúng ta. Một vị lão giả nói. Phát hiện, hừ, phát hiện chúng ta thì như thế nào? Tưởng Văn Lâm lạnh lùng nói. Thiếu gia, cái đó tiệm cà phê nữ sinh làm thế nào? Nữ sinh này dáng dấp không tệ, cùng giải quyết thằng nhóc kia, hỏi ra Bách Thảo Đỉnh cùng với đan dược bí mật nói sau. Tưởng Văn Lâm các người rất nhanh cũng là đi theo lên. Không lâu lắm, ba người liền đi tới trong ngõ hẻm, chỉ gặp một người thanh niên dựa lưng vào tường, bóp tắt trong tay khói, sau đó cong ngón tay bắn ra, tàn thuốc vạch qua lau một cái độ cong, trực tiếp lao qua Tưởng Văn Lâm gò má. Đợi các người một phần lẻ 5 giây, cuối cùng cũng tới. Tưởng Văn Lâm theo bản năng sờ sờ mặt gò má, ngay tức thì phát hiện có một đạo nhàn nhạt vết máu, hơi biến sắc mặt. Một cái tàn thuốc lại có thể bắn ra loại này lực lượng. Thằng nhóc kia chẳng lẽ là cao thủ? Chẳng biết tại sao, từ hắn bước vào cái này ngõ hẻm nháy mắt, luôn cảm giác một cổ vô hình khí thế ngưng tụ mà thành. Giống như bọn họ tiến vào người thanh niên kia lãnh vực. Hắn đem trong đầu buồn cười ý tưởng vung tán, từng bước hướng người thanh niên kia đi tới. Toàn bộ Ninh Ba, ở võ đạo lãnh vực trên, trừ Kim gia và Mạnh gia trở ra, cũng chỉ có bọn họ Tưởng gia có quyền phát biểu. Trước mắt thằng nhóc này hắn căn bản không có gặp qua, có thể có thực lực gì. Mới vừa rồi cái đó tàn thuốc chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Nếu như đối phương thật sự có thực lực, còn cần che che giấu giấu vỗ xuống Bách Thảo Đỉnh. Hiển nhiên là sợ đắc tội hắn Tưởng gia mới sẽ làm như vậy. Thằng nhóc, vỗ xuống Bách Thảo Đỉnh chính là đi. Tưởng Văn Lâm giọng có chút lạnh lẽo. Không sai. Diệp Thần không tị hiềm chút nào thừa nhận. Nghe được cái này hai chữ, Tưởng Văn Lâm ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dễ dàng thừa nhận. Cho Kim gia cung cấp đan dược chẳng lẽ cũng là ngươi? Tưởng Văn Lâm thử dò xét nói. Đúng. Diệp Thần vẫn là thừa nhận. Lần này, không chỉ Tưởng Văn Lâm bối rối, sau lưng hắn hai vị Tưởng gia cao thủ vậy bối rối. Trọng yếu như vậy bí mật. Người bình thường đều là lựa chọn đánh chết không thừa nhận à. Dẫu sao, bọn họ lại không thể đem hắn như thế nào. Nhưng là đối phương chỉ như vậy quang minh chánh đại thừa nhận. Hoàn toàn ngoài tất cả mọi người ý liệu. Kẻ ngu sao? Ngại mình số mệnh quá lâu. Nếu như điều bí mật này bị Ninh Ba thậm chí còn toàn bộ tỉnh Chiết Giang võ đạo cao thủ biết, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tưởng Văn Lâm thậm chí có chút hoài nghi thanh niên trước mắt nói chuyện tính chân thực. Vỗ xuống Bách Thảo Đỉnh chính là, cái này ta chắc chắn, nhưng là tại sao ngươi phải thừa nhận hội đấu giá đan dược cũng là ngươi cung cấp? Ngươi biết đan dược ở Hoa Hạ ý vị như thế nào sao? Ta phỏng đoán ngươi loại rác dưới này liền đan dược là cái gì cũng không biết đi. Tưởng Văn Lâm thanh âm có chút lạnh ý, ở hắn xem, thằng nhóc này tất nhiên đang đùa hắn. Phải không? Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, một giây kế tiếp, trực tiếp móc túi ra một cái đan dược. Ròng rã một cái. Vậy, những đan dược này, đủ chứng minh sao? Giờ khắc này, Tưởng Văn Lâm và còn lại hai vị Tưởng gia cao thủ giật mình, toàn bộ ngõ hẻm rơi vào như chết yên lặng. Bọn họ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay đan dược, một bó to đan dược. Gắt gao nhìn chằm chằm. Giống như pho tượng. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám hô hấp. Chỉ vì là thằng nhóc kia trong tay thật sự là đan dược à. Có đan văn đan dược à. Thật lâu, Tưởng Văn Lâm mới tỉnh hồn lại, trong mắt lại là sinh ra một tia sát cơ lạnh như băng. Ở hắn xem ra, những đan dược kia đều là thuộc về hắn. Thằng nhóc này căn bản không có tư cách. Một khi hắn đạt được những thứ này, tương lai Tưởng nhà trước gia chủ tất nhiên là hắn. Hắn ngẩng đầu lên. Khóe miệng lộ ra lau một cái lạnh người nụ cười, thằng nhóc, người rất có giác ngộ, giao ra những đan dược này, sau đó nói cho ta đan dược nguồn,
ngươi liền có thể làm ta tưởng Văn Lâm bên người chó, toàn bộ Ninh Ba, không ai dám động ngươi con chó này. Diệp Thần duỗi người, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Văn Lâm, nhàn nhạt nói, này, ngươi biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết cửa những thứ này sao? Tại sao? Tưởng Văn Lâm theo bản năng nói. Bởi vì là chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn coi giữ bí mật. Thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Giờ khắc này, thình lình những lời này, để cho ngõ hẻm bầu không khí nhất thời buồn bực. Trong không khí, nhiều hơn vẻ khẩn trương hơi thở. Tưởng Văn Lâm sắc mặt biến thành đen, hắn nhìn lướt qua bên cạnh người đàn ông trung niên, nói Tưởng Mãnh, cắt đứt người này tay chân, mang tới ta trước mặt. Thiếu gia. Lời nói rơi xuống, Tưởng Mãnh động, như tên rời cung vậy xông ra ngoài, cách Diệp Thần còn có 3 mét địa phương, đột nhiên bay lên không, đột nhiên dẫm ở vách tường trên. Thân thể lại có thể mượn quán tính, nhảy một cái 5 mét cao. Sau đó thân thể một chuyển, một chân hung hãn hướng Diệp Thần đè ép xuống. Cái này một chân lực lượng đã đạt đến nửa bước hóa cảnh. Chừng mấy trăm cân lực. Tiếng gió từng cơn. Một khi rơi trên người, không chết cũng tàn tật. Diệp Thần trong mắt ý định giết người càng ngày càng đậm, một khắc sau, trực tiếp ra tay. Không có bất kỳ hoa tiếu gì. Chỉ như vậy vận chuyển chân khí, một quyền đột nhiên hướng phía trên vung đi. Một quyền này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng truyền đến không bạo tiếng. Thậm chí để cho người có dũng khí bầu trời đều phải nổ tung ảo giác. Bỗng nhiên rơi xuống Tưởng Mãnh bỗng nhiên chú ý tới một đạo khí lưu quấn quanh ở đó trong quả đấm, hắn con người bỗng nhiên phóng đại. Bởi vì là khí lưu này là chân khí. Thằng nhóc này lại có chân khí. Hắn muốn lấy lại chân, cũng đã không còn kịp rồi. Bành! Một quyền một chân bỗng nhiên va chạm. Rắc rắc, một tiếng, vang khắp ở toàn bộ ngõ hẻm. Chỉ gặp Tưởng Mãnh đùi phải cơ hồ vặn vẹo, lấy một loại quỷ dị tư thái đập trúng chính hắn trên mặt. Cường đại xé làm cho hắn sống không bằng chết. Cái này còn không là đáng sợ nhất, Tưởng Mãnh còn cảm giác được một cổ năng lượng ở đụng chạm nháy mắt, xuyên thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn cũng không nhịn được nữa, trên không trung phun ra một búng máu, sau đó cả người hướng trên tường đánh tới. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tưởng Mãnh cả người xương cốt đều tựa như vỡ vụn, mềm nằm sấp nằm trên đất. Trong miệng không ngừng hộc máu, cực kỳ thống khổ. Ai có thể nghĩ đến, một cái thằng nhóc chưa dứt sữa chỉ một quyền liền đem nửa bước hóa cảnh Tưởng Mãnh đánh trọng thương. Tưởng Văn Lâm và một ông cụ khác giờ phút này tim tựa như co quắp. Bọn họ gặp qua nhiều ít võ, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua bá đạo như vậy một quyền. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Thần đã từng bước hướng bọn họ đi tới. Tưởng Văn Lâm hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc thúi, dám giết ta người thương gia, người biết ý vị như thế nào sao? Người phụ mẫu, bên cạnh người tất cả mọi người, bao gồm cái đó tiệm cà phê người phụ nữ, đều phải chết. Ninh Ba võ đạo gia tộc không phải ngươi loại này không có thế lực rác dưới có thể chọc. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng đã xuất hiện ở hắn bên tai. Tưởng Văn Lâm sắc mặt đại biến, lão mẫn, cùng tiến lên. Giết người này. Bọn họ hai người đều là tông sư cảnh, ở Tưởng Văn Lâm xem ra, một khi liên thủ, đủ để chém chết thanh niên trước mắt. Thiếu gia. Chỉ gặp cái đó lão mẫn tay áo run một cái, lòng bàn tay của hắn ngay tức thì xuất hiện một cái sắc bén đoạn đao một chuyển, lại là dọc theo một đạo quỷ dị độ cong, hướng Diệp Thần cổ chém tới. Cái này một dao vô cùng chính xác, vô cùng ác độc. Dao rơi. Tất nhiên là máu. Mà Tưởng Văn Lâm cũng là một bước ra, bụi đất nâng lên, mặt đất lại là xuất hiện vết rách, đồng thời một trường vỗ ra, mang theo cuồn cuộn kinh khí, phong tỏa lại Diệp Thần. Thằng nhóc, chết ở ta Tưởng gia bôn lôi trường hạ, cũng là vinh hạnh của ngươi. Diệp Thần nhìn vậy hai món ý định giết người, cười. Như vậy rác dưới thủ đoạn cũng dám gọi võ đạo gia tộc. Hắn chỉ đưa tay ra một cái tay. Nhàn nhạt nói, giết các người, ta một cái tay đủ. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần tay như lôi điện thoáng qua vậy, trực tiếp giữ lại Mẫn giả cổ tay, rắc rắc. Một tiếng, Mẫn lão chỉ cảm thấy một cổ vô hình khí phong tỏa lại hắn. Tay hắn cổ tay vặn vẹo, cơ hồ xoay tròn 360 độ. Nhưng là dao lại bị gắt gao cầm. Một giây kế tiếp,
một cổ dễ như bỡn vậy lực lượng tựa như khống chế được tay hắn và dao. Trở tay gặp lại, trực tiếp hướng Tưởng Văn Lâm đưa ra cánh tay chém tới. Thiếu gia, cẩn thận, cũng đã không còn kịp rồi. Mẫn lão muốn thu hồi tay mình, cũng hoặc là buông dao găm, nhưng phát hiện căn bản không làm được. Trước mặt cái này xa lạ người đàn ông nắm trong tay ở hắn hết thảy. Keng, dao rơi ở trên mặt đất. Nhưng là dao găm nhưng tràn đầy máu tươi. Tưởng Văn Lâm cảm thấy không đúng, cúi đầu vừa thấy, nhưng phát hiện hắn đúng cái cánh tay cũng bị mất. Thân thể máu tươi đang không ngừng dòng nước chảy. Tay ta đâu? Giờ khắc này, Tưởng Văn Lâm luống cuống. Thật luống cuống, hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy. Người thu võ không có tay, sao giết hắn còn thống khổ à? Thằng nhóc này đến tột cùng là làm sao làm được? Mặc dù hắn mới vừa bước vào tông sư cảnh, nhưng là lão Mẫn cũng đã bước vào tông sư 3 năm à. Hai người ngay cả tay lại có thể vẫn không giết được thằng nhóc này. Mấu chốt toàn bộ quá trình đối phương chỉ ra liền một cái tay. Trời à! Thằng nhóc này con mẹ nó là yêu nghiệt sao? Ninh Ba lúc nào có thứ nhân vật như vậy? Vô số sợ hãi vần quanh ở hắn trong lòng, hắn muốn nhấc chân chạy, nhưng là như tình huống như vậy, hắn lấy cái gì chạy? Thiếu gia, ta kéo hắn, ngươi chạy mau, chỉ phải chạy đến hội đấu giá, hắn cũng không dám động ngươi. Nói xong, lão Mẫn quanh thân mang theo kình khí, hướng Diệp Thần đánh tới. Tưởng Văn Lâm không để ý tới cái gì, che mình ứa máu cánh tay, hướng ngõ hẻm bên ngoài chạy đi. Tốc độ cực nhanh, Diệp Thần không có bất kỳ đuổi dự định, mũi chân động một cái, chỉ gặp trên đất chuôi này đoạn đao tựa như đâm rách không khí, bay ra ngoài. Phốc, một tiếng, chính xác đâm vào Tưởng Văn Lâm đùi phải. Không chỉ như vậy, cường đại kinh khí, còn để cho đoạn đao gắng gượng mặc thấu qua. Tưởng Văn Lâm thân thể ngay tức thì mất đi trọng tâm, ngã xuống đất. Diệp Thần đối mặt lão Mẫn ra tay, trực tiếp một chưởng vỗ rớt đối phương một kích, đồng thời, trở tay đập một cái, trực tiếp nắm hắn cổ. Đời sau, chớ chọc đến ta. Rắc rắc, một tiếng. Diệp Thần trực tiếp vặn gãy lão Mẫn cổ. Hắn không biết nương tay, cũng sẽ không thả hổ về rừng. 5 năm trước, hắn vừa mới tới chỗ đó, hắn hiền lành thiếu chút nữa hại chết hắn. Hắn dần dần rõ ràng, cái thế giới này, không có quá nhiều con cái tình dài, cũng không có cái gọi là tốt bụng có hảo báo. Chỉ có nhược nhục cường thực. Ngươi mạnh, vạn nhân thần phục. Ngươi xúc, chó cũng dám leo đến trên mình ngươi kêu. Ngày hôm nay ngươi nhân từ đối với địch nhân, ngày mai, kẻ địch đối với ngươi tàn nhẫn. Giải quyết lão Mẫn, Diệp Thần đi tới Tưởng Văn Lâm trước mặt. Tưởng Văn Lâm liếc xéo đến sau lưng bóng đen, sau lưng không khỏi cấp cấp sinh lạnh. Tưởng ra hai vị cao thủ đều chết hết, cái kế tiếp dĩ nhiên là đến phiên hắn. Ngươi, ngươi không thể giết ta là Tưởng gia tam công tử, ta là Tưởng Nguyên Lễ nhi tử. Ba ta nhưng mà Hoa Hạ tông sư bảng thứ 514 tên. Ngươi giết ta thì chẳng khác nào đắc tội Tưởng Nguyên Lễ. Đắc tội toàn bộ Tưởng gia. Hắn thanh âm cơ hồ kinh hoàng, thậm chí muốn hô vô cùng lớn tiếng, để cho người khác tới cứu hắn. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Hoa Hạ tông sư bảng là thứ gì? Còn có 514 tên. Hoa Hạ có nhiều như vậy tông sư. Nhớ được Chu Nhân Đức ban đầu nói cho hắn Hoa Hạ trên mặt nổi có 50 vị tông sư, 10 vị cao cấp tông sư. Xem ra Hoa Hạ ẩn núp tông sư còn có rất nhiều à. Tưởng Văn Lâm gặp Diệp Thần không có lập tức động thủ, lấy là đối phương sợ. Cũng đúng, Ninh Ba cái nào người thu võ không biết hắn phụ thân. Sợ hãi của hắn dần dần chuyển biến thành âm lãnh, nếu người biết Tưởng Nguyên Lễ, tại sao còn muốn chặt đứt tay ta cánh tay. Lấy thủ đoạn của phụ thân ta, biết ngươi đối với ta như vậy. Ta bảo đảm bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị hắn chặt đứt tay chân. Thực lực của phụ thân ta dõi mắt toàn bộ Ninh Ba chí ít có thể xếp trước 10, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Tưởng Văn Lâm càng nói càng hăng hái. Hắn đang phát tiết, điên cuồng phát tiết. Ngươi nói xong sao, một đạo thanh âm lạnh như băng cắt đứt hắn nói tiếng nói. Tưởng Văn Lâm ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng. Lại là một giọng nói rơi xuống. Tưởng Nguyên Lễ là thứ gì, nếu như hắn dám đánh ta chủ ý, tới như thường chết. Một giây kế tiếp,
Diệp Thần trực tiếp bóp lại Tưởng Văn Lâm cổ, gắng gượng đem hắn xách lên. Bành! Lại là đem Tưởng Văn Lâm thân thể hung hãn đập vào vách tường trên. Tưởng Văn Lâm cả người hét sầm lên, à à à! Ngươi, tên xúc sinh này, ta muốn giết ngươi, giết cả nhà ngươi, à! Rắc rắc! Diệp Thần bỗng nhiên phát lực, Tưởng Văn Lâm xương cơ hồ vặn vẹo. Tưởng Văn Lâm giờ phút này hoàn toàn sống không bằng chết, mặt hắn bàng vặn vẹo dữ tợn. Hắn phát hiện mình gặp ma quỷ, tên ma quỷ này đem hắn hoàn toàn kéo vào vực sâu hành hạ. Mấu chốt đối phương liền mình phụ thân đều không sợ sợ à. Hắn toàn thân lạnh như băng, hắn liếc xéo đến Diệp Thần quanh thân hiện lên một tia màu đỏ sát khí, giống như cửu u địa ngục bò ra ác ma. Van cầu ngươi, thả qua ta. Ta tưởng ra cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Tưởng Văn Lâm hoàn toàn không giúp, hắn không có bất kỳ lựa chọn, hắn thật sợ. Chỉ cần ta tha ngươi, ngươi cái gì đều nguyện ý cho ta, đúng không? Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được câu này, Tưởng Văn Lâm trong mắt xuất hiện một đạo ánh sáng, gật đầu như dã tỏi, đúng đúng đúng, cái gì đều được. Người phụ nữ, kim tiền, địa vị, võ hết thảy đều có thể. Hắn đã không để ý tới cái gì mặt mũi. Chỉ cần hắn có thể sống sót, hắn là có thể tìm phụ thân trả thù, là có thể để cho cái thằng nhóc này sống không bằng chết. Đến lúc đó hắn muốn cho phụ thân giết sạch thằng nhóc này bên người tất cả mọi người. Hơn nữa muốn hắn trơ mắt nhìn bên người người thân từng cái rời đi. Ha ha! Cho nên, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào sống sót. Mà dưới mắt, từ tiểu tử này phản ứng tới xem, có triển vọng. Ngay tại hắn mừng như điên hơn, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, đáng tiếc, ta chỉ muốn mạng ngươi. Tưởng Văn Lâm nghe được câu này, trong mắt trợn to, còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được trên cổ một cổ vô hình kình khí xuyên thấu toàn thân. Vô cùng thống khổ, hắn sắc mặt tái nhợt, rồi sau đó bỗng nhiên phát thanh, cuối cùng chỉ nghe gặp rắc rắc, một tiếng, hắn sức sống hoàn toàn biến mất. Tưởng Văn Lâm. Tưởng gia tam thiếu gia, chết. Diệp Thần đem Tưởng Văn Lâm thi thể ném ở trên mặt đất, ánh mắt lãnh đạm, hắn không phải ma đầu thập ác không tha, hắn chỉ muốn bảo vệ người bên người. Nếu như cái này ba người không chết, có thể Tôn Di cùng với Hạ Nhược Tuyết cũng sẽ xảy ra chuyện. Năm năm này, hắn liều mạng tu luyện, chính là không hy vọng năm năm trước cái loại đó cảm giác vô lực lần nữa xông lên đầu. Mà giờ khắc này, trên nóc nhà. Kim gia Kim Tiềm hoàn toàn mắt thấy hết thảy các thứ này. Hắn vốn là dự định ở Tưởng Văn Lâm giết Diệp Thần thời điểm, xuất thủ cứu Diệp Thần, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương không chỉ không cần cứu, còn dễ như trở bàn tay giết vậy ba người. Thậm chí liền Tưởng gia tam thiếu gia vậy không buông tha. Cái này Diệp Thần không chỉ thực lực ngút trời, thủ đoạn còn tàn nhẫn hết sức. Ninh Ba lúc nào xuất hiện loại này quả quyết sát phạt thiên tài. Chẳng lẽ Ninh Ba cách cục muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi? Hắn cả người run rẩy, một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi bao quanh hắn toàn thân. Hắn thậm chí cảm thấy nếu như mình ở thanh niên kia trước mặt, tất nhiên một chiêu vậy không chịu nổi. Hắn mới vừa muốn rời đi, nhưng phát hiện bên người đã xuất hiện một cái bóng. Xem đủ chưa? Trời ạ, trước mặt chính là vậy sát thần. Hắn lúc nào đi lên? Mắt xem Diệp Thần liền muốn ra tay, một tiếng, Kim Tiềm trực tiếp quỳ xuống. Diệp tiên sinh, không nên giết ta, ta là người Kim gia, là tiểu thư để cho ta tới đây giúp ngươi. Nói ra lời này, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Loại này tuyệt thế cường giả, làm sao biết cần hắn loại cảnh giới này rác rưởi ra tay. Hắn thậm chí hoài nghi, dựa theo thanh niên trước mắt làm việc phong cách, tất nhiên sẽ đem hắn xóa bỏ. Nhổ cỏ tận gốc, Kim Lãnh Nhạn, đúng đúng đúng, à, giúp ta nhắn cho nàng, không muốn mưu toan nhúng tay ta sinh hoạt, nếu không, Kim gia cũng giống vậy. Còn nữa, đem những thi thể này xử lý. Nói xong, Diệp Thần từ nóc nhà trực tiếp nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, lại là giống như một cái không có chuyện gì người như nhau hướng nhà kia tiệm cà phê Starbucks từ từ đi tới. Rời đi ngõ hẻm, bước vào dưới ánh mặt trời. Diệp Thần trên người ý định giết người hoàn toàn tiêu tán, và người bình thường không việc gì khác biệt. Diệp Thần rời đi dòng dã một phút, Kim Tiềm động một cái cũng không có động.
Quần áo hắn giống như trong nước mới vớt ra vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng móc ra túi một máy màu đen điện thoại di động, phát ra một cái số ngắn. Điện thoại thông. Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Tưởng Văn Lâm, chết. Kim Lãnh Nhạn nhận được điện thoại, rất nhanh là đến ngõ hẻm. Làm hắn thấy vậy ba cổ thi thể lạnh như băng, sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Hô hấp cũng thiếu chút nữa ngưng lại. Chết không phải người khác, mà là Tưởng gia Tam thiếu gia. Chuyện này quá lớn, lớn đến toàn bộ Ninh Ba cũng có thể động đất. Đây cũng không phải là bình thường chấn động, chính là một người căn bản không chịu nổi. Kim Lãnh Nhạn ngồi chồm hổm xuống, lật nhìn mấy người thương thế, đôi mi thanh tú nhăn mày dậy. Người xuất thủ thủ đoạn quá mức tàn bạo, nhất định chính là ngược giết, nếu như bị Tưởng gia vị kia biết, tất nhiên tức giận. Kim Tiềm, người đem mới vừa rồi phát sinh mỗi một chuyện, mỗi một chi tiết cũng nguyên vẹn nói cho ta, không thể thất lạc bất kỳ một chút. Kim Lãnh Nhạn vô cùng nghiêm túc. Tiểu thư, mới vừa rồi Diệp tiên sinh đi tới ngõ hẻm. Làm Kim Tiềm đem tất cả đi qua kể xong, Kim Lãnh Nhạn con người xuất hiện một màn sợ hãi trước đó chưa từng có. Một cái tay, một chiêu, sẽ để cho Tưởng ra hai vị tông sư tay cụt. Một người, chỉ cần một người, liền diệt dòng dã ba vị võ đạo cường giả. Lòng dã ác độc, giết tông sư như giết gà. Loại này căn bản chuyện không thể nào chỉ như vậy xảy ra. Mấu chốt vẫn là phát sinh ở một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ trên mình. Nàng không biết Diệp Thần là làm sao làm được, nàng chỉ biết là chuyện này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không do dự nữa, nàng gọi điện thoại cho hắn phụ thân. Chuyện này phát triển đến mảnh đất này bước, căn bản không phải nàng có thể quyết định. Cúp điện thoại, Kim Lãnh Nhạn đối với Kim Tiềm phân phó nói, đem thi thể xử lý xong, sau đó phái bối cảnh sạch sẽ đưa đến Tưởng ra đi. Các người trở về, trực tiếp xóa sạch hết thảy chứng cớ, bao gồm đưa người kia. Kim Tiềm ngẩn ra, đưa đến Tưởng ra. Đó không phải là ý nghĩa ngửa bài. Kim Lãnh Nhạn nhìn vậy ba cổ thi thể, con người vô cùng nặng nề, lẩm bẩm nói, chuyện này không phải ta Kim gia có thể thao túng, nếu như Tưởng gia vẫn là phát hiện Diệp Thần, vậy chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn Diệp Thần làm chuyện, do chính hắn gánh vác. Tiểu thư. Tiệm cà phê Starbucks. Hạ Nhược Tuyết vô cùng buồn chán khuấy động cà phê, khi thấy Diệp Thần xuất hiện, nàng mới thở dài một hơi. Không biết tại sao. Trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Làm Diệp Thần xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng lo lắng trong lòng mới quét một cái sạch, nàng hơi có vẻ tức giận giọng nói, Diệp Thần, người cái này đi nhà cầu thời gian làm sao càng ngày càng lâu, ước chừng 10 phút, người xem, cà phê đều lạnh. Diệp Thần cười một tiếng, rất là ấm áp, và mới vừa rồi trong ngõ hẻm ý định giết người hoàn toàn bất đồng. Sau đó, hắn trực tiếp cầm lên cà phê trên bàn. Lẩm bẩm uống một hơi cạn. Thấy một màn này, Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp trợn to. Nàng sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem cà phê làm nước uống. Diệp Thần đem ly buông xuống, trực tiếp kéo Hạ Nhược Tuyết tay, cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không, hướng bên ngoài đi. Hắn cản hạ một chiếc xe taxi, nói với tài xế, sư phụ, đi khu nhà ở Đại Đô. Chỗ này không biết có hay không người tương gia, rời đi trước thì tốt hơn. Khi ở trên xe, hắn còn phát tài cái tin nhắn ngắn cho Diệp Lăng Thiên, để cho hắn nhiều phái mấy người bảo vệ Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di, thuận tiện từ Diệp Lăng Thiên nơi đó biết một chút Ninh Ba ba đại võ đạo gia tộc cùng với cái gọi là Tông Sư Bảng. Hắn phát hiện Tưởng gia so hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết một ít. Bởi vì là Hoa Hạ cổ võ hệ thống tu luyện từ lúc đầu cũng không kiện toàn. Phân là ngoại kinh, nội kinh tiểu thành, nội kinh đại thành, nội kinh đỉnh phong, nửa bước hóa cảnh tông sư. Thật ra thì cuối cùng, chính là ba cái cảnh giới lớn, ngoại kinh, nội kinh, hóa cảnh, cái này cảnh giới lớn sau lại phân là mấy cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là hóa cảnh sau đó cũng chưa có nhỏ chia, chỉ gọi chung là tông sư. Tông sư thực lực có mạnh có yếu. Sau đó thì có người thành lập một cái Hoa Hạ Tông Sư Bảng phân biệt thực lực cao thấp. Loại cảnh giới này phân chia mới đưa đến Hoa Hạ cổ võ thực lực đình trệ không tiến lên. Thật không bằng mình tu luyện cảnh giới à, ngâm thân thể cảnh, khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh các loại,
mỗi một cảnh giới tổng cộng chia là tầng 9. Rõ ràng, bây giờ mình là khai nguyên cảnh tầng 5, không sai biệt lắm muốn bước vào tầng thứ 6. Nếu như dựa theo cái này Hoa Hạ tông sư bảng tới xếp, 500 tên trước hẳn không có vấn đề. Hắn ngược lại hy vọng cái này Tưởng Nguyên Lễ tìm tới mình, như vậy hắn là có thể làm rõ ràng toàn bộ Hoa Hạ tông sư bảng hàm kim lượng. Nửa giờ sau đó, hai người cuối cùng đến khu nhà ở Đại Đô. Làm xong thức ăn, Tôn Di ngược lại có chút kinh ngạc hai người lại là cùng nhau trở về, bất quá vậy không suy nghĩ nhiều, phỏng đoán hai người ở thang máy đụng phải. Lúc ăn cơm, Tôn Di nghĩ tới điều gì, đối với Diệp Thần nói đùa, tiểu thần tử, chúng ta Hạ mỹ nữ tuần tới liền sinh nhật, người có hay không nghĩ xong đưa cái gì thu được người đẹp, cười một tiếng. Hạ Nhược Tuyết cũng là khá là mong đợi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần kẹp một cái thức ăn, làm bộ nói, đầu năm nay, đưa lễ vật gì à, phát một WeChat bao lì xì không phải ok, tâm ý đến là được. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần liền cảm giác được mình chân bị người hung hãn đạp ở. Ngẩng đầu lên, liền thấy Hạ Nhược Tuyết trong con ngươi cơ hồ bắn tán loạn ra tia lửa. Đùa giỡn, đúng rồi, Tôn Di, người đưa cái gì? Diệp Thần nói sang chuyện khác. Tôn Di chớp chớp mắt to, đối với Hạ Nhược Tuyết nói, ừ, ta ngày hôm qua và Nhược Tuyết ngủ thời điểm, xoa xoa Nhược Tuyết một cái bộ vị số đo, người phụ nữ mà, dĩ nhiên đưa người phụ nữ thích hợp đồ. Diệp Thần theo bản năng bổ óc xuống hình ảnh, rất là ướt át. Hạ Nhược Tuyết gặp Tôn Di vậy khi dễ mình, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, vội vàng để đũa xuống, hướng Tôn Di phóng tới. Tôn Di, ta bây giờ liền tính tính ngươi số đo. Hai nữ chỉ như vậy đánh náo loạn lên, ngược lại là tiện nghi Diệp Thần, thấy được không thiếu xuân sắc. Không lâu lắm, Diệp Thần phát hiện điện thoại di động reo, là một số xa lạ, hắn nhướng mày một cái, liền nhấn nút trả lời. Diệp tiên sinh, ta là Tử Huyên, ta không quấy rầy ngài đi. Ngài có thể cứu ra ra ta sao? Ta thật không có cách nào. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Chu Tử Huyên thanh âm vội vàng, về sau lại là khóc. Không giúp tới cực điểm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ ở đâu? Diệp Thần từ hội đấu giá mọi người trong miệng biết rõ đạo Chu gia xảy ra vấn đề, lại không nghĩ rằng là vấn đề lớn như vậy. Chu Tử Huyên tính cách nàng rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, tuyệt đối sẽ không đánh hắn điện thoại. Diệp Thiên Sinh, ta ở Chu gia biệt thự. Đường Giang Ninh số 211, ra ra ta. Chu Tử Huyên lời còn chưa nói hết, liền truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, một giây kế tiếp, điện thoại di động cúp. Xảy ra chuyện, Diệp Thần không do dự nữa, vội vàng mặc vào bên ngoài bộ, và hai nữ nói một tiếng, liền rời đi. Đường Giang Ninh số 211, Giang gia biệt thự, đèn đuốc sáng choang. Diệp Thần xuống xe taxi. Liền phát hiện toàn bộ biệt thự đều bị đồ dằn di binh lính bao vây. Một cổ cực kỳ hơi thở ngưng trọng từ trong biệt thự tràn ra. Bên ngoài còn đậu mấy chiếc quân xa. Làm hắn xuống xe trong nháy mắt, mười mấy đạo hơi thở phong tỏa hắn. Cực kỳ lạnh như băng. Thậm chí Diệp Thần còn cảm nhận được lầu chót có súng bắn tỉa hướng về phía mình. Mình hành vi chỉ cần có điểm dị thường, tất nhiên một súng bắn bể đầu. Chu gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao biết dính dấp đến quân đội lực lượng. Hơn nữa nhìn giá thế này, tình hình đã đến cực kỳ nghiêm trọng đến nước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.